Quan thần, hạ tưởng. Tập 6. Tuy nhiên khiến Thạch Bảo Lũy cảm thấy thất vọng chính là, khi lần đầu tiên ông ta đến báo cáo Lý Đinh Sơn về việc thương mại Bối Hà xin nhận thầu núi hoang, Lý Đinh Sơn từ chối cho ý kiến mà chỉ tỏ vẻ đó là công việc của Ủy ban Nhân dân, Lý Đinh Sơn không tiện can thiệp quá nhiều. Trong lòng Thạch Bảo Lũy thầm oán giận, nếu gặp phải bí thư quá để ý, bề ngoài thì nói không can thiệp vào sự vụ của Ủy ban Nhân dân, nhưng nếu sự tình trọng đại mà không báo cáo trước với bí thư chính là biểu hiện không coi nhân vật số một vào trong mắt. Nhưng nếu việc lớn việc nhỏ đều tới báo cáo, gặp phải bí thư không thông tình lý, sẽ tức giận mình không dám chịu trách nhiệm. Bản thân là nhân vật số một của Ủy ban Nhân dân, không có khả năng và ánh mắt nắm chắc toàn cục, liệu có phải là không đủ năng lực hay không? Thực ra Thạch Bảo Lũy không nghĩ rằng Lý Đinh Sơn quá để ý, chỉ có điều ông ta không đoán ra nổi ý tứ sâu xa mà Lý Đinh Sơn không nói ra. Chẳng lẽ hành động này của Lưu Thế Hiên không phải nhằm vào Lý Đinh Sơn? Chẳng lẽ thương mại Bối Hà không phải cố ý thành lập vì sự xung đột của Lý Đinh Sơn và Lưu Thế Hiên? Không chiếm được đáp án vừa lòng ở chỗ Lý Đinh Sơn, Thạch Bảo Lũy trở lại phòng làm việc, một mình trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi mấy cuộc điện thoại lên thành phố, muốn hỏi bóng hỏi gió tìm hiểu một chút quan hệ của Lý Đinh Sơn ở trên tỉnh. Ông ta biết Lý Đinh Sơn có thể lên làm bí thư huyện ủy, thị trưởng Hồ Tăng Chu đã xuất lực không ít. Có thể khiến thị trưởng Hồ tận hết sức lực xếp Lý Đinh Sơn xuống dưới này, khẳng định trên tỉnh có người lên tiếng. Đừng nhìn bí thư huyện ủy chỉ là cán bộ cấp huyện, nhưng đó chính là người chủ quản một phương, tác động tới đủ các mặt quan hệ. Thạch Bảo Lũy cầm điện thoại, nói với thư ký Tạ Trọng Trí. Tiểu Tạ, tôi gọi điện thoại, có ai đến thì bảo chờ một chút. Tạ Trọng Trí dạ một tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi vào chỗ của mình, không biết vì sao đột nhiên lại nhớ tới Hạ Tưởng. Cùng làm thư ký nhưng thư ký của chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy có chênh lệch không nhỏ. Tuy rằng mọi người trong huyện đều tươi cười chào đón mình, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn so với Hạ Tưởng có thể lấy thân phận nhân vật thư ký cuộc họp để dự thính hội nghị thường ủy. Hội nghị thường ủy đều là thảo luận những vấn đề quan trọng, tất cả sự tình và chính sách trọng đại của huyện trước khi đưa ra thực hiện đều phải thông qua hội nghị thường ủy. Mặc dù Hạ Tưởng không có quyền lên tiếng, không có quyền biểu quyết, nhưng có thể biết thông tin trước người một bước, có thể quan sát thái độ của mỗi thường ủy. Đây chính là của cải rất lớn đối với những người sau này sẽ tiếp tục đi theo chính trị. Có thể nói, làm thư ký như Hạ Tưởng là cao hơn rất nhiều so với mình chỉ là thư ký của chủ tịch huyện. Đáng tiếc, chủ tịch huyện Thạch không thể lên làm bí thư huyện ủy như mong muốn. Nếu không, y cũng có thể nước lên thì thuyền lên, trở thành thư ký của bí thư huyện ủy. Thấy Hạ Tưởng còn trẻ tuổi hơn mình mà đã đường quan rộng mở, trong lòng Tạ Trọng Trí ít nhiều hơi ghen tị. Cảm thấy Hạ Tưởng chiếm mất vị trí vốn phải là của mình cho nên vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh với Hạ Tưởng. Từ sau lần nói chuyện với Hạ Tưởng trong tiệc chào đón Lý Đinh Sơn, sau này có gặp lại vài lần trong tòa nhà huyện ủy, y chỉ gật đầu đi qua, không hề nói lời nào. Hơn nữa đối với việc Hạ Tưởng thường xuyên có việc đi ra ngoài, không theo sát bên cạnh Lý Đinh Sơn để chờ lãnh đạo gọi, Tạ Trọng Trí cho rằng làm thư ký như vậy là không làm tròn bổn phận, không tránh khỏi hơi khinh thường Hạ Tưởng. Đang lúc suy nghĩ đến nhập thần, y bỗng nhiên nghe thấy Thạch Bảo Lũy gọi điện thoại cao giọng hẳn lên. Hạ Tưởng, đúng đúng, đúng vậy, cậu ta là thư ký của bí thư Lý. Điều tới thành ủy, trưởng ban Vương, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Muốn điều động Hạ Tưởng phải nói chuyện với bí thư Lý mới đúng chứ? Cậu ta cũng không phải thư ký do tôi quản lý. Tạ Trọng Trí giật mình há to miệng, muốn điều Hạ Tưởng tới thành ủy, mình có nghe nhầm không? Mới đến huyện ủy có một tháng, vậy mà đã có lãnh đạo thành ủy muốn điều hắn lên thành phố. Một thư ký không có ý thức phục vụ như vậy, sao lại có lãnh đạo thành ủy nào xem trọng hắn chứ? Hơn nữa không phải là nói giỡn sao? Lý Đinh Sơn làm bí thư huyện ủy còn chưa ngồi ấm chỗ, còn chưa làm ra chiến tích gì, thư ký đã bị lãnh đạo thành ủy coi trọng. Đây rốt cục là chuyện gì? Ở phòng trong, Thạch Bảo Lũy buông điện thoại, suy nghĩ cẩn thận nửa ngày xem rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng ông ta gọi điện thoại cho trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Vương Tiếu Mẫn, muốn đi đường vòng hỏi thăm bối cảnh của Lý Đinh Sơn một chút, không ngờ chưa nói tới hai câu, Vương Tiếu Mẫn lại hỏi Hạ Tưởng, còn nói ban tổ chức cán bộ thành ủy vừa lúc xây dựng lớp bồi dưỡng cán bộ thanh niên, trọng điểm bồi dưỡng cán bộ hậu bị, đề nghị huyện ủy huyện bá đề cử Hạ Tưởng tham gia. Thạch Bảo Lũy khiếp sợ đồng thời không tránh khỏi trong lòng không hiểu chút nào.
Sao trưởng ban Vương lại biết tới một thư ký nho nhỏ của một bí thư huyện ủy, hơn nữa còn dùng giọng điệu rất nóng bỏng để nói chuyện. Ai chẳng biết trưởng ban Vương luôn mặt lạnh, tuy rằng ông ta không phải bí thư ủy ban kỷ luật, sắc mặt lại trắng, nhưng rất nhiều người đều gọi ông ta là Vương mặt lạnh sau lưng ông ta. Có điều chính là bởi vì quan uy của ông ta rất lớn, khó ai có thể nói gì. Rất nhiều bí thư huyện ủy thấy ông ta cũng đều cố tình tươi cười chào đón, nhưng ông ta đều rất ít khi lộ vẻ tươi cười. Buông điện thoại xuống, trong lòng Thạch Bảo Lũy không khỏi bực mình. Hạ Tưởng là thư ký của bí thư huyện ủy, cho dù tính đưa hắn lên trường đảng của thành ủy để bồi dưỡng cũng là do phía huyện ủy đề cử. Mình là người đứng đầu ủy ban nhân dân, muốn mình mở miệng nói ra liệu có phải tỏ vẻ quá rõ ràng làm thân với Lý Đinh Sơn. Lọt vào trong mắt người khác, còn gì mặt mũi mình nữa. Hơn nữa chuyện của huyện ủy cũng không đến lượt mình khoa tay múa chân. Làm vậy không phải là khiến mình lâm vào thế khó xử sao? Nếu đổi là người khác, Thạch Bảo Lũy khẳng định sẽ mắng chửi mấy câu, nói hắn không hề có hảo tâm, cố ý gây khó dễ với mình. Nhưng đối với Vương Thiếu Mẫn, ông ta lại không thể nói được lời gì, bởi vì Vương Thiếu Mẫn chính là chỗ dựa lớn nhất của ông ta tại thành ủy. Cũng là nhờ có Vương Thiếu Mẫn nói thay cho ông ta ở thành phố, ông ta mới có thể lên làm chủ tịch huyện bá. Có thể nói, nhờ có Vương Tiếu Mẫn đỡ lên mới có ông ta ngày hôm nay. Bởi vậy mặc kệ Vương Tiếu Mẫn nói chuyện với thái độ thế nào, có đưa ra đề xuất hoặc yêu cầu không hợp tình hợp lý nào, ông ta cũng sẽ không từ chối. Suy đi tính lại một phen, Thạch Bảo Lũy quyết định tự mình tới phòng làm việc của Lý Đinh Sơn một chuyến, xem có thể hỏi ra cái gì hay không. Tuy rằng ý ngầm của trưởng ban Vương là dường như là không biết Lý Đinh Sơn, nhưng ai mà biết được hai người có quen biết nhau hay không. Không thể vì một sơ sẩy nho nhỏ khiến trưởng ban Vương có ý kiến về mình được. Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng đang cùng thảo luận thì không ngờ Thạch Bảo Lũy tới, đều cảm thấy bất ngờ. Hai người đang phán đoán thái độ của ông ta trong chuyện công ty thương mại Bối Hà, đang nghĩ xem làm thế nào để lôi kéo ông ta, cũng không ngờ buổi sáng ông ta vừa mới báo cáo công tác, giờ nhanh như vậy đã tới đây, khẳng định là đã có biến cố gì đó. Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng liếc nhau một cái. Trong lòng hai người đều có một dấu hỏi thật to. Hạ Tưởng mở cửa đi ra phòng ngoài đón. Lý Đinh Sơn đứng trước bàn làm việc, cũng không ngồi bất động, xem như cho Thạch Bảo Lũy mặt mũi. Hạ Tưởng dẫn Thạch Bảo Lũy vào. Thạch Bảo Lũy vừa thấy Lý Đinh Sơn đứng chờ vội vàng tiến về phía trước, hai tay giơ ra bắt tay Lý Đinh Sơn. Bí thư Lý khách khí. Lý Đinh Sơn cười nói. Chủ tịch huyện Thạch mau mời ngồi. Tiểu Hạ, rót nước cho chủ tịch huyện Thạch. Thạch Bảo Lũy vội từ chối không cần, Hạ Tưởng đã nhanh nhẹn bưng nước lên, sau đó thức thời đi ra phòng ngoài. Thạch Bảo Lũy muốn gọi Hạ Tưởng lại, dù sao sự tình cũng đề cập tới chính Hạ Tưởng, nhưng thấy Lý Đinh Sơn không nói gì, mình cũng không tiện nói thay, đành trơ mắt nhìn Hạ Tưởng đi ra. Khi Hạ Tưởng ra tới cửa, ông ta rốt cục không kìm nổi gọi. Thư ký Hạ chờ một chút, vừa lúc tôi có việc tìm cậu. Hạ Tưởng đứng lại, không rõ Thạch Bảo Lũy tìm mình có chuyện gì. Vẻ mặt tươi cười chờ ông ta mở miệng. Thạch Bảo Lũy hơi không tiện mở miệng, liền nhìn Lý Đinh Sơn nói. Bí thư Lý, tôi xin tự chủ trương một lần, Lưu thư ký Hạ lại, tôi muốn nghe ý kiến của cậu ấy. Lý Đinh Sơn không có ý kiến, cũng không nói gì chỉ gật đầu với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cung kính đứng ở một bên, trên mặt nở nụ cười kính cẩn. Thạch Bảo Lũy thầm nghĩ, so sánh với thư ký Tạ Trọng Chí của mình vui buồn, cao hứng hay mất hứng đều viết rõ trên mặt. Biểu hiện của Hạ Tưởng quả thật không thể bắt bẻ. Ông ta do dự không biết nên mở miệng thế nào, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định nói sự tình thương mại Bối Hà trước. Bí thư Lý, về việc công ty thương mại Bối Hà nhận thầu núi hoang, tôi có một ý tưởng chưa thành thục cho lắm, muốn thông báo với ngài một chút. Trong lòng Hạ Tưởng khẽ động, chủ tịch huyện Thạch vừa mới nói chuyện này sáng nay, buổi chiều lại đến nhắc lại, chẳng lẽ nhanh như vậy đã có quyết định trong vấn đề lựa chọn Lý Đinh Sơn hay Lưu Thế Hiên sao? Hạ Tưởng đoán không đúng, Thạch Bảo Lũy vẫn chưa hạ quyết tâm dựa vào Lý Đinh Sơn. Cho dù thành ủy thật sự điều Hạ Tưởng đi cũng không thể khiến ông ta dễ dàng buộc tiền đồ của mình với Lý Đinh Sơn. Bởi vì đối nghịch với Lưu Thế Hiên cũng chính là đắc tội với thế lực bản địa huyện bá. Trừ phi có thể nắm chắc phần thắng, nếu không ông ta không có dũng khí được ăn cả ngã về không. Trước khi thăm dò được hậu trường của Lý Đinh Sơn, Thạch Bảo Lũy vẫn quyết định đi một bước xem một bước. Lấy ổn định là thượng sách. Hết thảy dựa trên nguyên tắc tối đa hóa lợi ích của bản thân. Đã tới tuổi này rồi,
lại hoàn toàn đi từng bước một từ cơ sở lên làm chủ tịch huyện, không có ánh mắt nhìn toàn cục từ trên xuống dưới, chỉ có thận trọng mới là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất ở giai đoạn hiện tại, ông ta sẽ không biểu hiện ra thiên hướng rõ ràng dựa vào Lý Đinh Sơn hay Lưu Thế Hiên. Đương nhiên, cuộc điện thoại vừa rồi của Vương Tiếu Mẫn khiến cán cân trong lòng ông ta đã hơi thiên hướng về Lý Đinh Sơn một chút, hiện tại trên cơ bản đang cân bằng giữa hai người. Thương mại Bối Hà đề xuất nhận thầu núi hoang là chuyện tốt, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ mạnh mẽ ủng hộ. Tuy nhiên đã có công ty chủ động đề xuất nhận thầu núi hoang, có thể thấy được ngọn núi hoang mà trước kia chúng ta không nhìn ra giá trị kinh tế gì khẳng định cũng có thể kiếm tiền. Các công ty đều là làm ăn, không kiếm được tiền khẳng định sẽ không làm, cho nên tôi cảm thấy liệu có nên tìm thêm hai công ty, cùng đưa ra đề xuất, như vậy huyện mới có thể lựa chọn được công ty có thực lực tốt nhất trong số họ. Đương nhiên, có cạnh tranh mới có phát triển, chỉ có một công ty xin đề xuất, chúng ta cũng không thể đánh giá chính xác được giá trị kinh tế chân chính của núi hoang, huyện sẽ bị thiệt. Đúng là một hòn đá dò đường rất tốt trước khi hành động. Hạ Tưởng âm thầm gật đầu, Thạch Bảo Lũy rốt cục vẫn lộ ra một mặt khôn khéo. Ông ta làm như vậy bề ngoài là muốn tốt với Lý Đinh Sơn, bởi vì trong lòng ông ta cũng rõ ràng Thương mại Bối Hà là công ty của ai. Có lẽ ông ta cũng đoán được Thương mại Bối Hà đột nhiên xuất hiện là có vấn đề. Ông ta muốn âm thầm thử phản ứng của Lý Đinh Sơn. Chỉ sợ là không chỉ muốn nhìn xem Thương mại Bối Hà có nhắm vào Lý Đinh Sơn hay không mà còn muốn nhìn xem rốt cục Lý Đinh Sơn có bối cảnh gì hay không. Quả nhiên Thạch Bảo Lũy không đổi sắc mặt, lại tiếp tục nói. Bí thư Lý từ tỉnh thành tới đây, kiến thức rộng rãi, quen biết người cũng nhiều, xem có thể tìm một, hai công ty từ tỉnh thành tới huyện bá đầu tư cạnh tranh công bằng với Thương mại Bối Hà hay không. Có khi ngọn núi hoang mà chúng ta vốn vẫn bỏ qua thật sự có thể đào ra được kho báu thì sao? Lý Đinh Sơn nghe vậy cũng hiểu được ý tứ của Thạch Bảo Lũy, đầu tiên là thử xem giữa Thương mại Bối Hà và mình có vấn đề gì không. Lại lấy danh nghĩa kéo đầu tư từ tỉnh thành tới để dò xem mình có bối cảnh gì không. Tổng thể mà nói, Thạch Bảo Lũy vẫn giữ thái độ nhìn từ xa, nếu không thấy một góc hậu trường của mình, khẳng định sẽ không có biểu hiện gì. Trong lòng Lý Đinh Sơn mơ hồ không vui, trong quan trường có rất nhiều người muốn mọi việc đều hoàn hảo với cả hai bên. Nhưng cuối cùng bình thường đều không có kết cục tốt. Tuy nhiên nghĩ lại, hôm nay Thạch Bảo Lũy có thể chủ động tới nói tìm thêm mấy công ty để cạnh tranh với Thương mại Bối Hà, bề ngoài muốn là thử phản ứng của mình, kỳ thật cũng là biểu hiện muốn làm thân, ít nhất cũng biểu lộ lập trường của ông ta là sẽ không thiên vị Lưu Thế Hiên. Lý Đinh Sơn cười cười, giơ tay chỉ Hạ Tưởng. Chủ tịch huyện Thạch nói rất đúng, mấy hôm trước Tiểu Hạ đã tìm được một người bạn là thương nhân ở tỉnh thành cùng tới Cổn Long Câu khảo sát thực địa. Đang chuẩn bị đề xuất với huyện xin nhận thầu. Tình huống cụ thể thì để Tiểu Hạ báo cáo một chút với chủ tịch huyện Thạch. Thạch Bảo Lũy thầm kinh hãi trong lòng, Lý Đinh Sơn thật đúng là coi trọng Hạ Tưởng, chuyện lớn như vậy mà cũng trực tiếp đổ lên người hắn, thật sự là tận hết sức giúp đỡ hắn. Ông ta nghĩ Lý Đinh Sơn cố ý đổ công lao lên người Hạ Tưởng là vì muốn đề bạt hắn mà không biết rằng, Hạ Tưởng đúng là người tìm được thương nhân tới đầu tư. Thạch Bảo Lũy cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì lần này đến đây xem như đúng rồi. Quả nhiên là Lý Đinh Sơn muốn động Lưu Thế Hiên, không ngờ muốn ra tay trước với Cổn Long Câu. Đây chính là nhổ răng hổ, Lưu Thế Hiên không phản ứng kịch liệt lại mới là lạ, chỉ sợ là còn có chuẩn bị ở phía sau. Lý Đinh Sơn muốn ra tay trước, chẳng lẽ là sớm có tính toán? Hạ Tưởng trước hết gật đầu với Lý Đinh Sơn, sau đó mới nói với Thạch Bảo Lũy. Chủ tịch huyện Thạch. Tỉnh thành có một công ty thực lực hùng hậu muốn nhận thầu Cổn Long Câu, sau đó xây dựng một nhà máy gia công thực phẩm lớn ở huyện, tổng đầu tư mức không nhỏ, đã đạt thành ý kiến bước đầu. Chi tiết cụ thể thì chờ thêm một đoạn thời gian, người phụ trách công ty sẽ tự mình tới huyện bá, báo cáo với chủ tịch huyện Thạch và chính thức đệ trình lên. Vốn bí thư Lý muốn tôi làm tốt công tác giai đoạn trước, chờ đến khi hòm hòm rồi sẽ báo cáo tỉ mỉ tình huống với chủ tịch huyện Thạch. Cũng vừa lúc chủ tịch huyện Thạch có ý kiến muốn thu hút đầu tư, tôi liền báo cáo trước một chút. Tuy nhiên nếu chẳng may cuối cùng sự tình không thành thì chủ tịch huyện Thạch cũng không nên trách tôi công tác bất lực. Thạch Bảo Lũy tươi cười nói. Sao lại thế chứ, tôi cảm tạ thư ký Hạ còn không kịp, có thể kéo đầu tư đến huyện bá là một chuyện tốt rất lớn. Nếu sự tình thành công, tôi sẽ đại biểu Ủy ban Nhân dân cảm tạ cậu. Từ khi Thạch Bảo Lũy đảm nhiệm chủ tịch huyện tới nay, công ty thu hút đầu tư của huyện bá gần như lâm vào tình trạng đình đốn. Hơn 2 năm liền mà tổng cộng không đến 100.000 tệ đầu tư vào huyện bá,
Hơn nữa tất cả đều là dựa vào quan hệ tình cảm cá nhân để qua lại, tài chính dạo một vòng qua huyện bá rồi lại chuyển đi, căn bản không hề sinh ra hiệu quả và lợi ích kinh tế gì. Nếu đầu tư mà Hạ Tưởng nói có thể thật sự rót xuống, đó chính là khoản đầu tư lớn nhất và duy nhất của huyện bá trong vòng mấy năm qua. Chương 108, các nơi quan hệ ngầm mãnh liệt. Thương mại Bối Hà không tính, bởi vì thương mại Bối Hà đề xuất nhận thầu núi hoang sẽ đưa ra giá cả rất thấp, khiến Thạch Bảo Lũy kích động muốn xé tài liệu đề xuất. Đây quả thật là không muốn tiêu tiền mà muốn nhét cổn long câu vào túi một cách hợp pháp. Nếu thật sự có đầu tư mới tính là chiến tích, Lý Đình Sơn nở mày nở mặt, ông ta là chủ tịch huyện ít nhất cũng có thể được phân một bộ phận nhỏ. Đây mới là điểm khiến Thạch Bảo Lũy động tâm. Chỉ cần có chiến tích, hết thảy cứ dựa theo trình tự bình thường, cuối cùng Lưu Thế Hiên không chiếm được cổn long câu cũng sẽ không oán giận mình. Thạch Bảo Lũy đã quyết định chủ ý, duy trì thái độ trung lập ở giữa Lý Đình Sơn và Lưu Thế Hiên, khi thích hợp thì nghiêng về phía Lý Đình Sơn một chút. Phải nói là khi thích hợp thì nghiêng về phía chiến tích mới đúng. Thương mại Bối Hà lấy cổn long câu chẳng qua chỉ là bình mới rượu cũ, sẽ không đem tới bất cứ ích lợi gì cho huyện bá và nhân dân địa phương. Công ty ở tỉnh thành đến đầu tư thì hoàn toàn khác. Tiền nhiều ít thế nào không nói tới, mấu chốt là rốt cục huyện bá cũng có công ty lớn đến đầu tư. Chỉ cần danh tiếng truyền ra, cũng sẽ khiến thành phố phải xem trọng một chút. Thạch Bảo Lũy rất hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tưởng cũng thân thiết thêm vài phần. Thư ký Hạ, trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Vương gọi điện thoại cho tôi, có hỏi tôi về cậu. Nghe giọng điệu của trưởng ban Vương thì dường như muốn điều cậu tới thành phố. Cậu là thư ký của bí thư Lý, tôi cũng không dám làm chủ thay cho cậu. Tuy nhiên nếu trưởng ban Vương đã nói thì tôi sẽ phải chuyển lời tới cậu. Đương nhiên chủ ý còn phải do bí thư Lý. Vương Tiếu Mẫn, Hạ Tưởng bị tin tức bất ngờ này làm cho giật mình kinh ngạc. Hắn liếc Lý Đình Sơn một cái, thấy Lý Đình Sơn cũng vẻ mặt kinh ngạc, liền khẽ lắc đầu, biết rằng Lý Đình Sơn cũng không biết Vương Tiếu Mẫn. Trong lòng Hạ Tưởng khá buồn bực, ở thành phố Chương Trình, hắn mới chỉ gặp thị trưởng Hồ Tăng Chu, còn chưa bao giờ gặp trưởng ban Vương, sao ông ta lại biết tên mình? Lại còn đề xuất điều mình đến thành phố nữa? Đây là trò đùa quái quỷ gì vậy? Tuy nhiên hắn cũng biết rõ, Thạch Bảo Lũy sẽ tuyệt đối không đùa giỡn như vậy với mình. Thạch Bảo Lũy đi rồi, hồi lâu sau Lý Đình Sơn mới cười tự giễu. Cũng không biết là tôi rất may mắn hay là rất không may mắn, thật vất vả mới tìm được một thư ký thỏa mãn thì lại có người thích, muốn điều đi. Hạ Tưởng, cậu nghĩ thế nào? Làm sao mà Hạ Tưởng biết được rằng Vương Tiếu Mẫn là do Trần Phong nhờ vả, mượn lý do điều hắn tới thành phố Chương Trình, sau đó triệu hồi hắn về thành phố Yến? Không phải Vương Tiếu Mẫn muốn hắn mà là Trần Phong muốn hắn quay về thành phố Yến. Đương nhiên, việc điều động khá rườm rà phức tạp, Vương Tiếu Mẫn không chịu nổi Trần Phong luôn yêu cầu, bởi quan hệ giữa ông ta và Trần Phong không phải bình thường, liền tính toán trước hết thông qua Thạch Bảo Lũy dò xét suy nghĩ của Lý Đình Sơn. Theo ông ta nghĩ, chỉ cần khiến Lý Đình Sơn đồng ý thả người, hết thảy sẽ ổn thỏa. Hạ Tưởng khẳng định sẽ đồng ý. Ở bên cạnh thị trưởng trên tỉnh thành tốt đẹp hơn rất nhiều so với làm thư ký của một bí thư huyện ủy ở một huyện nghèo khó, xa xôi. Ở đâu có tiền đồ hơn thì ai cũng có thể phân biệt được rõ ràng. Tuy nhiên Vương Tiếu Mẫn đã suy tính sai lầm. Cho dù Lý Đình Sơn đồng ý thả người, Hạ Tưởng cũng không muốn rời khỏi huyện bá vào lúc này, lại càng không muốn đến làm việc bên cạnh Trần Phong. So sánh với Lý Đình Sơn tiền đồ không sáng sủa, tiền đồ của Trần Phong lại càng mờ mịt hơn. Còn có một điểm quan trọng nhất chính là, ở chỗ Trần Phong, hắn sẽ không thể chiếm được tín nhiệm tuyệt đối như ở Lý Đình Sơn. Không có ý tưởng gì. Nói thật, bí thư Lý, trong chuyện này có lẽ có hiểu lầm, có lẽ còn có ẩn tình gì khác nữa. Mặc kệ như thế nào, tôi cũng không sẽ rời khỏi huyện bá, sẽ không rời khỏi bí thư Lý, trừ phi. Hạ Tưởng cười cười. Trừ phi bí thư Lý ghét bỏ tôi, muốn điều tôi đi. Còn không thì không cần phải suy xét. Lý Đình Sơn không đồng ý điều Hạ Tưởng đi, hơn nữa bản thân Hạ Tưởng cũng không đồng ý, trên thành phố hẳn cũng sẽ không ép buộc điều đi. Tuy nhiên việc này phát sinh hơi kỳ quái, Lý Đình Sơn không đoán được điều gì đã xảy ra, Hạ Tưởng cũng suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp, hắn thậm chí nghĩ tới Hồ Tăng Chu. Chẳng lẽ là ý tứ của thị trưởng Hồ Uyển Chuyển thông qua Vương Tiếu Mẫn để truyền đạt tới? Chắc hẳn là không phải, đừng nói hắn không có sức hấp dẫn lớn như vậy. Cho dù vì chuyện lần trước mà thị trưởng Hồ có ưu ái với hắn cũng sẽ không đáng phải thông qua Vương Tiếu Mẫn,
lại qua thêm Thạch Bảo Lũy. Làm như vậy quá vòng vèo, đường đường là một thị trưởng, muốn điều động một thư ký nhỏ nhoi không cấp bậc của một bí thư huyện ủy, không cần phải che mắt người khác quá như vậy chứ. Chỉ sợ mấu chốt sự tình là do Vương Thiếu Mẫn, có lẽ ông ta cũng là bị người nhờ vả. Nếu không phải thị trưởng Hồ, vậy có thể là ai được nhỉ? Hạ Tưởng dù thông minh hơn nữa cũng không thể tưởng tượng được sự tình lại lắt léo đến thế, căn nguyên lại ở tận thành phố Yến, chính là xuất phát từ Trần Phong. Khi ăn cơm tối, hắn tới nhà khách huyện ủy tìm Tào Thù Lê. Gõ cửa xong, hắn đi vào, phát hiện cô bé đang rất không có hình tượng gì cả, mặc một bộ áo ngủ, không đắp chăn, nằm trên giường, mông khá cong, lộ ra vết quần lót, toàn thân lộ ra những đường cong huyền ảo khiến Hạ Tưởng nhìn không chớp mắt, không để ý dưới chân, suýt nữa vấp ngã. Hắn vội vàng ho khan một tiếng. Cô bé Lê, vẫn còn ngủ à? Từ sau khi nghe Mễ Huyên gọi Tào Thù Lê là cô bé Lê, thỉnh thoảng Hạ Tưởng vẫn gọi cô là cô bé Lê, nghe có vẻ thân thiết. Tào Thù Lê mơ màng mở to mắt, bỗng a, một tiếng thật to, vơ lấy gối ném thẳng vào mặt Hạ Tưởng. Bại hoại, háo sắc, ai cho anh vào, lần trước anh nhìn lén dưới váy em còn chưa tìm anh tính sổ, lần này anh lại nhìn lén em ngủ. Anh thật sự là da mặt quá dày. Hạ Tưởng đành phải giơ tay cầu xin tha thứ. Vừa rồi rõ ràng là anh đã gõ cửa, là em đồng ý anh mới đi vào. Em không thể không phân rõ phải trái như vậy được, anh lại không phải cố ý. Tư thế ngủ của em quá bất nhã, anh không cẩn thận nhìn một chút liền cảm giác đau đầu. Kỳ thật anh mới là người chịu thiệt. Tào Thù Lê tức giận nổi trận lôi đình, vùng xuống giường, cầm lấy chăn trùm lên người hắn rồi vung tay đánh liên tục. Đánh chết anh này, đồ hư hỏng. Khi về em sẽ tố cáo với ba, anh dám nhìn lén em ngủ. Hạ Tưởng bị chăn bao lấy, trừ cảm giác hơi khó thở thì Tào Thù Lê đấm chẳng có chút lực nào, ngược lại còn giống như mát xa, rất thoải mái. Hắn không hề có chút cử động phản kháng nào, mặc cho Tào Thù Lê đánh không ngừng. Người còn chưa gõ cửa đã lao vào, giọng nói cũng tới trước. Cô bé Lê, nghĩ kỹ chưa? Mai đi đâu chơi? À, nhanh như vậy đã lên giường. Chị không nhìn thấy gì hết, chị thật sự không nhìn thấy gì hết. Ngàn vạn lần đừng giết người bịt miệng. Mễ Huyên, chị lại nói hưu nói vượt, em phải giết chị. Tào Thù Lê buông Hạ Tưởng, đuổi theo Mễ Huyên ra ngoài. Hạ Tưởng thò đầu ra, thở dài một hơi, lại bị hiểu lầm, dường như hắn thật sự là cố ý nhìn lén Tào Thù Lê ngủ vậy. Tuy nhiên nói thật, tuy rằng tư thế ngủ của cô bé Lê không quá lịch sự nhưng bắp chân trắng nõn lộ ra, lại thêm thân thể hoàn mỹ nằm trên giường, nhìn thấy mà không suy nghĩ miên man cũng không được. Cũng không biết hai người nói gì. Một lát sau khi trở về lại bộ dạng vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Tào Thù Lê vẫn phụng phịu đẩy Hạ Tưởng ra ngoài. Đi đi đi, mau đi ra, em phải thay quần áo. Hạ Tưởng ngại ngùng cười, lại gãi đầu ngoan ngoãn đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền nghe thấy bên trong truyền tới một trận cười vang. Hắn lắc đầu, con gái mặc kệ là còn rất nhỏ hay là thành thục đều kỳ lạ như nhau, rất khó đoán được tâm tư. Ăn tối chính là bánh hấp. Bánh một mặt mềm dễ ăn, một mặt vàng giòn, lại thêm mùi thơm của thịt từ bên trong, rất ngon. Thịt là gà, thịt thỏ và thịt lợn, phối hợp với củ cải trắng, rau cải, nấm khẩu bắc và rau quyết, thoạt nhìn như một nồi lẩu thập cẩm nhưng kỳ thật đưa vào nấu rất có thứ tự. Ba người ăn tới mức mồ hôi đầy đầu, Tào Thù Lê lại rất thích ăn mặt giòn của bánh, kết quả là Hạ Tưởng đành phải ăn mặt còn lại của bánh, ăn liên tiếp mấy cái mới coi như khiến cô hoàn toàn hết giận vì sự kiện nhìn lén. Khi Hạ Tưởng đề nghị trực tiếp về phòng mà không đi tản bộ bên ngoài, Mễ Huyên trợn to hai mắt, nhìn về phía Hạ Tưởng với ánh mắt cực kỳ khó tin, rất hoài nghi dụng tâm của hắn. Hạ Tưởng vội vàng giải thích để tránh hiểm nghi. Trời thu hơi lạnh, dễ bị cảm. Nếu cô bé Lê bị bệnh, tôi sẽ không có cách nào giải thích với Giám đốc Sở Tào. Mặt khác tối nay tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Giám đốc Sở Tào, để cho ông ấy biết cô bé Lê đang ở đây. Nếu sau này từ miệng người khác khiến ông ấy biết được Thù Lê đã tới huyện bá, khẳng định ông ấy sẽ có ý kiến về tôi. Ý tưởng của Hạ Tưởng là, mặc dù công tác của huyện bá cực kỳ phức tạp nhưng vẫn nhất định phải duy trì quan hệ hòa hợp với Giám đốc Sở Tào, không thể bởi vì chuyện của Tào Thù Lê mà sinh ra hiểu lầm. Tuy Lý Đình Sơn là bí thư huyện ủy huyện bá, nhưng xét đến cùng, rất nhiều quan hệ đều có căn nguyên ở tỉnh thành, phải có cái nhìn toàn cục từ trên xuống. Tào Thù Lê không nói gì. Mễ Huyên lại không cho là đúng, bĩu môi nói.
tuổi không lớn mà tâm tư khá nặng. Mặc kệ các người, tôi đi tìm ba tôi. Quanh năm suốt tháng không gặp ông ấy được vài lần, nếu đã đến đây, tôi phải làm tròn trách nhiệm của con gái mới được. Trong phòng Tào Thù Lê, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Tào Vĩnh Quốc. Sau khi nghe được là Hạ Tưởng, câu đầu tiên của Tào Vĩnh Quốc là: Lê Nhi có phải ở bên cạnh cậu hay không? Đúng là lão già thành tinh. Hạ Tưởng nghĩ thầm gọi điện thoại thế này coi như là đúng rồi. Cô bé Lê đến huyện Bá chơi, cháu liền đưa cô ấy đi chơi mấy nơi. Cảnh sắc thảo nguyên rất đẹp, cô ấy chơi rất vui vẻ, tuy nhiên cô ấy cũng khá nhớ nhà, liền giục cháu gọi điện thoại trở về. Được rồi, đừng có bao che với tôi. Lê Nhi tính tình thế nào tôi còn không biết sao. Nếu nó nhớ nhà thì đã sớm tự mình gọi điện thoại, đâu cần cậu nói tốt cho nó chứ. Trong giọng nói của Tào Vĩnh Quốc ít nhiều có một tia bất mãn. Tuy nhiên có Mễ Huyên đi cùng nó thì tôi cũng an tâm. Tiểu Hạ, cậu gọi điện thoại tới đây khẳng định là có việc khác hả? Nói thẳng đi. Hạ Tưởng đoán trong sự bất mãn của Tào Vĩnh Quốc khẳng định có một chút là oán giận với Vương Quân Dương. Còn việc Tào Thù Lê tới huyện Bá thăm hắn, cho dù có tức giận cũng không đến mức giận tới mình. Tuy nhiên giọng điệu hắn vẫn phi thường cung kính. Giám đốc Sở Tào, Bí Thư Lý nghe được một tin tức, nói là có thể ngài sẽ được điều tới thành phố Yến làm phó thị trưởng thường trực, được vào thường vụ. Trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở nặng nề và một thời gian im lặng ngắn ngủi, đại khái sau nửa phút mới nghe giọng Tào Vĩnh Quốc run nhẹ nhẹ. Tống Chiêu Độ nói, đúng vậy, nghe nói là Phó Bí Thư Lộ đề nghị, còn có trưởng ban Lô cũng rất tán thành, tuy nhiên còn chưa đạt thành nhận thức chung cho nên khả năng là tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài. Từ phản ứng của Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng biết ông ta còn chưa nghe được phong thanh, nếu không cũng đã không thất thố như thế. Phó Bí Thư Lộ và tôi không quen, sao ông ta lại nhớ tới tôi nhỉ? Thật sự là việc lạ. Hạ Tưởng, cậu còn nghe được chuyện gì nữa thì nói ra đi, đừng giấu giếm. Mau nói ra. Sự tình liên quan tới lợi ích thiết thân, giọng của Tào Vĩnh Quốc không còn trầm ổn nữa mà rốt cục cũng lộ ra một mặt vội vàng sốt ruột. Hạ Tưởng liếc Tào Thù Lê một cái, thấy cô trợn tròn mắt tò mò, im lặng ngồi một bên, lại nháy mắt nhìn hắn, như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, khiến hắn không khỏi buồn cười. Lúc nghịch ngợm thì thật không giống ai, lúc im lặng lại ngoan ngoãn khiến người ta khó có thể tin nổi, thật sự là một con tắc kè hoa dễ thay đổi màu. Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng nhìn mình liền thè cái lưỡi hồng hào ra, lại giơ tay ra hiệu im lặng, Hạ Tưởng cười cười, tiếp tục nói vào điện thoại. Nghe nói thị trưởng Trần Phong tiến cử ngài với Phó Bí Thư Lộ. Ông ấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc cải tạo thôn nội đô, bên người không có trợ thủ hình thái học giả nào, vừa lúc lần trước gặp cô bé Lê ở quảng trường ga, có lẽ vì vậy ông ấy mới cảm thấy hứng thú đối với Tào Bá Bá là người phát triển từ cơ sở đi lên. Nếu Trần Phong nghe được Hạ Tưởng phân tích như vậy, khẳng định sẽ hài lòng vỗ vai Hạ Tưởng nói một câu, rất đúng. Tuy rằng Tào Vĩnh Quốc cảm thấy lý do Hạ Tưởng đưa ra hơi ly kỳ, chủ yếu là do ông ta không hiểu biết tính cách và tình cảnh trước mắt của Trần Phong bằng Hạ Tưởng, nhưng ông vẫn cảm thấy nội tâm kích động, nói. Việc này quá đột nhiên, cũng quá bất ngờ, tôi phải suy xét kỹ một chút. Nếu tỉnh thật sự để lộ ra ý tứ này, Hạ Tưởng có thể đoán được Tào Vĩnh Quốc căn bản là sẽ không từ chối. Ông chờ đợi cơ hội này đã rất lâu, thường vụ thành ủy thành phố Yến, phó thị trưởng thường trực, đó chính là vị trí tốt hơn nhiều so với giám đốc sở đo vẽ bản đồ. Tào Vĩnh Quốc còn chưa nói hết, lại nghĩ tới cái gì liền nói tiếp. Bảo Lê Nhi nghe điện thoại, tôi có chuyện muốn hỏi nó. Hạ Tưởng giơ tay đưa điện thoại cho Tào Thù Lê. Tào Thù Lê khoát tay, miệng nói không phát ra âm thanh. Hạ Tưởng hiểu được cô đang nói, em không ở đây. Hắn không kìm nổi cười nói. Tào Bá Bá tìm em có việc, hơn nữa em cũng không thể gạt được ông đâu, đừng giả vờ nữa, mau tiếp điện thoại. Hạ Tưởng không che điện thoại. Chính là cố ý để Tào Vĩnh Quốc nghe được. Tào Thù Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn, lại vung nắm đấm lên uy hiếp, sau đó mới nhận lấy điện thoại, không tình nguyện nói. Ba, con đang ngủ, ba không nên làm phiền con chứ. Hạ Tưởng toát mồ hôi. Bình thường Tào Thù Lê là một cô bé khá thông minh, sao đến thời khắc mấu chốt lại nói một câu như vậy. Cái gì mà con đang ngủ chứ? Nếu đang ngủ mà mình lại ở bên cạnh. Chẳng phải nói lên rằng hai người có quan hệ mờ ám sao? Rất có khả năng sẽ khiến Tào Bá Bá hiểu lầm. Cũng may Tào Vĩnh Quốc đang trong cơn kích động, tính tình Tào Thù Lê bộc tuệch, hai cha con đều không ý thức được hàm nghĩa sâu xa của lời nói này.
Tào Vĩnh Quốc bảo Tào Thù Lê nghe điện thoại chính là muốn cô kể lại tỉ mỉ lần gặp gỡ tình cờ với Trần Phong ở quảng trường ga. Tào Thù Lê bất mãn lườm Hạ Tưởng một cái, coi như xả giận hắn đã bán đứng cô. Cô rất không kiên nhẫn kể lại lần gặp gỡ đó. Tuy nhiên dù bất mãn nhưng cô vẫn kể lại rất tỉ mỉ từ đầu tới cuối một cách rõ ràng, cuối cùng lại liên tiếp nhấn mạnh mấy lần. 3. Tất cả chuyện này đều là vì Hạ Tưởng gây ra, không quan hệ gì tới con. Thị trưởng Trần tới quảng trường thư giãn trước, sau đó mới tới quảng trường nhà ga. Chính là bởi vì thiết kế của cả hai nơi đều khiến ông ấy cực kỳ vừa lòng mới hỏi con là ai thiết kế. Con chỉ cho ông ấy xem tên người thiết kế trên bản vẽ phối cảnh. Rất không may, tên con lại ở sau tên của Hạ Tưởng, cứ như vậy. Trong lòng Tào Vĩnh Quốc cuộn sóng không ngừng, qua một lúc lâu sau mới cưỡng ép áp chế nỗi chấn động đó. Đủ mọi cảm xúc phức tạp xuất hiện. Dường như sau khi Hạ Tưởng xuất hiện, rất nhiều chuyện đều có biến đổi bất ngờ. Vốn ý tưởng ban đầu của Tào Vĩnh Quốc là để Tào Thù Lê và hắn cùng thiết kế quảng trường thư giãn và dự án màn hình tinh thể lỏng cỡ lớn ở quảng trường nhà ga là muốn cô tham gia nhiều hoạt động xã hội, tăng thêm kinh nghiệm thực tế, cũng chính là duy trì quan hệ tốt đẹp với Hạ Tưởng, xem có nhân cơ hội đó làm quen với Tống Chiêu Độ hay không. Không ngờ rằng lại có thu hoạch ngoài ý muốn, khiến ông ta âm thầm may mắn vì quyết định anh minh lúc trước của mình. Phó thị trưởng thường trực lại thêm vị trí thường vụ của thành phố Yến, vừa lúc tương đương với chức vụ giám đốc sở hiện tại của ông, nhưng quyền lực và tầm nhìn không thể so sánh với nhau. Về sau tiền đồ cũng tươi sáng hơn rất nhiều. Nếu sự tình có thể thật sự thành công, trước khi lui ra có thể thăng lên cấp phó tỉnh cũng không phải việc khó. Bỗng nhiên Tào Vĩnh Quốc cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái, vui vẻ, dường như trong nháy mắt toàn thân tràn đầy tinh lực. Giọng của ông cũng tăng cao lên rất nhiều. Lê Nhi. Dù sao cũng là ngày nghỉ, chơi thêm vài ngày ở huyện bá cũng được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng tới công tác của Hạ Tưởng. Còn nữa, phải nghe lời, nghe Hạ Tưởng nói. Nghe thấy chưa? Tào Thù Lê bĩu môi trả di động lại cho Hạ Tưởng, nói nhỏ. Ba em chính là người mê làm quan, chỉ thích lợi. Không ngờ lại nói em nghe lời anh, rất khiến người ta thương tâm. Hạ Tưởng không để ý tới lời cầu nhau của Tào Thù Lê. Hắn lại nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc vài câu, sau khi cam đoan với ông ta rằng mình sẽ chăm sóc Tào Thù Lê chu đáo, lại nói rằng Lý Đinh Sơn nói có cơ hội muốn tới thăm hỏi ông ta. Tào Vĩnh Quốc cao hứng nói. Thay tôi chuyển lời tới Bí Thư Lý, bất cứ lúc nào tôi cũng hoan nghênh ông ấy tới làm khách. Còn nữa Tiểu Hạ, sau này gọi điện thoại nhiều tới Tào Bá Bá. Không có việc gì thì nói chuyện công việc cũng được, đúng không nào? Lê Nhi thì đừng cho nó chạy loạn. Nó rất nghịch ngợm, cậu phải thay tôi quản nó, đừng cho nó gây chuyện. Đôi khi Tào Thù Lê rất nghịch ngợm nhưng tuyệt đối không phải là một cô gái hay gây chuyện, sinh sự. Hạ Tưởng bề ngoài đáp ứng nhưng trong lòng hiểu được những lời này của Tào Vĩnh Quốc kỳ thật là cho hắn thấy, quan hệ giữa hắn và gia đình ông ta lại gần thêm một bước nữa. Ngắt điện thoại của Hạ Tưởng, sự lo lắng về con gái trong lòng Tào Vĩnh Quốc đã sớm đặt sang một bên. Ông do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Lộ Uyên Nguyên hay không. Chuyện lớn như vậy, không ngờ trưởng ban Lô lại không hề hé lộ cho mình chút tin tức nào. Có phải mình đã làm gì sai hay không? Đột nhiên ông vỗ đầu. Đúng rồi, khẳng định là bởi vì phó bí thư Lộ tiến cử mình trước, khiến trưởng ban Lô có ý tưởng khác, cho rằng mình đã kết nối với phó bí thư Lộ mà không nói cho ông ta, không để ông ta vào trong mắt. Tào Vĩnh Quốc giật mình kinh hãi toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trong lòng càng thêm cảm kích tin tức của Hạ Tưởng, vội vàng gọi điện thoại báo cáo cho trưởng ban Lô. Tuy rằng trưởng ban Lô phụ họa ý kiến phó bí thư Lộ, tỏ vẻ ủng hộ mình, nhưng khẳng định là trong lòng bất mãn với mình. Phải thuyết minh sự tình với trưởng ban Lô, giữ thái độ đoan chính, không để ông ấy nảy sinh nghi ngờ về mình mới được. Sáng hôm sau Hạ Tưởng vốn đang muốn đưa Tào Thù Lê đi chơi một chuyến lại không thể thực hiện vì có việc. Bởi vì Hoàng Bằng Phi đột nhiên yêu cầu mời dự họp hội nghị thường vụ, phải thảo luận mấy vấn đề thay đổi nhân sự. Chương 109, giao tranh khốc liệt trên hội nghị thường vụ. Lý Đinh Sơn rất kinh ngạc cũng rất tức giận, bởi vì vấn đề nhân sự là quyền lực lớn nhất của bí thư. Hoàng Bằng Phi không nói chuyện trước với mình, thật sự là không hề để bí thư là mình vào mắt. Vốn bất cứ thường vụ nào đều có quyền nếu gặp vấn đề quan trọng thì có thể yêu cầu mở cuộc họp hội nghị thường vụ. Nhưng phải được bí thư đồng ý mới được. Lý Đinh Sơn vốn định áp chế nhưng suy nghĩ lại cảm thấy không ổn. Ông ta thật sự muốn nhìn một chút xem Hoàng Bằng Phi tung ra đề tài gì để thảo luận,
rốt cục là Lưu Thế Hiên có bao nhiêu người ủng hộ trên hội nghị thường vụ, cho nên vẫn gật đầu đồng ý. Ban nhân sự thay đổi, bình thường trình tự là trưởng ban tổ chức cán bộ đề xuất, từ bí thư và phó bí thư tham gia, trước hết mở một cuộc hội ý nhỏ, sau khi đạt thành nhận thức chung mới có thể đệ trình lên thảo luận ở hội nghị thường vụ. Mà Hoàng Bằng Phi căn bản là không hề báo cáo công tác trước với Lý Đình Sơn, thậm chí ngay cả một chút phong thanh cũng không lộ ra đã đề xuất mời họp hội nghị thường vụ. Đây không phải là không coi Lý Đình Sơn ra gì sao? Nếu Lý Đình Sơn không tức giận mới là không bình thường. Hạ Tưởng làm nhân viên thư ký, vừa vào phòng họp liền cảm giác không khí có chút áp lực. Lưu Thế Hiên và Hoàng Bằng Phi ngồi tách ra, tuy nhiên hai người ngồi đối diện, có thể cực kỳ tiện cho việc trao đổi ánh mắt. Lý Đình Sơn không nói gì ngồi vào vị trí chủ tọa, đầu tiên là quét mắt nhìn mọi người một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống người Hoàng Bằng Phi, đột nhiên hỏi một câu. Trưởng ban Hoàng, về chuyện thay đổi nhân sự, vì sao tôi là bí thư mà trước đó không hề nghe được một chút tin tức nào? Dựa theo quy định, có phải là trước tiên nên báo cáo cho bí thư một chút hay không? Giọng Lý Đình Sơn không lớn nhưng lập tức khiến tất cả mọi người tập trung ánh mắt về phía Hoàng Bằng Phi. Rất nhiều người đều lộ vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, Thạch Bảo Lũy vốn bộ dạng mơ màng như buồn ngủ cũng lập tức kinh hãi tỉnh lại, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Bằng Phi. Hoàng Bằng Phi cảm giác dường như lọt vào áp lực cực lớn từ bốn phía ép lại, khiến y gần như không thở nổi. Dưới sự bức bách của Lưu Thế Hiên, y đột nhiên đưa ra đề xuất muốn thảo luận về thay đổi nhân sự, vốn đang muốn kiên trì ra trận, không ngờ bị Lý Đình Sơn chất vấn một câu phi thường nghiêm khắc, suýt nữa thì không chống đỡ nổi áp lực. Liền nhìn Lưu Thế Hiên với ánh mắt cầu cứu. Hoàng Bằng Phi không phải là một người có tính cách quật cường. Y và Lưu Thế Hiên kết liên minh, luôn luôn là Lưu Thế Hiên xung phong, y ở phía sau phất cờ hò reo. Lúc này đây Lưu Thế Hiên lại ép y phải xung phong. Dù sao cũng là vấn đề nhân sự, để phó chủ tịch thường trực huyện nói ra là không phù hợp quy định. Lưu Thế Hiên khuyên bảo mãi, y mới bất đắc dĩ đáp ứng. Thấy Hoàng Bằng Phi sắp tan tác, Lưu Thế Hiên thầm mắng một câu, giá áo túi cơm, liền giơ tay lên tiếng. Có thể là trưởng ban Hoàng sơ sót nhất thời. Hơn nữa bí thư Lý mới đến huyện bá, vẫn còn chưa quen thuộc hết đối với rất nhiều lãnh đạo các phòng ban trong huyện. Hôm nay trưởng ban Hoàng đề xuất thảo luận về việc thay đổi các nhân sự mấu chốt của các phòng ban trong huyện cũng chính là vì ông ấy sốt sắng với công việc. Bí thư Lý cũng không cần phải trách ông ấy. Bí thư Lý, phó chủ tịch huyện Lưu nói cũng có lý. Trưởng ban Hoàng là đồng chí kỳ cựu, ngẫu nhiên gặp phải một hai lần sai lầm cũng có thể tha thứ. Trưởng ban chỉ huy quân sự Quách Lượng giơ tay lên tiếng. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng không ổn, dựa theo lời Ngô Anh Kiệt, Quách Lượng là phái trung gian mới đúng, hôm nay sao cũng hướng về phía Lưu Thế Hiên. Hiển nhiên là Lưu Thế Hiên đã có chuẩn bị, muốn cho Lý Đình Sơn một uy hiếp phủ đầu. Lý Đình Sơn cũng nhận ra sự tình ác liệt. Tuy nhiên ông ta vẫn không buông tha Hoàng Bằng Phi đơn giản như vậy. Đã là đồng chí kỳ cựu hẳn là càng phải có nguyên tắc đảng tính, hẳn là càng phải rõ trình tự là như thế nào, sự tình là làm như thế nào. Đúng không? Bí thư Lý là người thành phố tới, tính nguyên tắc mạnh mẽ một chút cũng có thể lý giải. Tuy nhiên tình huống của huyện bá đặc thù, bình thường mọi người đều tùy ý một chút. Có đôi khi loại tùy ý này đưa vào trong công tác cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Cũng coi như là sự đặc sắc của huyện bá nhỉ. Bí thư Lý cũng không cần phải cầu toàn quá, tôi xin thay mặt trưởng ban Hoàng xin lỗi bí thư Lý. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, lời nói vừa rồi không ngờ là của Trịnh Khiêm. Trịnh Khiêm là phó bí thư chủ quản đảng và quần chúng, xếp hạng thứ ba, chỉ sau Lý Đình Sơn và Thạch Bảo Lũy. Tiếng nói của y trên hội nghị thường vụ cũng rất có trọng lượng, vừa mở miệng đã đẩy Lý Đình Sơn về phía đối mặt với toàn bộ hội nghị thường vụ. Cách thức rất đanh đá chua ngoa, cũng rất sắc bén. Lý Đình Sơn không ngờ đột nhiên Trịnh Khiêm làm khó dễ, bị đánh một đòn trở tay không kịp. Trong lòng Lý Đình Sơn hơi tức giận, tuy nhiên đối mặt với tình thế không khống chế được hội nghị thường vụ, cho dù có lửa giận tới mức nào cũng không thể nổi cáu tại chỗ. Nếu không ngược lại khiến ông ta có vẻ như đang nhớn nhác, rơi xuống yếu thế, cũng lọt vào âm mưu của Lưu Thế Hiên. Lý Đình Sơn cố nén lửa giận. Ánh mắt như vô tình liếc Ngô Anh Kiệt một cái, hy vọng Ngô Anh Kiệt có thể nhảy ra phản bác đối phương vài câu, cũng tốt cho mình một bậc thang. Không ngờ Ngô Anh Kiệt cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy ám chỉ của ông ta. Lý Đình Sơn thầm mắng một câu, cỏ đầu tường, đến thời điểm mấu chốt thì không đáng tin cậy. Vừa mới thấy đối phương khí thế rào rạt liền lùi bước,
không thể trọng dụng. Trịnh Khiêm chủ động thay Hoàng Bằng Phi ra mặt, thậm chí còn xin lỗi thay. Lý Ninh Sơn cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cầm lấy chén trà, mượn việc uống nước để âm thầm đánh giá mỗi người ở đây. Lúc này mới phát hiện ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn thẳng, đều như thể một bức tượng, không hề có chút giao lưu hoặc ám chỉ nào. Đều là mấy lão quan già thành tinh, Lý Ninh Sơn biết sự tình hôm nay xem như cho mình một bài học. Việc phân chia phái trung gian hay phái bản địa là không thể tin được. Giữa người và người chỉ tồn tại lợi ích, không có phân chia phe phái tuyệt đối. Nếu Phó Bí Thư Trịnh cũng đã nói như vậy, tôi cũng không thể nhỏ nhen tức giận được. Được rồi, trưởng ban Hoàng về sau phải chú ý làm việc một chút. Tiếp theo liền thảo luận đề tài hôm nay. Lý Ninh Sơn đành phải thuận theo thời thế, nương lời Trịnh Khiêm, đè nén sự khó chịu trong lòng. Ông ta lại nhìn Hạ Tưởng, thấy hắn vẫn vẻ mặt thản nhiên, dường như không có gì là không vui, rốt cuộc không nghĩ ra được là hắn giỏi đóng kịch hay là thực sự không coi chuyện vừa rồi ra gì. Đương nhiên Hạ Tưởng không phải thờ ơ mà là trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Lưu Thế Hiên lên giọng đối phó với Lý Ninh Sơn rốt cục là vì Cổn Long Câu hay vì muốn chứng minh cho Lý Ninh Sơn biết, huyện bá hoàn toàn là do y định đoạt, Lý Ninh Sơn đừng nghĩ động vào y dù chỉ một ngón tay. Mặc kệ như thế nào, cục diện hôm nay cũng khiến hắn ý thức được rằng chỉ đơn thuần dựa vào việc kéo đầu tư đến là có thể phân hóa Thạch Bảo Lũy, từ đó nắm hội nghị thường vụ trong tay, hành động đã bị chậm. Chỉ sợ trước khi đạt thành đồng minh với Thạch Bảo Lũy, Lưu Thế Hiên đã mượn cơ hội kéo toàn bộ các thường vụ trung lập sang phe của y. Đến lúc đó, cho dù Lý Ninh Sơn và Thạch Bảo Lũy liên kết cũng không có cách nào làm gì được Lưu Thế Hiên. Xem ra cần thiết phải đồng thời triển khai thủ đoạn khác, thay đổi chiến thuật lấy lùi làm tiến, khi thích hợp phải trực tiếp xung đột với Lý Ninh Sơn, cũng cho y biết quyền uy bí thư huyện ủy của Lý Ninh Sơn là không dễ dây vào. Đề xuất thay đổi nhân sự mà Hoàng Bằng Phi đưa ra thảo luận trên hội nghị thường vụ hôm nay đều là một ít phòng ban trong huyện, thậm chí gần như không có ai là cấp phó phòng. Chân chính đề cập tới cấp phó phòng chỉ có hai người, một là phó trưởng phòng văn hóa Ngưu Hồng Muội, người kia là phó trưởng phòng tài chính Mạnh Vân. Bởi vì nguyên nhân thân thể nên Ngưu Hồng Muội đề xuất với lãnh đạo phòng cho nghỉ bệnh. Qua phê chuẩn của lãnh đạo phòng, trong thời gian làm phó trưởng phòng, đồng chí Ngưu Hồng Muội là một đồng chí tốt. Làm tròn chức trách, hiện tại chưa tới tuổi đã xin về hưu trước, phong cách cao thượng, đặc biệt đề xuất với ban tổ chức cán bộ cho đồng chí Ngưu Hồng Muội đãi ngộ cấp trưởng phòng. Phó trưởng phòng thường trực của phòng tài chính là Trương Chí Cường tới tuổi nghỉ hưu, phó trưởng phòng Mạnh Vân năng lực tốt, trình độ nghiệp vụ cao, sau khi chi bộ đảng phòng tài chính nghiên cứu quyết định đề xuất lên làm phó trưởng phòng thường trực, báo cáo ban tổ chức cán bộ phê chuẩn. Hạ Tưởng sừng sốt, Lưu Thế Hiên thật là giỏi thủ đoạn. Không biết làm thế nào mà thuyết phục được Ngưu Hồng Muội xin nghỉ công tác, không ngờ đồng ý lấy lý do bị bệnh xin nghỉ, đổi lấy đãi ngộ cấp trưởng phòng dường như là không hề thiệt. Kỳ thật với tuổi hiện tại của cô ta vẫn là nhượng bộ không nhỏ. Lưu Thế Hiên quả nhiên là không đơn giản, ý tứ rất rõ ràng, lần trước không phải bí thư Lý nói một số cán bộ phòng văn hóa có tố chất không cao sao. Được, vậy làm ra hành động cho ông xem, chủ động rút lui, ông còn nói gì nữa. Hơn nữa từ chuyện này có thể thấy được Lưu Thế Hiên lòng lang dạ sói. Lần trước Lý Ninh Sơn không phải muốn lấy Ngưu Hồng Muội ra uy hiếp y sao? Được, hiện tại Ngưu Hồng Muội chủ động lui ra chính là nói cho Lý Ninh Sơn rằng, tôi vẫn không sao cả, vẫn có thể trở mình. Chuyện Ngưu Hồng Muội chỉ là hư chiêu. Trong lòng Hạ Tưởng biết rất rõ, đề xuất Mạnh Vân làm phó trưởng phòng thường trực phòng tài chính mới là chính. Hiển nhiên Lưu Thế Hiên muốn nắm giữ quyền lực, nắm lấy phòng tài chính trong tay. Ý kiến bước đầu của ban tổ chức cán bộ là phê chuẩn, mời bí thư Lý và các thường vụ phát biểu ý kiến. Hoàng Bằng Phi nói xong, chột dạ liếc Lý Ninh Sơn một cái rồi ngậm miệng lại ngay không nói gì nữa, nghĩ thầm rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Vấn đề còn lại là xem Lưu Thế Hiên thế nào. Lý Ninh Sơn càng nghe càng bốc lửa, giỏi cho một tay tiền trảm hậu tấu. Thay đổi nhân sự lớn như vậy, mình là bí thư lại tuyệt đối không biết. Lưu Thế Hiên chơi trò lườm rau gắp thịt. Muốn mượn cơ hội để bạt người của mình lên nắm giữ phòng tài chính, thật sự là tính toán sâu xa. Sau khi nghe xong, ngược lại lửa giận trong lòng Lý Ninh Sơn dần dần giảm xuống, thấy Hoàng Bằng Phi dáng vẻ khẩn trương, nghĩ thầm rằng Lưu Thế Hiên quá mạnh mẽ, đường đường trưởng ban tổ chức cán bộ vậy mà không ngờ bị uy thế của y dọa thành thế này. Già néo đứt dây, Lưu Thế Hiên nói 102 có thể tạm thời nói được phái trung gian giúp y nhưng không nhất định có thể kết thành đồng minh không gì phá nổi.
Lý Ninh Sơn chậm rãi ổn định lại tâm lý, tuy rằng lửa giận không phải lập tức là có thể bình ổn được nhưng cũng không đến mức mất đi lý trí vận dụng một phiếu quyền phủ quyết của bí thư. Quả thật bí thư có quyền cưỡng ép phủ quyết trong vấn đề mấu chốt, nhưng cứ như vậy sẽ khiến cho người ta có ấn tượng khinh thường, chẳng những sẽ khiến ông ta đối lập với các thường vụ, cũng sẽ khiến trên thành phố rất bất mãn. Nếu thật sự khiến tất cả thường vụ hoài nghi, vậy vị trí bí thư của ông ta cũng chấm dứt. Lý Ninh Sơn không nói gì, cúi đầu lật xem tài liệu do Hoàng Bằng phi cấp, nhìn đại khái vài phút liền gật đầu. Trên cơ bản không có vấn đề gì, trưởng ban Hoàng làm việc rất cẩn thận, đáng khen. Lưu Thế Hiên vốn tưởng rằng cho dù Lý Ninh Sơn không nổi trận lôi đình cũng sẽ tỏ thái độ cực kỳ tức giận, dưới cơn thịnh nộ vận dụng quyền phủ quyết của bí thư, lại thêm y thêm mắm thêm muối đảo loạn cục diện, khẳng định sẽ khiến tất cả thường vụ có ấn tượng rằng Lý Ninh Sơn là một kẻ hống hách, độc đoán. Nhưng không ngờ Lý Ninh Sơn chẳng những không nổi giận mà nghe giọng điệu của ông ta, dường như còn có thể gật đầu đồng ý với đề xuất. Lưu Thế Hiên không khỏi âm thầm sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được rốt cục Lý Ninh Sơn có dụng ý gì. Tuy nhiên tôi còn có một vấn đề nho nhỏ không rõ, muốn hỏi trưởng ban Hoàng một chút. Lý Ninh Sơn nhìn về phía Hoàng Bằng Phi, ánh mắt bình thản, trong giọng nói có ẩn chứa ý tứ hàm xúc. Hoàng Bằng Phi không tự chủ được trở nên khẩn trương. Mời bí thư Lý nói. Trong này nói, Tiết Á Kiệt sau khi điều tới huyện Bá thì chỉ là một nhân viên bình thường ở phòng công thương. Đây là một sự lãng phí nhân tài nghiêm trọng. Khi còn đi học, cậu ta đã là cán bộ trong sinh viên, giờ tới huyện Bá, ít nhất cũng phải trọng dụng mới đúng. Đúng không nào? Lý Ninh Sơn rút từ trong tập tài liệu ra một bản sơ yếu lý lịch, nhẹ nhàng lật xem, mỉm cười nói. Tiết Á Kiệt là cháu trai của Hoàng Bằng Phi, là con bà chị của y, vốn công tác ở phòng công thương của xã, sau đó dưới sự thao tác của y liền điều tới phòng công thương huyện. Vốn Tiết Á Kiệt còn không tới phó phòng, điều động dưới cấp phó phòng còn chưa đủ tư cách mang lên đệ trình trên hội nghị thường vụ, tuy nhiên vì muốn làm loạn nên Lưu Thế Hiên cứ để Hoàng Bằng Phi nộp cả đề xuất điều động nhân viên thường lên, chính là vì muốn Lý Ninh Sơn tâm phiền ý loạn, phải nổi giận. Hoàng Bằng Phi không ngờ Lý Ninh Sơn liếc mắt một cái liền nhìn trúng sơ yếu lý lịch của Tiết Á Kiệt. Chẳng lẽ ông ta đã biết quan hệ giữa mình và Tiết Á Kiệt? Không thể nào, Lý Ninh Sơn không phải người địa phương, trong thường vụ cũng chỉ có vài người biết mối quan hệ này, ngoài ra không ai biết Tiết Á Kiệt là ai. Hơn nữa, mấy thường vụ cũng không nhàn rỗi không có việc gì mà đi báo cáo với Lý Ninh Sơn ai là thân thích của ai chứ. Trong lòng bất ổn, Hoàng Bằng Phi không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Lưu Thế Hiên thấy thế thầm mắng Hoàng Bằng Phi không có tiền đồ. Không ngờ bị Lý Ninh Sơn dọa thành như vậy, liền tiếp lời. Bí thư Lý luôn coi trọng cán bộ sinh viên. Tôi cũng thường nghe trưởng phòng Mã của phòng công thương nói tới Tiết Á Kiệt, nói đó là một chàng trai tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là mầm tốt. Tôi đề nghị ban tổ chức cán bộ trọng điểm khảo sát Tiết Á Kiệt, Trương Tín Dĩnh và Hạ Tưởng là ba cán bộ sinh viên trẻ tuổi để đề bạt lên phó phòng. Lưu Thế Hiên đương nhiên là không thật tâm muốn đề bạt Hạ Tưởng mà là muốn mượn cơ hội này đề bạt Trương Tín Dĩnh. Lại gia tăng thêm một Tiết Á Kiệt, tương đương y một lần bán mặt mũi cho cả hai người là Trương Thục Anh và Hoàng Bằng Phi. Điều này cũng thật sự là do Trương Thục Anh gây áp lực với y quá lớn, y cũng rất đau đầu, đang muốn tìm cơ hội thích hợp, vừa lúc này Lý Ninh Sơn cho y một cơ hội tuyệt hảo. Vừa rồi trong vấn đề nhân sự đã đánh cho Lý Ninh Sơn một đòn trở tay không kịp, mất gần hết mặt mũi, hiện tại lại buộc chặt Tiết Á Kiệt vào, nếu để bạt Hạ Tưởng cũng được, nhưng lại dính thêm Trương Tín Dĩnh cùng để bạt lên. Tương đương cho Lý Ninh Sơn một bậc thang, đồng thời cũng mãnh liệt ám chỉ, ở huyện Bá, mặc kệ là bên ủy ban nhân dân hay trong huyện ủy, Lưu Thế Hiên này đều có quyền uy rất lớn không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có y gật đầu trước, đề nghị mới có thể được thông qua ở hội nghị thường vụ. Đương nhiên, một tầng hàm nghĩa khác là, nếu Lý Ninh Sơn cưỡng ép áp chế đề nghị hôm nay, như vậy Hạ Tưởng sẽ không thể được đề bạt. Tính ra nếu Lý Ninh Sơn muốn đề bạt Hạ Tưởng sẽ phải chắp tay cúng ra vị trí phó trưởng phòng thường trực phòng tài chính, lại còn phải đồng thời đề bạt Trương Tín Dĩnh và Tiết Á Kiệt, xem như thiệt hại không nhỏ. Ngô Anh Kiệt không ngờ Lưu Thế Hiên dám công khai khiêu chiến quyền uy của Lý Ninh Sơn ngay trong hội nghị thường vụ, hơn nữa còn chuẩn bị đầy đủ như vậy, khiến Lý Ninh Sơn không có đủ sức chống đỡ. Y lại không kìm nổi khẩn cấp tính toán xem liệu có nên một lần nữa dựa vào phía Thạch Bảo Lũy hay không. Ban đầu nghĩ rằng sau khi Lý Ninh Sơn tới huyện Bá, ít nhất cũng sẽ xử lý Lưu Thế Hiên chu toàn một chút, không ngờ ngay lần đầu tiên so chiêu đã bị đánh cho hoa rơi nước chảy,
khiến y vô cùng thất vọng. Đỗ Song Lâm bắt đầu như đang ngồi thiền, bộ dạng như không hề nghe thấy gì cả. Ngay cả khi Lý Đình Sơn bị mấy người vây công, y cũng không tỏ vẻ gì. Chờ đến khi Lưu Thế Hiên nói muốn để bạt Trương Tín Dĩnh, lông mày y đột nhiên nhướng lên một chút, lơ đãng nhìn về phía Hạ Tưởng, lại phát hiện Hạ Tưởng đang vùi đầu vào sổ tay chăm chú ghi chép, không hề có phản ứng gì, chỉ có điều cây bút trên tay như thể đang gật đầu, liên tiếp chấm ba nhát lên giấy. Tôi cũng đồng ý đề nghị của Phó Chủ tịch huyện Lưu. Tôi không quá hiểu biết về đồng chí Thiết Á Kiệt, tuy nhiên Trương Tín Dĩnh và Hạ Tưởng đều là hai đồng chí trẻ tuổi rất tốt, đầy hứa hẹn, phù hợp điều kiện đề bạt làm phó phòng. Đỗ Song Lâm ngầm hiểu, giơ tay lên tiếng. Bởi vì quan hệ công tác nên tôi có tiếp xúc vài lần với đồng chí Thiết Á Kiệt, cảm giác đó là một chàng trai trẻ rất kiên định. Tôi cũng đồng ý đề nghị của Phó Chủ tịch huyện Lưu. Trịnh Khiêm cũng biểu lộ thái độ. Kế tiếp trưởng ban chỉ huy quân sự Quách Lượng, bí thư ủy ban kỷ luật Dương Xí và Phó Chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô đều tỏ thái độ ủng hộ, Hoàng Bằng Phi cũng giơ tay nói đồng ý. Trong 11 thường vụ thì đã có 7 người thông qua, còn lại 4 người, Lý Đinh Sơn, Thạch Bảo Lũy cùng với bí thư đảng ủy công an Vương Toàn Hữu, tránh văn phòng huyện ủy Ngô Anh Kiệt, mặc kệ có phản đối hay không, chuyện này đã trở thành kết cục đã định. Ngô Anh Kiệt do dự một chút, cũng giơ tay nói. Tôi cũng đồng ý. Sau đó y cúi đầu, không hề ngẩng đầu, dường như trên bàn có cái gì bảo bối vậy. Khiến ai cũng thật không ngờ chính là, Thạch Bảo Lũy cười cười, gập tài liệu trong tay lại, ném tới trên bàn. Tôi không phát biểu ý kiến. Chủ tịch huyện Thạch vốn luôn thích hướng theo chủ lưu, giờ lại bỏ quyền ngoài dự đoán của mọi người. Bỏ quyền tuy rằng là biểu hiện bất đắc dĩ, nhưng ít ra cũng biểu lộ một loại thái độ, không phải phụ họa theo đuôi, khiến Lưu Thế Hiên hơi giật mình. Tuy nhiên y đang đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, cũng không suy nghĩ sâu xa về thái độ của Thạch Bảo Lũy, chỉ là y không thích thú lắm việc Hạ Tưởng được đề bạt lên. Vương Toàn Hữu khẽ mỉm cười, ngả người về phía sau một cách thoải mái, tùy ý nói. Nếu đã thông qua, tôi lại không biết gì về cả ba đồng chí, vậy sẽ không phát biểu ý kiến. Thái độ của hai người không ảnh hưởng được đại cục, cuối cùng chỉ còn lại Lý Đinh Sơn cũng tỏ thái độ. Đề nghị này xem như thông qua, sự tình cụ thể sẽ giao cho trưởng ban Hoàng làm. Tiếp theo thảo luận vấn đề hai phó trưởng phòng Ngưu Hồng Muội và Mạnh Vân. Bởi vì Lưu Thế Hiên đột nhiên đề nghị, vấn đề chính ngược lại không khiến mọi người chú ý. Tâm tư của mọi người đều đặt lên ba cán bộ phó phòng trẻ tuổi vừa mới được thông qua. Việc của Ngưu Hồng Muội và Mạnh Vân chỉ trong vài phút liền được thông qua, dường như mọi người không chút suy nghĩ liền giơ tay đồng ý. Cũng không biết có phải là bị thủ đoạn của Lưu Thế Hiên làm chấn động nên không ai phí tâm tư ngăn trở hay không. Điểm duy nhất khiến Hoàng Bằng Phi thấp thỏm bất an chính là, rốt cuộc Lý Đinh Sơn có biết quan hệ thân thích giữa mình và Thiết Á Kiệt hay không. Tuy nhiên Lý Đinh Sơn không hề nói gì đã đồng ý để bà Thiết Á Kiệt, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn khiến y vô cùng mừng rỡ. Y nghĩ thầm sau khi trở về nên báo công với chị gái như thế nào. Lại nghĩ đến Lưu Thế Hiên nảy lòng tham khiến mình lâm thời chiếm tiện nghi lớn, quả thật càng bội phục sát đất đối với Lưu Thế Hiên. Chương 110, đào một hố to. Có thể nói trong hội nghị thường vụ lần này, tuy rằng Lý Đinh Sơn xem như không thu hoạch được gì, chỉ lấy được một danh ngạch phó phòng, có vẻ thất bại thê thảm so với Lưu Thế Hiên chiếm được toàn thắng. Quan trọng nhất là, trong hội nghị thường vụ lần này đã có dấu hiệu ý chí của Lưu Thế Hiên hoàn toàn chiếm được mọi người chấp hành. Khiến mọi người đều thấy rõ tình thế, huyện bá là do Lưu Thế Hiên định đoạt. Thạch Bảo Lũy không được, Lý Đinh Sơn cũng không được. Khi tan họp, Lý Đinh Sơn ngồi không nhúc nhích, chờ khi mọi người đi ra ngoài hết mới đi. Bí thư ủy ban kỷ luật Dương Phàm cố ý lưu tại cuối cùng, đến khi chờ mọi người ra hết mới đột nhiên nói với Hoàng Bằng Phi đứng phía trước. Trưởng ban Hoàng, thời gian trước ủy ban kỷ luật nhận được quần chúng tố cáo, nói là Mạnh Vân có vấn đề kinh tế. Trải qua ủy ban kỷ luật âm thầm điều tra, không có chứng cứ cho thấy đồng chí Mạnh Vân có hành vi tham ô nhận hối lộ. Giọng Dương Phàm không lớn, tuy nhiên cũng đủ khiến Lý Đinh Sơn nghe được rành mạch, cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Lý Đinh Sơn sửng sốt, còn chưa nghĩ ra Dương Phàm ám chỉ cái gì, đã thấy Dương Phàm quay người đi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại Hoàng Bằng Phi vẻ mặt kinh ngạc ngây ngốc đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi mấy lần, cũng không dám quay đầu lại nhìn Lý Đinh Sơn chút nào, vội vàng đi thẳng. Chờ Hoàng Bằng Phi nói với Lưu Thế Hiên sự tình vừa rồi, tâm tình vui vẻ vì toàn thắng của Lưu Thế Hiên lập tức biến mất sạch. Y cầm chén nước trong tay ném thẳng xuống đất, hung tợn nói.
Dương Phàm đột nhiên làm như vậy là muốn uy hiếp tôi hay là muốn ưu đãi gì? Mẹ nói, có chuyện không nói trước mặt lại nói sau lưng. Thật là con mẹ nó quá tiểu nhân. Hoàng Bằng Phi không nói tiếp, nghĩ thầm rằng ông cũng chơi sau lưng Lý Đình Sơn lại không cho phép người khác chơi sau lưng mình. Mắng người khác là tiểu nhân kỳ thật cũng là mắng chính mình. Đương nhiên nghĩ là vậy nhưng y vẫn kiên nhẫn chờ Lưu Thế Hiên hết giận, sau đó nghĩ biện pháp. Tuy Dương Phàm chỉ thuận miệng nói ra nhưng lời phát ra từ miệng bí thư ủy ban kỷ luật, sau lưng có mục đích gì liền có ý vị vô cùng sâu xa, hơn nữa lại đúng vào thời kỳ đấu tranh mấu chốt với Lý Đinh Sơn. Y nhìn cửa phòng làm việc đóng chặt, thấy Lưu Thế Hiên bình tĩnh lại rất nhiều, mới dám cẩn thận hỏi. Không nghe nói Dương Phàm và Lý Đinh Sơn lui tới nhỉ? Sao hắn ta lại nói giúp cho Lý Đinh Sơn? Lưu Thế Hiên ý thức rằng mình vừa thất thố, đột nhiên nhớ tới từ sau khi Lý Đinh Sơn tới, số lần mình nổi giận càng ngày càng nhiều, không phải là một dấu hiệu tốt. Nổi giận nghĩa là không khống chế được ý nghĩ, không khống chế được nghĩa là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Chẳng lẽ từ sau trong đáy lòng, mình thật sự hơi sợ Lý Đinh Sơn? Lưu Thế Hiên không trả lời vấn đề của Hoàng Bằng Phi mà chìm vào trầm tư. Có thể nói lúc này sau khi hội nghị chấm dứt, tất cả mọi người đều nghĩ, sự chấn động bất an của cục diện chính trị huyện Bá vì Lý Đinh Sơn đến dường như lại một lần nữa trở lại quỹ đạo trước kia. Thế cục huyện Bá không vì có một bí thư huyện ủy hàng không tới mà có chút thay đổi nào, vẫn là một mình Lưu Thế Hiên độc chiếm một đường. Chủ tịch huyện Thạch lựa chọn im lặng và nhường nhịn. Sau lần giao chiến thất bại trên hội nghị thường vụ, bí thư Lý hẳn là cũng sẽ cam chịu sự độc quyền của Lưu Thế Hiên chứ. Hạ Tưởng theo sát phía sau Lý Đinh Sơn trở lại phòng làm việc, đóng chặt cửa lại, thấy sắc mặt Lý Đinh Sơn không tốt cũng không nói gì, trước hết rót cho ông ta một cốc nước, sau lại tự rót cho mình một cốc, uống một ngụm, sau đó rút sơ yếu lý lịch của Tiết Á Kiệt ra xem vài lần mới hỏi. Bí thư Lý, sơ yếu lý lịch Tiết Á Kiệt không nhìn ra vấn đề gì, vì sao ngài lại điểm ra tên của anh ta? Chẳng lẽ nhìn ra gì sao? Lý Đinh Sơn uống một ngụm nước, suy nghĩ một chút. Lại rút thuốc ra hút, trầm mặc một lát sau mới bất mãn nói. Ngô Anh Kiệt rất vô dụng, trên hội nghị không dám nói một câu nào, vậy mà còn muốn đi theo tôi à? Kẻ hai mặt như vậy ai dám dùng? Tình huống lúc đó, tuy rằng Ngô Anh Kiệt có đề xuất ý kiến phản đối cũng vô dụng, nhưng ít ra cũng phải biểu lộ thái độ hướng về Lý Đinh Sơn, vậy mà y lại vào trận lùi bước quả thật khiến người ta rất thất vọng. Hạ Tưởng cũng không hy vọng gì về y, loại cây cỏ đầu tường, gặp đâu dựa đó. Chỉ có thể lợi dụng, không thể trở thành tâm phúc. Đáng tiếc là hiện tại trên hội nghị thường vụ, Lý Đinh Sơn vẫn không có một người nào có thể thật sự tin tưởng. Tuy nhiên không phải là không có thu hoạch, ít nhất cấp phó phòng của cậu cũng được giải quyết, tham gia công tác hơn một năm lên tới phó phòng, cũng không tính là chậm. Đề bạt Trương Tín Dĩnh cũng được, phải nể mặt Trương Thục Anh một chút, hơn nữa cũng không gây trở ngại gì đối với chúng ta. Tiết Á Kiệt là ai thì tôi không rõ ràng lắm. Nhưng khẳng định là người của Lưu Thế Hiên hoặc Hoàng Bằng Phi, muốn đề bạt lên à, không có cửa đâu. Lý Đinh Sơn vẫn không dễ dàng tiêu giận, vừa lúc có một cơ hội tốt tới tay mà không tận dụng, chẳng phải là quá yếu đuối sao. Hạ Tưởng nhìn không ra sơ yếu lý lịch của Tiết Á Kiệt có vấn đề gì, chính là bởi vì hắn không quen ai ở Đại học tỉnh Yến. Lý Đinh Sơn cầm lấy sơ yếu lý lịch của Tiết Á Kiệt từ tay Hạ Tưởng, chỉ mấy chỗ. Năm XXX là sinh viên Đại học tỉnh Yến đã làm phó chủ tịch hội sinh viên. Năm Y Tại, trường đoàn thanh niên cán bộ tỉnh ủy làm cán sự 3 năm. Khi tôi còn làm trưởng chi nhánh của báo, vẫn thường xuyên tới diễn thuyết ở Đại học tỉnh Yến, cực kỳ quen thuộc với hiệu trưởng và các sinh viên nổi tiếng của trường, cũng đã tiếp xúc không ít với cán bộ và sinh viên, nhưng trong ấn tượng lại không hề có Tiết Á Kiệt này. Năm Y, tôi vừa xây dựng công ty, Văn Dương cũng vừa lúc đó điều từ tỉnh đoàn đến. Tôi cũng thường đi lại với người của tỉnh đoàn, trên cơ bản đều quen biết người ở đó, cũng không nhớ là có Tiết Á Kiệt. Giả tạo lý lịch, Hạ Tưởng sửng sốt, thực sự có người to gan lớn mật như vậy, vì thăng quan mà dám làm giả lý lịch để được đề bạt làm cán bộ. Ban tổ chức cán bộ làm ăn kiểu quái gì không biết. Trước khi giới thiệu, đề bạt cán bộ, chẳng lẽ không tới trường học và các ban ngành liên quan chứng thực lý lịch một chút sao? Tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Cho nên lúc ấy mới đề xuất lên, không ngờ Lưu Thế Hiên lại tiếp nhận, muốn cùng đề bạt cả Tiết Á Kiệt và Trương Tín Dĩnh. Y vội vã tỏ thái độ như vậy, có thể thấy được khẳng định Tiết Á Kiệt có quan hệ gì đó với y. Lưu Thế Hiên thao túng hội nghị thường vụ khiến tôi sượng mặt,
còn muốn mượn cơ hội đề bạt Tiết Á Kiệt. Tính toán khá hay đó, chờ sau khi tôi điều tra ra lý lịch của Tiết Á Kiệt là giả, xem tôi xử lý y thế nào. Lý Ninh Sơn đập bàn, hiển nhiên nhớ mãi không quên cảnh tượng trên hội nghị thường vụ vừa rồi, quả thật tức giận không nhẹ. Hạ Tưởng đột nhiên mỉm cười. Bí thư Lý, Tiết Á Kiệt là cán bộ ưu tú do Phó Chủ tịch huyện Lưu đề xuất, lại trải qua ban tổ chức cán bộ nghiêm khắc xét duyệt, nhất định phải thuận lợi trở thành cán bộ cấp phó phòng mới có thể biểu hiện sự cao minh của Phó Chủ tịch huyện Lưu. Lý Ninh Sơn lập tức sửng sốt, suy nghĩ một chút, cũng cười nói. Được đó, Tiểu Hạ, cậu còn hư hỏng hơn cả tôi nữa. Kỳ thật biện pháp của Hạ Tưởng cũng không thể gọi là hư hỏng mà chỉ có thể nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tiếp đó, Lý Ninh Sơn gọi điện thoại tới Đại học tỉnh Yến, gặp trưởng phòng quản lý sinh viên Đặng Vĩnh Vượng, nhận được câu trả lời chính xác là từ khi thành lập tới giờ, Đại học tỉnh Yến chưa có sinh viên nào tên là Tiết Á Kiệt làm phó chủ tịch hội sinh viên, thậm chí ngay cả sinh viên tên là Tiết Á Kiệt cũng không có. Sau nữa, ông ta lại gọi điện thoại lên trường cán bộ đoàn thanh niên tỉnh ủy, cũng nhận được câu trả lời tương tự, cha không ra người như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tâm tình Lý Ninh Sơn tốt lên rất nhiều. Vậy tôi sẽ giả vờ là không biết gì cả. Dù sao tôi cũng mới tới huyện bá, chưa quen biết ai, hơn nữa việc thẩm tra lý lịch là việc của ban tổ chức cán bộ. Tôi lại không biết đồng chí Tiết Á Kiệt, đúng không nào? Đúng vậy, việc xét duyệt cán bộ cấp phó phòng không tiến hành nghiêm túc, không ngờ xuất hiện tình huống làm giả lý lịch. Trưởng ban tổ chức cán bộ đã nghiêm trọng không làm tròn bổn phận. Hạ Tưởng căng mặt lên, ra vẻ nghiêm túc đáp lời. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, truyền tới giọng của Thạch Bảo Lũy. Bí thư Lý. Thạch Bảo Lũy tới là để nhắc nhở Lý Ninh Sơn mau chóng liên hệ với công ty ở tỉnh thành đề xuất xin nhận thầu núi hoang, bởi vì Lưu Thế Hiên đang thúc giục ông ta, nóng lòng khiến ông ta có câu trả lời thuyết phục về việc công ty thương mại Bối Hà đề xuất xin nhận thầu núi hoang. Thái độ của Thạch Bảo Lũy đã cực kỳ rõ ràng ám chỉ nghiêng về phía Lý Ninh Sơn. Ông ta không muốn thấy thương mại Bối Hà nhận thầu Cổn Long Câu. Nhưng nếu không có công ty khác cạnh tranh, lại bị Lưu Thế Hiên thúc giục, ông ta cũng chỉ có thể đồng ý. Cho dù đệ trình lên hội nghị thường vụ thảo luận thì kết quả thế nào mọi người đều rõ ràng. Bởi vì tất cả đều biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của Lý Ninh Sơn, Thạch Bảo Lũy đứng dậy cáo từ, khi tới cửa giường như nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm một câu. Mẹ của Tiết Á Kiệt là một đồng chí kỳ cựu ở cơ quan Ủy ban Nhân dân. Đúng rồi, hình như tên là Hoàng Bằng Lệ. Lý Ninh Sơn và Hạ Tưởng liếc nhau, hiểu ý cười cười. Ngay trước mặt Lý Ninh Sơn, Hạ Tưởng gọi điện thoại cho Phùng Húc Quang. Vừa nối máy, trong điện thoại đã truyền đến tiếng ồn ào, Phùng Húc Quang lớn tiếng nói. Ngượng ngùng với ông em, hôm nay siêu thị chính thức khai trương, bận chết người. Chuyện nhà máy thực phẩm tôi đã bảo cấp dưới làm ra phương án. Cái gì, sự tình khẩn cấp à? Được, được rồi, trong vòng 3 ngày tôi sẽ phái người tới. Sau khi kết thúc hội nghị thường vụ, Dương Phàm đột nhiên nói với Hoàng Bằng Phi rằng Mạnh Vân bị người tố cáo. Lúc ấy Hạ Tưởng cũng nghe được, hắn cho rằng đây là Dương Phàm thể hiện thiện ý với Lý Ninh Sơn. Nhưng Dương Phàm và Lý Ninh Sơn tiếp xúc không nhiều lắm, trên hội nghị thường vụ Dương Phàm cũng không tỏ thái độ rõ ràng, về sau lại đột nhiên tỏ vẻ như vậy là nhằm mục đích gì. Hạ Tưởng suy nghĩ mãi cũng không nắm được trọng điểm đành hỏi Lý Ninh Sơn. Lý Ninh Sơn cũng không rõ dụng ý của Dương Phàm là thế nào. Kế tiếp Hạ Tưởng lại bàn bạc một hồi với Lý Ninh Sơn, làm thế nào ứng phó với sự độc quyền và các thủ đoạn của Lưu Thế Hiên. Hai người lại xem xét lại tất cả các thường vụ một lần, cho rằng nếu Dương Phàm đã thể hiện thiện ý, khả năng có thể lôi kéo được. Thạch Bảo Lũy thì chỉ cần có chút chiến tích phân cho ông ta, khẳng định cũng sẽ đứng cùng một phía với Lý Ninh Sơn. Vương Toàn Hữu thì bởi vì có quan hệ của Tào Thù Lê, ít nhiều cũng sẽ có thiên hướng về phía Lý Ninh Sơn nhưng cụ thể có thể ra sức tới mức nào thì trong lòng Hạ Tưởng không tự tin cho lắm, bởi vì Mễ Huyên chưa bao giờ nói chuyện về ba mình, hiển nhiên là cố ý như vậy. Trưởng ban chỉ huy quân sự Quách Lượng, Phó Chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô thái độ mơ hồ, cũng là đối tượng có thể tranh thủ. Ngô Anh Kiệt là cây cỏ đầu tường, chỉ cần Lý Ninh Sơn chiếm thế chủ động, y khẳng định sẽ lại dựa vào. Nếu Phó Bí thư Trịnh Khiêm và Lưu Thế Hiên liên kết, vậy chính là địch thủ của Lý Ninh Sơn. Cuối cùng Lý Ninh Sơn quyết định, tự mình tiếp xúc với Trịnh Khiêm xem có thể mở ra cánh cửa nào hay không.
Hạ Tưởng thì phụ trách chiêu đãi Tào Thù Lê và Mễ Huyên thật tốt, đồng thời mau chóng chứng thực chuyện Phùng Húc Quang tới huyện bá đầu tư. Nếu mâu thuẫn với Lưu Thế Hiên đã thể hiện ra, vậy rốt cục sẽ phải tranh đấu với y. Lý Ninh Sơn tin rằng chiến tích nhà máy thực phẩm đã khiến Thạch Bảo Lũy rung động, vậy thì hạng mục du lịch Thảo Nguyên tiếp theo sau càng khiến ông ta chủ động dựa vào mình. Đến lúc đó có phần chiến tích to lớn như vậy, Phó Chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô vốn đang thái độ không rõ ràng hẳn là cũng sẽ tâm động. Hiện tại thì yêu cầu tiến bộ của ông ta chính là thường vụ Phó Chủ tịch huyện, cũng rất cần có chiến tích. Chương 111, Mễ Huyên muốn ra tay. Việc Mạnh Vân lên làm phó trưởng phòng thường trực của phòng tài chính huyện thì để Lý Ninh Sơn xử lý. Bên trên phó trưởng phòng thường trực còn có trưởng phòng, phía dưới còn có vài phó phòng khác, muốn lôi kéo mấy phó phòng có tâm tư muốn tiến bộ không phải là chuyện gì quá khó đối với một bí thư huyện ủy. Điều khiến Lý Ninh Sơn cảm thấy không biết nên khóc hay cười chính là Ngưu Hồng Muội xin nghỉ vì bị bệnh. Ông ta căn bản không hề có ý định làm gì Ngưu Hồng Muội, nhưng không ngờ Lưu Thế Hiên lại có quyết tâm dũng sĩ tự cắt tay, trực tiếp để Ngưu Hồng Muội xin nghỉ bệnh. Lần này Ngưu Hồng Muội hy sinh hơi không đáng giá, trở thành vật hy sinh mà Lưu Thế Hiên thể hiện ra cho Lý Ninh Sơn thấy. Đến trưa, Hạ Tưởng đi ăn với Tào Thù Lê và Mễ Huyên. Mễ Huyên vừa thấy hắn liền kinh ngạc nói. Thăng quan hả, thành cán bộ cấp phó phòng rồi à? Sao chẳng thấy khác gì bình thường vậy? Chẳng thấy cậu có thêm uy phong chút nào? Tin tức truyền đi nhanh thật, Hạ Tưởng cười nói. Ban tổ chức cán bộ chưa gửi công văn chính thức, còn chưa tính. Tào Thù Lê ngồi trên giường, đung đưa chân nói. Chẳng có gì thú vị, như anh trước kia vẫn tốt hơn. Hiện tại thành một vị tiểu quan liêu, cả ngày đấu đá với nhau, chẳng có gì hay ho cả. Hiện giờ tăng lên phó phòng, bước tiếp theo lên trưởng phòng, sau đó là phó giám đốc sở, đúng không? Bước tiếp theo còn chưa tính tới, tuy nhiên trước mặt đang có một việc cực kỳ quan trọng cần phải làm. Hạ Tưởng thấy Tào Thù Lê bĩu môi, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ không vui, biết cô cố ý giả vờ, cũng cố tình trêu đùa cô. Huyện bá đang thu hút đầu tư, em có muốn lấy thân phận nhà đầu tư tới huyện bá thành lập công ty đầu tư không? Anh đùa em đấy à? Tào Thù Lê trợn mắt nói. Em vẫn còn là sinh viên, kính nhờ, cũng không phải là thương nhân, làm gì có tiền đến đầu tư. Hơn nữa em còn trẻ thế này, em nói tới đầu tư, ai sẽ tin tưởng chứ? Có khi còn nghĩ rằng em là kẻ lừa đảo nữa cơ. Hạ Tưởng cười đáp. Đúng đấy, anh đang muốn em làm kẻ lừa đảo. Chính là muốn em tìm một công ty ở thành phố Yến, tới huyện bá với danh nghĩa khảo sát đầu tư. Sau đó đề xuất xin nhận thầu núi hoang, cuối cùng tìm một lý do nói không phù hợp với triển vọng phát triển của công ty, sau đó bỏ đi là được. Tào Thù Lê mở to hai mắt. Vì sao thế? Sao lại phải lừa người? Đây không phải là dỗi hơi bày trò đấy chứ? Hạ Tưởng rất khôn ngoan, khẳng định là muốn tìm một công ty làm quân xanh. Nói đi, cậu muốn làm gì? Mễ Huyên đúng là đã làm kinh doanh nhiều năm, vừa nghe vậy đã biết ý đồ của Hạ Tưởng. Kỳ thật Hạ Tưởng muốn tìm thêm một công ty ở thành phố Yến, bề ngoài là cạnh tranh nhưng thực tế là tới trợ giúp Phùng Húc Quang một tay. Như vậy cũng có vẻ toàn bộ quá trình đều là công khai, công bằng, khiến cho Lưu Thế Hiên không thể nói được gì. Mễ Huyên đã không phải là người ngoài, cũng không cần phải gạt cô làm gì. Hắn liền nói ra việc Phùng Húc Quang đến xây dựng nhà máy thực phẩm, đương nhiên, việc công ty thương mại Bối Hà cũng không giấu giếm. Với sự thông minh của Mễ Huyên, cho dù không đoán được nhưng chỉ cần hỏi Vương Toàn Hữu là sẽ biết rõ. Mễ Huyên vốn ngồi song song với Tào Thù Lê, vừa nghe xong suy tính của Hạ Tưởng, liền hô một tiếng, đứng thẳng trên giường, dọa cho Tào Thù Lê giật bắn mình, khiến cô bé bất mãn trừng mắt nhìn Mễ Huyên mấy lần. Mễ Huyên cố tình không để ý tới Tào Thù Lê, sốt sắng nói. Ở thành phố Chương Trình tôi có một công ty, có thể làm quân xanh cho cậu. Cậu cũng không cần phải lo lắng. Tôi không có hứng thú với việc kinh doanh nấm khẩu bắc và rau quyết, tuy nhiên tôi cũng có điều kiện. Cô đảo mắt mấy vòng, lộ ra vẻ giảo hoạt. Cậu phải đáp ứng tôi. Hạ Tưởng bị cô nhìn cho phát sợ. Mắt Mễ Huyên vừa mảnh lại vừa dài, khi nhìn người khác thì thích nheo mắt lại làm cho người ta có cảm giác như đang khiêu khích. Cô giống với Tiếu Giai, vừa quyến rũ vừa gợi cảm. Nhưng khác với Tiếu Giai chính là, vẻ quyến rũ của Tiếu Giai là sự gợi cảm, quyến rũ một cách tự nhiên. Còn sự quyến rũ của cô lại khiến người khác có cảm giác là cố ý. Tiếu Giai là sắc không mê người mà người tự mê, còn Mễ Huyên lại là cố ý dụ dỗ người ta.
Trước mặt Mễ Huyên, Hạ Tưởng đành phải giả vờ thỏ non, vò đầu nói. Sẽ cố hết sức. Mễ Huyên kích động muốn nắm lấy cánh tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn chưa kịp tránh thì Tào Thù Lê đã nhanh tay nhanh mắt, ôm lấy cô từ sau lưng, đè chặt xuống giường, còn véo vào cánh tay cô, nói. Nói chuyện thì nói, đừng có động tay động chân, dọa Hạ Tưởng sợ thì sao? Mễ Huyên cười lăn cười lộn. Cô nhóc Lê ghen kìa, yên tâm, chị sẽ không cướp lấy Hạ Tưởng của em đâu. Cậu ta còn quá nhỏ, chỉ là một thằng nhóc ranh. Chị thích đàn ông trưởng thành, chín chắn cơ, thẩm mỹ của chị khác của em. Tào Thù Lê hừ một tiếng, mặt đỏ lên, cũng không nói gì nữa. Em sẽ giới thiệu cho chị làm quen với Phùng Húc Quang. Mễ Huyên vừa mới nói thích đàn ông trưởng thành, chín chắn, vậy mà Hạ Tưởng lại lập tức nói câu này, rất dễ khiến người ta hiểu lầm cô có ý tưởng gì đối với Phùng Húc Quang. Tuy nhiên thật ra Hạ Tưởng không nghĩ vậy, bởi vì hắn vừa nghĩ một chút liền hiểu ý tưởng của Mễ Huyên. Quả nhiên câu tiếp theo của Mễ Huyên đã nói thẳng ra mục đích chân thật của cô, cũng không lệch mấy so với suy nghĩ của Hạ Tưởng. Tôi muốn hợp tác với anh ta, mở một đại lý của siêu thị Giai ra tại thành phố Chương Trình. Hạ Tưởng đúng là vô cùng bội phục ánh mắt và cách suy nghĩ vượt xa người thường của cô. Ở một thành phố lạc hậu như thành phố Chương Trình mà kinh doanh tiệm ảnh, vốn tiệm ảnh còn phải mất 2, 3 năm mới có thể phát triển, hiện tại đã có chủ ý đối với siêu thị. Với mức độ phát triển hiện tại của thành phố Chương Trình, muốn nhân dân chấp nhận siêu thị ít nhất cũng phải mất thời gian 2 năm. Chẳng những ánh mắt của Mễ Huyên vượt mức bình thường mà còn có sự nhạy cảm kinh doanh của một nữ thương nhân ưu tú. Hợp tác là sự việc tốt hai bên cùng thắng, Hạ Tưởng lập tức đáp ứng. Hắn lại lợi dụng ưu thế biết trước, kể lại và phân tích tỉ mỉ triển vọng phát triển của siêu thị cho Mễ Huyên. Như thế nào là cung ứng hàng hóa, như thế nào thu hút đầu tư, như thế nào tuyên truyền, vân vân, hoàn toàn không giữ lại chút nào mà nói hết cho cô nghe. Mễ Huyên vừa nghe vừa liên tục gật đầu, cảm thấy thu được lợi ích không phải là ít. Khi Hạ Tưởng nói xong câu cuối cùng, hai mắt cô tỏa sáng, nhìn chằm chằm Hạ Tưởng không rời. Xem ra, nếu không có Tào Thù Lê ở bên cạnh, có lẽ sẽ có một màn hổ đói vồ mồi, ôm chầm lấy Hạ Tưởng để bày tỏ sự kích động trong nội tâm. Tuy nhiên Mễ Huyên vẫn cưỡng chế sự kích động trong lòng, quay người ôm lấy Tào Thù Lê, dùng sức ôm thật chặt, nói. Cô nhóc Lê này thật có phúc, chị ghen tị với em đó, biết không? Chàng trai này là cực phẩm, làm quan nhưng không quan liêu, kinh doanh lại rất tài hoa. Em nói xem đàn ông ưu tú như vậy cực kỳ hiếm hoi sao em lại gặp được chứ? Ông trời thật là không công bằng, chị thật sự không kìm nổi muốn cướp cậu ta khỏi tay em. Tuy nhiên dù sao cậu ta vẫn còn quá nhỏ, ít hơn chị mấy tuổi. Hơn nữa em lại là em gái tốt của chị, sao chị có thể nhẫn tâm ra tay được chứ? Ôi, phiền toái. Tào Thù Lê bị cô ôm chặt không thở nổi, ra sức đẩy cô ra. Chị thật là quá đáng. Hạ Tưởng là đàn ông hay là trẻ con chị biết được sao? Toàn ăn nói lung tung, tự quản lý cái miệng của chị đi. Sao em thấy ánh mắt chị có gì đó không ổn? Đúng, đúng, dường như mắt sói vậy. Ai chà! Tào Thù Lê đột nhiên bật cười. Hóa ra thật sự có nữ sắc lang phụ nữ háo sắc. Em còn tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Đánh chết con bé xấu xí này bây giờ. Sao lại mắng chị mình như thế chứ? Thật đúng là con gái sinh ra đã hướng ngoại. Hạ Tưởng, mau mau quản lý Tào Thù Lê nhà cậu đi. Tào Thù Lê xấu hổ đỏ bừng mặt, lại lao vào đùa cợt với Mễ Huyên. Hạ Tưởng đứng bên lắc đầu cười. Con gái ngoài sự dễ thương ra còn có cả sự phiền toái. Khi ba người Hạ Tưởng đi nhà hàng ăn cơm, không ngờ giữa đường gặp cô gái lái Land Rover. Bởi vì ba người đi ăn khá muộn, hiển nhiên cô gái lái Land Rover đã ăn xong, đang đi ra khỏi cửa nhà hàng. Liền gặp ngay đám người Hạ Tưởng. Cô gái lái Land Rover đeo một chiếc kính râm che khuất nửa mặt, cũng may là không đeo khăn che mặt, nếu không khẳng định sẽ khiến người ta phải bu lại xem. Hạ Tưởng vừa nhìn thấy cô đã nhớ tới chuyện 5.000 tệ, nhưng lúc này lại không mang nhiều tiền như vậy trên người, liền nói với cô. Xin cho tôi biết cô đang ở đâu, lát nữa tôi trả lại tiền cho cô. Cô gái lái Land Rover liếc Hạ Tưởng một cái, cũng không thèm để ý tới hắn. Cứ thế đi qua mặt hắn. Hạ Tưởng cười cười, cảm thấy cô thực sự cá tính, cũng không nói gì nữa. Tào Thù Lê cũng thè lưỡi, cười không sao cả. Mễ Huyên thì tức giận bất bình nói. Ra vẻ cái gì chứ? Định giả vờ câm điếc à?
Cô gái lái Land Rover như thể không hề nghe thấy, chân không dừng bước, cứ thế đi thẳng. Mễ Huyên hung hăng giơ nắm đấm về phía bóng lưng cô, trừng mắt nhìn vài lần. Tào Thù Lê khuyên nhủ. Đừng lãng phí sức lực thế, không ai để ý tới chị đâu. Người ta có cá tính như vậy, chị không thể bắt buộc người ta cũng thích đùa giỡn thanh niên trẻ giống như chị được. Chị làm sao chứ, chị đùa giỡn Hạ Tưởng khi nào, con nhóc xấu xí này thù dai gớm. Mễ Huyên bị Tào Thù Lê trêu, liền bật cười nói. Chương 112, cơ hội tốt không thể bỏ qua, một. Ba người vừa mới tìm được một chỗ ngồi, còn chưa kịp ăn đã nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn, sau đó có mấy người to tiếng quát mắng. Chó Nhật, thật con mẹ nó kiêu ngạo, dám đâm vào xe tao. Mẹ nó, người bên ngoài mà dám hoành tráng ở huyện Bá à? Diệt à? Vẫn còn là một cô bé, bộ dạng xinh đẹp thật. Chọc giận mấy anh đây, lột trần cô em ra. Đã xảy ra chuyện, Hạ Tưởng còn chưa đứng dậy, Mễ Huyên đã chạy ra tới ngoài cửa trong nháy mắt, động tác cực kỳ nhanh khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bản tính phụ nữ quả thật hiếu kỳ hơn đàn ông rất nhiều, lại rất ham vui. Hắn và Tào Thù Lê cũng đi ra ngoài, thấy chiếc Land Rover đâm một chiếc Nissan Bluebird gần nát bét. Vỏ xe Nhật Bản khá mỏng, kém an toàn, mà Land Rover lại là xe Việt giã, trọng lượng bản thân rất nặng, công suất mạnh mẽ, đâm cho phía sau chiếc Bluebird gần như đuôi xe thụt hẳn vào trong, xe ba hàng ghế gần như biến thành xe hai hàng ghế. Hỏi người xung quanh mới biết, khi cô gái lái Land Rover ra đến cửa nhà hàng, đang muốn đi thì vừa lúc chiếc Bluebird đi tới chặn ở cửa khiến chiếc Land Rover không có cách nào đi ra ngoài. Cô gái lái Land Rover bảo đối phương lái xe tránh ra, ai ngờ chẳng những đối phương không chịu mà còn vây quanh chiếc Land Rover không chịu đi. Cô gái lái Land Rover không nói hai lời, lên xe nổ máy, trực tiếp đâm thẳng vào xe của đối phương, đẩy ra ngoài. Thật là khí thế, Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng nơi này dù sao cũng là thị trấn. Dân thị trấn khi đỗ xe không thèm suy xét tới xe người khác ra sao cũng là chuyện thường. Dù sao tố chất vẫn còn rất thấp, lại thấy mấy người trẻ tuổi vây quanh chiếc xe bị đâm, dáng vẻ vô cùng đau lòng. Có lẽ là xe buôn lậu không biết lấy ở đâu về, xe vừa mới đi đã bị đâm thành thế này, không đau lòng mới là lạ. Trong đó có một người có vẻ là chủ xe, đau lòng tới mức dậm tay dậm chân liên tục, vỗ vào cửa kính xe Land Rover, hô to. Con mẹ mày xuống đây mau, nếu không tao đập nát xe mày, tao chẳng qua là muốn xem con Land Rover của mày là dạng gì chứ không phải là muốn nhìn mày, sao lại ác độc như vậy. Đáng thương xe của tao vừa mới đi, còn chưa được 3 ngày đã bị mày làm hỏng. Ôi xe mới của tao, mày xuống mau, xuống mau. Chủ xe chừng 20 tuổi, bộ dạng vừa trắng lại vừa gầy, tóc dài, cách ăn mặc coi như thời trang, khi bước đi thì thích nghiêng ngả, chính là loại thích đấu đá lung tung. Y kêu thật to, ra sức đập vào cửa kính mấy cái, thấy người bên trong không hề động tĩnh, liền rút một con dao gập từ sau mông ra, dùng dao vạch một vết thật sâu trên cửa xe, hét lớn. Nếu không xuống xe, tao đâm thủng cả 4 lốp xe, đập nát toàn bộ kính xe, mang người đi. Mấy người đi theo bên cạnh cũng ồn ào. Đúng đây, mẹ nó cũng không nhìn xem là xe của ai mà dám đụng. Bộ dạng thật ra khá xinh đẹp, nếu không đưa cô em ra. Cho mấy anh chơi một chút cũng được. Cưỡng gian là tội to đấy. Muốn chơi thì mấy người cứ chơi, tôi không dám. Mày thật là chết nhát, Trịnh Đào. Tốt xấu gì bố mày cũng là phó bí thư, sao lại hèn vậy? Ở huyện Bá này ai dám bắt mày và Vương Minh? Bố mày là phó bí thư, bác Vương Minh là trưởng phòng công an. Chúng mày mà không hoành tráng chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười chúng mày là đàn bà sao? Hóa ra là thái tử đảng của huyện Bá, chẳng trách coi trời bằng vung như vậy. Đời sau trải qua không ngừng phát triển và tiến bộ, những kẻ cùng loại với chúng càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng ngạo mạn không chịu nổi, thống nhất được xưng là nhị thế tổ hoặc là phú nhị đại, nhà giàu thế hệ hai, nhà giàu mới nổi. Hạ Tưởng không có thiện cảm với cô gái lái Land Rover cũng thấy đám nhị thế tổ làm vậy là không được. Tuy nhiên nếu bọn chúng muốn cường bạo với cô gái lái Land Rover, hắn khẳng định sẽ không đứng im mà nhìn. Hiện tại lại nghe được chủ xe Vương Minh là cháu của trưởng phòng công an Vương Quan Thanh, còn có một thanh niên bộ dạng hơi tuấn tú là con của phó bí thư Trịnh Khiêm. Chuyện tốt như vậy chẳng lẽ bỏ qua? Hạ Tưởng lặng lẽ hỏi Mễ Huyên ở bên cạnh. Có mang máy ảnh không? Cho em mượn dùng một chút. Mễ Huyên lấy máy ảnh trong túi ra, đưa cho Hạ Tưởng. Cậu vui sướng khi người gặp họa còn chưa tính,
còn muốn chụp ảnh thưởng thức à? Tâm lý cậu không tốt đẹp gì đâu chú em ạ. Tào Thù Lê kéo tay Hạ Tưởng hỏi nhỏ. Chị gái xinh đẹp kia tuy rằng hơi kiêu ngạo một chút nhưng cũng không thể để bị mấy người xấu kia làm hại. Anh phải ghi lại chứng cứ thật rõ ràng, cần phải giúp đỡ cô ấy, đừng để cô ấy bị thiệt thòi. Hạ Tưởng vỗ vỗ đầu Tào Thù Lê, nói với Mễ Huyên. Cái gì gọi là thông minh? Lúc này mới gọi là thông minh nè. Chụp ảnh để thưởng thức, chị nghĩ kiểu gì thế? Tim chị còn tối tăm hơn nhiều so với cô bé Lê. Mễ Huyên bất đắc dĩ giơ hai tay đầu hàng. Cô cậu cứ kẻ sướng người họa, tôi chỉ có hai tay không địch nổi bốn tay. Nhận thua. Hạ Tưởng tắt chế độ đèn flash đi, thừa dịp mọi người không chú ý, chụp lại toàn bộ cảnh hỗn loạn trước mắt. Tất cả mọi người đang nghĩ cô gái lái Land Rover chắc chắn sẽ trốn trong xe không ra. Bên ngoài có bốn thanh niên hùng hổ vây quanh, cô chỉ là một cô gái, dám xuống mới là lạ. Nhưng khiến người ta khó có thể tin nổi chính là, ngay khi Vương Minh cầm dao gập chuẩn bị vạch nhát thứ hai lên xe, cửa xe đẩy mạnh ra, đập thẳng vào tay y, khiến con dao gập bay ra xa, vừa lúc rơi xuống dưới chân Hạ Tưởng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi cô gái lái Land Rover mở cửa đi xuống, không ai chú ý thấy Hạ Tưởng đá tung con dao gập vào trong bụi cỏ ven đường. Cô gái lái Land Rover đội một chiếc mũ bò, tóc buộc đuôi ngựa khiến cô lại có thêm chút khí thế như con trai. Cô mặc một bộ quần áo bò từ trên xuống dưới, nhất là một đôi bốt dưới chân cực kỳ xinh đẹp, càng tôn lên cặp đùi thon dài khỏe mạnh của cô. Cô tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt phượng sáng trong như nước. Tuy rằng thần thái trong mắt vô cùng cao ngạo nhưng ánh mắt lại thanh thuần như gió, không hề pha trộn một chút tạp chất. Khuôn mặt xinh đẹp của cô không hề có chút son phấn nhưng mặt mày vẫn đẹp như vẽ, quả thật như người trong tranh, xinh đẹp không bút nào tả xiết. Tay cô cầm một cây gậy có thể co rút của cảnh sát, hai chân đứng thẳng trước xe, lạnh lùng nhìn Vương Minh trước mặt. Thằng nhóc thối tha không biết trời cao đất rộng, vốn tôi còn định bồi thường tổn thất cho các người, tuy nhiên các người ăn nói láo toét, không dạy dỗ thì các người sẽ không biết cái gì gọi là giáo dưỡng. Vương Minh bị khí thế của cô dọa lùi ra sau một bước. Nghĩ lại thấy không đúng, bên mình có bốn người, cô ta chỉ có một mình, lại còn là con gái, sao phải sợ cô ta chứ? Y giơ tay lên mới phát hiện con dao gập trong tay đã không còn, liền hô lên với ba người bên cạnh. Mấy thằng lại đây, trong tay cô ả có gậy. Hạ Tưởng tinh mắt, thấy rõ ràng trong tay cô là gậy có thể thu gọn chuyên dụng của cảnh sát, nghĩ thầm rằng cô nàng này quả nhiên là có lai lịch. Lần này náo nhiệt rồi đây, người có lai lịch gặp phải rắn địa phương, cuối cùng ai mới là mạnh hơn, ai mới là kiêu ngạo hơn đây. Người bên cạnh lại đưa cho Vương Minh một con dao gập dài chừng nửa thước, nếu đâm vào vị trí hiểm ác, có thể một dao mất mạng. Cầm dao trong tay, Vương Minh nói đầy khí thế. Cô bé, mày đâm hỏng xe của ông rồi. Dám tinh tướng ở huyện bá, có phải là quá ngu rồi không? Nếu thức thời thì quỳ xuống xin lỗi, sau đó để con Land Rover lại, tao sẽ tha cho mày. Nếu không, ha ha, mày tiếp mấy anh đây chơi một trận cũng được. Chậc chậc, dáng người đúng là cực phẩm. Thật là con mẹ nó đẹp thật. Vương Minh cũng khá âm hiểm, vừa làm nhảm nói chuyện với cô gái vừa lén để tay sau lưng ra hiệu cho mấy người bên cạnh vòng ra sau lưng đánh lén. Cô gái lái Land Rover nhìn thẳng về phía trước, mắt không hề liếc Vương Minh chút nào, tay phải nắm chặt gậy, mơ hồ nổi lên gân xanh, ngược lại càng tôn lên làn da trắng như tuyết, mịn như ngọc. Hai thằng danh vòng ra phía sau, một cầm gậy to, một cầm dao. Hai tên vừa tới cách cô gái lái Land Rover chừng một mét đột nhiên hô to một tiếng, lao vào đánh. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, thật đúng là mấy thằng danh không biết trời cao đất rộng, không biết rằng dùng dao, dùng gậy đánh nhau có thể gây chết người sao. Hắn đứng cách khá xa, không kịp ra tay giúp cô, không kìm nổi âm thầm lo lắng, nhưng máy ảnh trong tay vẫn không hề dừng lại, lén chụp tiếp mấy kiểu. Dù sao tiếng người ồn ào, lại không bật đèn flash, không có ai chú ý. Tào Thù Lê sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, kêu lên sợ hãi. Chú ý phía sau. Tuy nhiên đã chậm một bước, hai thằng đánh lén đã ra tay. Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên đã nghe thấy mấy tiếng bộp bộp. Khi nhìn lại đã thấy hai thằng đánh lén ngã chổng vó lên trời, đang ôm bụng lăn lộn. Bản lĩnh không tồi, Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng. Cô gái lái Land Rover nhìn như không phòng bị nhưng trên thực tế khi hai người vừa mới ra tay, cô đã lùi lại, chân đá. Tay gậy đập, ra tay vừa nhanh vừa độc, khiến hắn nhìn thấy không còn gì để nói.
thật sự là rắn địa phương gặp phải Long Vương. Cô gái này vừa cứng rắn vừa độc ác, ra tay không hề nương tay chút nào. Trịnh Đào vẫn đứng ở phía xa không dám tiến lên, sợ tới mức toàn thân run rẩy, muốn chạy lại không thể nhấc nổi chân. Kỳ thật y khá yếu đuối thư sinh, gan cũng nhỏ, tuy nhiên thị trấn lớn như vậy lại không có gì chơi vui, không cưỡng nổi dụ dỗ của Vương Minh, liền cùng gã lái xe mới đi chơi, không ngờ lại gặp phải chuyện đánh nhau giao kiếm thế này. Càng không ngờ đối thủ lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đúng là hoa hồng có gai, cô gái tay cầm chiếc gậy dài chừng 70 cm, chỉ trong chớp mắt đã đánh cho hai thằng danh nằm lăn lộn trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Trịnh Đào đã bao giờ gặp trường hợp như vậy chứ, run rẩy hồi lâu mới rút điện thoại di động ra gọi. Ba, đánh nhau, có tai nạn chết người. Cô gái lái Land Rover đánh ngã hai thằng danh xong liền quay người lại đuổi theo Vương Minh đang chạy trốn. Một gậy đánh vào bắp chân y khiến y có lẽ gãy chân. Vương Minh lập tức ngã lăn xuống đất, đau đớn gào khóc. Con đĩ thối tha độc ác kia, tao phải giết mày. Tao muốn giết mày. Hạ Tưởng nhân cơ hội lại chụp mấy kiểu nữa mới phát hiện vừa lúc hết cuộn phim. Hắn lấy cuộn phim ra, nói với Tào Thù Lê. Ở phía trước có một bưu điện, giúp anh gửi chuyển phát nhanh tới thành phố Yến. Địa chỉ thì lát nữa anh sẽ điện thoại báo cho em. Tào Thù Lê a một tiếng, hỏi. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Hạ Tưởng không cho cô hỏi nhiều mà bảo cô đi thật nhanh. Cô đành vâng lời đi vội. Tào Thù Lê vừa đi, Mễ Huyên quay sang nói. Hạ Tưởng, cậu thật hư hỏng, có phải muốn mượn cơ hội làm đảo lộn thế cục huyện bá? Hạ Tưởng cười ha hả. Không thể báo cáo, trừ phi chị nói cho em Bí Thư Dương ủy ban kỷ luật và ba chị có phải quan hệ rất thân hay không? Hạ Tưởng đoán được Dương Phàm và Vương Toàn Hữu quan hệ chặt chẽ. Chính là bởi vì khi vừa kết thúc hội nghị thường vụ, đột nhiên Dương Phàm nói với Hoàng Bằng Phi một câu. Theo hắn đoán, Dương Phàm và Lý Đinh Sơn cũng không có gì giao lưu, người hiện tại có khả năng âm thầm giúp đỡ Lý Đinh Sơn chính là Vương Toàn Hữu. Vương Toàn Hữu không ra mặt mà Dương Phàm lại ra mặt, vậy chỉ có một khả năng, chính là Dương Phàm và Vương Toàn Hữu có quan hệ rất tốt nên mới nhờ vả nhau. Mễ Huyên thấy Tào Thù Lê không ở đây, gan cũng to lên, giơ tay cốc đầu Hạ Tưởng. Đầu óc cậu sao nghĩ xa thế? Sao việc như vậy cũng có thể đoán được? Nói đúng, Bí Thư Dương và ba tôi là chiến hữu, là bạn bè đã nhiều năm. Tào Thù Lê rất nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã trở lại, giao biên lai cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhìn, thấy trên ghi người nhận là, báo Triều Tỉnh Yến, hàng hóa gửi là một cuộn phim. Hắn vui vẻ khích lệ Tào Thù Lê mấy câu. Cô gái lái Land Rover đánh người xong lại ngồi vào trong xe, bộ dạng không sợ trời không sợ đất. Thật ra cô muốn khởi động xe chạy đi, chỉ có điều trên mặt đất có người nằm lăn lộn chắn trước xe cô. Nếu muốn đi qua trừ khi chèn chết người ta, cô đóng chặt cửa xe nhưng cũng không lái xe chạy đi, hiển nhiên là không sợ hãi, không sợ ai làm gì mình. Tuy nhiên cô cũng không phải ngu ngốc, ngồi trong xe gọi di động. Người vây xem không hề ít, kẻ chỉ người trỏ mà không ai tiến lên cứu người. Hạ Tưởng vừa rồi thấy Trịnh Đào gọi điện thoại. Cũng không nhiều chuyện gọi điện thoại báo cảnh sát làm gì. Quả nhiên không bao lâu, đã có hai, ba chiếc xe cảnh sát gào thét lao tới. Xe vừa mới dừng ổn đã thấy một người vội vã nhảy xuống xe, chạy tới bên cạnh Trịnh Đào, thân thiết hỏi. Sao thế Tiểu Đào, con không sao chứ, con đánh nhau với người ta à? Trịnh Kiêm xuất hiện, Hạ Tưởng hơi nheo mắt, mỉm cười đầy thâm ý. Trịnh Đào chỉ mấy người nằm trên mặt đất, run sợ nói. Không phải con, ba, là mấy người Vương Minh đánh nhau với cô gái trong xe. Trịnh Khiêm đánh giá Trịnh Đào từ trên xuống dưới mấy lần, thấy y không sao mới yên lòng, vung tay lên nói với cảnh sát phía sau. Khống chế người trong xe, đưa người nằm dưới đất đi bệnh viện, lấy chứng cứ từ những người xung quanh. Hiểu biết sự tình một chút rồi báo cáo lại tôi. Mấy người Hạ Tưởng tránh ở phía sau, Trịnh Khiêm không phát hiện thấy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khẽ nói với Tào Thù Lê và Mễ Huyên. Hai người về nhà khách trước, nơi này không có chuyện gì của hai người. Đúng rồi, còn chưa ăn cơm. Hai người tùy tiện tìm chỗ nào đó ăn đi, tôi có chuyện cần nói với Phó Bí Thư Trịnh. Nói chuyện gì? Mễ Huyên lườm hắn. Khẳng định là cậu định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không tử tế chút nào. Tào Thù Lê đập tay Mễ Huyên. Chị đừng nói bậy về Hạ Tưởng, anh ấy làm việc khó khăn. Không quen ai ở huyện bá, dân bản xứ toàn bắt nạt anh ấy và Bí Thư Lý,
vậy mà chỉ còn nói mát. Chỉ còn lương tâm không thế. Mễ Huyên lập tức nhận thua, vẻ mặt bất đắc dĩ bị Tào Thủ Lê lôi đi. Cảnh sát vây quanh chiếc Land Rover, gào thét ra lệnh cho người bên trong xuống xe. Cô gái lái Land Rover vô cùng nghe lời đẩy cửa xuống xe, mặt không chút thay đổi đứng trước xe, ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn, dường như không hề có ai tồn tại trước mặt. Cảnh sát thấy không ngờ là cháu trưởng phòng công an huyện bị người đẹp như thiên tiên này đánh cho không dậy nổi, tất cả đều ngơ ngẩn cả người, không hề làm gì. Người nọ nhìn người kia, dường như đang thấy một việc không thể nào tin nổi. Cũng đúng thật, một cô gái đánh ba thanh niên, còn lái một chiếc Land Rover. Trong số người bị đánh có cháu của trưởng phòng công an huyện, hơn nữa người đánh chẳng những là một người đẹp, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Quả thật bọn họ chưa bao giờ gặp cô gái nào xinh đẹp như vậy, lại càng chưa gặp người đẹp nào có thể đánh ngã ba thanh niên. Cho nên mấy viên cảnh sát trong lúc nhất thời đều không biết nên làm gì, không ai tiến lên bắt người. Trịnh Khiêm thấy con mình không bị đánh liền thở phào một tiếng, tuy nhiên Vương Minh bị đánh cho khá thảm, trong lòng y cũng khá tức giận, thấy mấy viên cảnh sát đứng im bất động, liền bất mãn hỏi. Sao còn không mau bắt lấy hung thủ đánh người? Đứng ngây ra đó làm gì? Y đi tới trước xe nhìn, cũng không kìm nổi sửng sốt. Một cô gái xinh đẹp như vậy không ngờ đánh ngã ba thanh niên, cũng quá hoành tráng đi. Lại nhìn biển số xe của cô là xe Bắc Kinh, lại thấy vẻ mặt ngạo mạn của cô, trong đầu y xoay chuyển mấy vòng, liền hỏi một viên cảnh sát đứng gần nhất. Trưởng phòng Vương sao vẫn còn chưa tới? Trịnh Khiêm đây là cố ý làm gì? Chẳng lẽ đã nhìn ra manh mối gì sao? Hạ Tưởng vừa nghe Trịnh Khiêm hỏi Vương Quan Thanh, liền biết y đã có tâm tư khác. Nếu con y không có việc gì, người bị đánh là cháu người khác, kẻ đánh người lại không hề có thái độ sợ hãi, còn lái xe biển số Bắc Kinh, có lẽ y cũng đoán được đối phương chắc chắn có lai lịch. Bởi vậy y không muốn nếu chẳng may xử lý không ổn, gặp phải người không thể dính vào, vậy mất nhiều hơn được. Trịnh Khiêm khôn khéo như vậy, Hạ Tưởng càng không thể buông tha cho y. Cô gái lái Land Rover mà y không dám dính vào, vậy mà lại dám liên hợp với Lưu Thế Hiên đối phó với bí thư Lý sao? Hạ Tưởng tách đám người đi tới trước mặt viên cảnh sát, nói. Đồng chí cảnh sát, tôi là nhân chứng chứng kiến sự việc. Tôi có điều muốn nói. Mấy viên cảnh sát đang không biết nên xử lý tình huống trước mắt thế nào, thấy Hạ Tưởng đột nhiên đến gần, một người trong đó lập tức giận dữ, chỉ tay vào Hạ Tưởng. Anh là ai? Không có ai gọi anh. Ai bảo anh tùy tiện tới đây? Tránh qua một bên, không ai hỏi thì anh không được nói. Trịnh Khiêm vừa quay đầu lại liền giật mình, sao lại là Hạ Tưởng? Đầu óc y xoay chuyển rất nhanh, chẳng lẽ đây là Hạ Tưởng bố trí? Nghĩ vậy, y vẫn miễn cưỡng nở nụ cười. Thư ký Hạ, sao khéo léo vậy? Vừa lúc cậu cũng ở hiện trường à? Trịnh Khiêm lấy lại bình tĩnh, lại quát mấy viên cảnh sát. Đây là thư ký Hạ Tưởng của bí thư huyện ủy Lý. Về sau mở mắt to ra một chút xem ai là ai. Mấy viên cảnh sát vừa mới nghe thấy đó là người tâm phúc của bí thư huyện ủy, lập tức giật mình kinh hãi, mỗi người đều tươi cười xin lỗi. Hạ Tưởng phất tay. Không hề gì, các anh cứ làm việc của mình đi. Hắn không chấp nhặt với họ làm gì để tự hạ thấp thân phận. Việc hắn đang muốn làm lúc này chính là thực hiện một giao dịch với Trịnh Khiêm. Tôi đến ăn cơm, vừa lúc gặp sự cố bất ngờ này. Cơm còn chưa ăn nhưng lại được thấy sự việc từ đầu tới cuối. Hạ Tưởng vừa nói vừa đi ra ngoài. Trịnh Khiêm không biết hắn có ý gì, không tự chủ được cũng đi theo Hạ Tưởng tới dưới một gốc cây đại thụ, cách mọi người khác chừng hơn 3 mét. Trịnh Khiêm hiểu được Hạ Tưởng khẳng định sẽ nói ra suy nghĩ của mình, liền nhìn cô gái lái Land Rover ở xa xa, hỏi. Cô gái này có lai lịch gì, sao đánh nhau giỏi thế? Thư ký Hạ kiến thức rộng rãi. Có biết chiếc xe cô ta đi bao nhiêu tiền không? Hạ Tưởng rõ ràng Trịnh Khiêm đang thăm dò, liền đáp. Tôi không biết cô ta, chỉ từng gặp mặt duy nhất một lần. Tuy nhiên người ta đúng là cực kỳ cao ngạo, ai nói cũng không thèm để ý. Kỳ thật, tôi và cô ta coi như từng có xung đột nhỏ. Chiếc xe cô ta đi là xe nhập khẩu, người bình thường không thể mua được, giá trị chắc phải mấy trăm ngàn. Tuy rằng Hạ Tưởng có chút nghiên cứu về xe cộ nhưng những năm 98 giá một chiếc Land Rover bao nhiêu tiền đúng là hắn không nhớ rõ, nhưng con số sơ bộ lớn như vậy cũng đủ khiến Trịnh Khiêm kinh hãi. Trịnh Khiêm như thể đau răng hít hà một hơi. Mấy trăm ngàn, người nào vậy nhỉ, một chiếc xe mua được mấy tòa nhà. Lời này quả thật không phải giả,
Nếu để Hạ Tưởng thiết kế tại thị trấn huyện Bá, mấy trăm ngàn quả thật có thể xây dựng được mấy tòa nhà ba tầng. Chương 113, mời Phó Bí Thư Trịnh vào hàng. Ánh mắt Trịnh Khiêm lóe lên, rõ ràng có ý lùi bước. Y không phải kẻ ngốc, một cô gái lái chiếc xe mấy trăm ngàn, biển số Bắc Kinh, lại còn đánh ngã ba thanh niên, nói là người bình thường thì quỷ cũng không thể tin nổi. Y quay đầu lại nhìn đứa con vẫn còn đang run rẩy, trong lòng sốt ruột liền hô. Tiểu Đào, đứng ngây ngẩn đó làm gì nữa? Lên xe. Sau đó y bỏ vẻ bề trên của Phó Bí Thư đi, cười rất thân thiện. Thư ký Hạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nói với tôi một câu đi. Người khác nói khả năng sẽ có thiên vị, lời của thư ký Hạ thì tôi tin tưởng là chân thật, công bằng. Trịnh Khiêm đầu tiên là hô Trịnh Đào lên xe, ý tứ là khiến Hạ Tưởng hiểu được, mặc kệ Hạ Tưởng đóng vai trò gì trong chuyện này, nếu muốn nói điều kiện với y, điều kiện tiên quyết là phải lôi được Trịnh Đào ra. Nói cách khác, sự việc xảy ra không hề liên quan tới Trịnh Đào hoàn toàn là người đứng xem. Trịnh Đào từ đầu tới cuối đều là người đứng xem, không tham gia ẩu đả, đánh nhau. Hạ Tưởng vừa mở miệng đã đặt Trịnh Đào sang một bên. Đương nhiên đây cũng là sự thật, hắn không hề khuếch đại, nhưng như vậy lại khiến Trịnh Khiêm rất yên tâm, nghĩ Hạ Tưởng thật có ánh mắt. Đáng tiếc rằng thằng nhóc này có tài nhưng lại đi theo Lý Đình Sơn, đứng sai đội ngũ nên không dễ làm việc. Trịnh Khiêm yên tâm đồng thời cũng không quên thầm tiếc cho Hạ Tưởng. Không ngờ, một câu tiếp theo của Hạ Tưởng khiến y chấn động. Chỉ thấy vẻ mặt Hạ Tưởng đột nhiên nghiêm túc nói. Phó Bí Thư Trịnh, hoàn cảnh trị an của huyện Bá quá kém. Cháu của trưởng phòng công an huyện hành hung người khác ngay giữa đường, tình thế rất nghiêm trọng, tình tiết rất ác liệt, truyền đi ra ngoài, sẽ làm người ta nghĩ rằng huyện Bá chẳng những là vùng khỉ ho cỏ gáy, mà người huyện Bá cũng là ác đồ điêu dân. Rốt cục ra tay rồi, Hạ Tưởng này định làm cái gì đây? Sắc mặt Trịnh Khiêm trầm hẳn xuống. Chẳng lẽ hắn muốn trả thù chuyện Lý Đinh Sơn mất mặt trong hội nghị thường vụ lần trước? Chỉ chuyện đánh nhau nho nhỏ thế này cũng chuyện bé xé ra to sao? Cũng quá khôn vặt đi. Trong lòng không vui, Trịnh Khiêm lập tức thể hiện quan uy của Phó Bí Thư. Thư ký Hạ, bản thân là cán bộ quốc gia, nói chuyện phải suy xét đúng mực. Cậu là thư ký của Bí Thư huyện ủy, không phải dân chúng bình thường. Sao có thể nói loạn như vậy? Hạ Tưởng không hề sợ bị Trịnh Khiêm chụp mũ. Hắn kể lại tỉ mỉ sự kiện vừa xảy ra, cuối cùng bổ sung một câu. Phó Bí Thư Trịnh, đỗ xe lung tung, trở ngại xe ô tô khác lưu thông là biểu hiện của tố chất thấp kém. Lại chỉ trỏ đối với người khác cũng là biểu hiện của kẻ không có kiến thức. Đương nhiên, đâm xe là không đúng, tuy nhiên người ta cũng đâu có nói rằng sẽ không bồi thường. Mấy người Vương Minh dám ngay trước mặt công chúng nói những lời hạ lưu, hơn nữa còn rút dao ra. Nếu chẳng may cô gái này là một thương nhân muốn tới huyện Bá khảo sát, thật sự bị Vương Minh đâm một dao. Đến lúc đó truyền thông của Bắc Kinh sẽ làm rùm beng lên, toàn bộ hình tượng của huyện Bá sẽ bị hủy. Kể cả Bí Thư Lý, tất cả huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Bá, ai còn giữ lại được mặt mũi nữa. Đó là chưa kể nếu thật sự chọc phải nhân vật đặc biệt nào, có người đưa lên thành phố, sự tình càng loạn lớn, vậy thì cả bốn người ở đây đừng có ai mơ chạy được. Ý tứ của Hạ Tưởng rất rõ ràng, chính là khiến Trịnh Khiêm tự mình cân nhắc. Không phải ông muốn kéo con ông ra ngoài sao? Vậy ông phải trả một cái giá nào đó. Nếu không đến lúc đó không thoát ra được cũng đừng trách người khác. Trịnh Khiêm cảm thấy đã bị Hạ Tưởng uy hiếp, trong lòng tức giận, bất bình, tuy nhiên vẫn kìm nén lửa giận. Thư ký Hạ có ý tưởng gì, nói ra để cùng thương lượng một chút. Thái độ của y đã mềm hẳn xuống. Hạ Tưởng đương nhiên không thể nói trắng ý tưởng của mình ra, chỉ cười cười nói. Sao trưởng phòng Vương còn chưa tới nhỉ? Trịnh Khiêm thầm mắng, thằng danh Hạ Tưởng này mới hơn 20 tuổi đầu, sao cảm giác khó đối phó thế chứ? Chờ sau khi Vương Quan Thanh tới đây mới nói, kinh doanh là muốn tóm cả Vương Quan Thanh vào, đồng thời cũng nhìn thái độ của mình. Bỗng nhiên y tỉnh ngộ, Hạ Tưởng là muốn phân phối ly gián, Vương Quan Thanh khẳng định sẽ muốn nghiêm trị hung thủ. Hạ Tưởng muốn cho y chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cứ như vậy, y không thể tránh né được việc sinh ra mâu thuẫn với Vương Quan Thanh. Vương Quan Thanh là người của Lưu Thế Hiên, y lại xung đột với Vương Quan Thanh, chẳng khác nào xung đột với Lưu Thế Hiên. Xét đến cùng, chính là vấn đề lựa chọn đứng thành hàng giữa Lý Đinh Sơn và Lưu Thế Hiên. Trịnh Khiêm nghĩ thầm, chỉ chút việc nhỏ như vậy đã nghĩ nắm được mình sao? Quá ngây thơ!
Hạ Tưởng này suy nghĩ đơn giản quá. Khi Vương Quan Thanh chạy như lửa đốt đít tới thì mấy người Vương Minh đã được cảnh sát đỡ lên xe, đang chuẩn bị đi tới bệnh viện. Vương Quan Thanh vừa thấy Vương Minh bị đánh thành như vậy, lập tức giận dữ không kìm nổi quát mắng. Con mẹ đứa nào to gan như vậy, dám đánh người thành thế này. Muốn lật trời sao, các người làm ăn cái gì không biết, sao còn không mau bắt người vào phòng cảnh sát xử lý. Đám cảnh sát xấu hổ chào Vương Quan Thanh, sau đó chỉ tay về phía xa. Phó Bí Thư Trịnh đang ở kia, ông ấy không có chỉ thị, chúng tôi cũng không dám ra tay. Vương Quan Thanh sốt ruột phất tay, quay người đi tới trước mặt Trịnh Khiêm, còn chưa kịp nói câu nào đã thấy Trịnh Khiêm là đứng cạnh Hạ Tưởng. Y không rõ tại sao Hạ Tưởng cũng ở đây, nhưng không thèm nghĩ nhiều, liền nói thẳng. Phó Bí Thư Trịnh, ông cũng thấy sự việc rồi đấy. Kẻ vô lại quá kiêu ngạo, nhất định phải nghiêm trị. Xin Phó Bí Thư Trịnh có chỉ thị. Trịnh Khiêm liếc Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng thoáng cười nhạt, bộ dạng không có việc gì cả, lại liếc chiếc xe Land Rover một cái, đột nhiên hạ quyết tâm. Trước hết mang người đi, nhớ kỹ, nhất định chấp pháp phải văn minh, không thể sằng bậy. Vương Quan Thanh cũng biết sự tình không thể giải quyết ngay giữa đường được, quay người định đi, chợt Hạ Tưởng nói. Trưởng phòng Vương, tôi là nhân chứng mục kích sự việc, có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Tôi cũng đi cùng. Vương Quan Thanh không biết Hạ Tưởng có ý tưởng gì, y không hề nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ nói chuyện giúp cho cô gái lái Land Rover, còn tưởng rằng Hạ Tưởng thể hiện thiện ý với mình, liền gật đầu với Hạ Tưởng đầy vẻ cảm kích, sau đó quay người đi. Trịnh Khiêm không chút che giấu vẻ không vui trên mặt. Thư ký Hạ, nếu cậu bận thì không cần đi làm gì. Dù bận cũng không có việc gì quan trọng hơn việc hiện tại cả. Hạ Tưởng không rút lui chút nào. Không bận, có thời gian mà. Hơn nữa hiệp trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ mà mỗi công dân cần phải làm. Tôi cũng không thể ngoại lệ, đúng không? Nói xong, Hạ Tưởng lại liếc Trịnh Đào đang ngồi trong xe. Thật ra Trịnh Đào không cần đi, không có chuyện gì tới cậu ta cả. Trong lòng Trịnh Khiêm không cho là đúng, nghĩ thầm có thể có chuyện gì chứ. Cho dù Trịnh Đào đi tới phòng công an cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên có thể không cần đi thì đừng đi. Tuy rằng y rất khinh thường biểu hiện lấy lòng của Hạ Tưởng nhưng vẫn gật đầu một cái, xem như tỏ vẻ nhận lấy ý tốt nhắc nhở của Hạ Tưởng. Cô gái lái Land Rover rất phối hợp ngồi lên xe cảnh sát nhưng lại không cho phép bất cứ ai chạm vào cô chút nào. Cảnh sát của thị trấn tuy rằng bình thường rất thô bạo nhưng đối mặt với thần thái ngạo nghễ không thể xâm phạm của cô gái lái Land Rover, họ cũng không dám làm quá phận. Tuy rằng Vương Quan Thanh hận ngứa răng nhưng có Hạ Tưởng đi theo. Y cũng không thể làm khó một cô gái trước mặt Hạ Tưởng. Bởi vậy, coi như đoàn người hộ tống cô gái một cách khá văn minh đi tới phòng công an huyện. Cháu trưởng phòng bị đánh, lại là người bên ngoài đánh. Không cần Vương Quan Thanh ám chỉ, cảnh sát liền nhận định là cô gái hành hung gây thương tích cho người khác, mấy người Vương Minh đều là người bị hại. Tuy nhiên khi hỏi cung theo lệ thường, hỏi cái gì cô cũng đều không trả lời, cho dù bị hỏi thật gắt gao cũng chỉ lãnh đạm đáp lại một câu. Là bọn họ ra tay trước, hơn nữa còn ăn nói thô tục. Vốn tôi có thể bồi thường tổn thất cho ô tô của họ nhưng bởi vì bọn họ quá vô lý cho nên hiện tại không ai nợ ai. Không ai nợ ai, một cảnh sát cười lạnh. Biết người cô vừa đánh là ai không? Cô đã chọc vào người không thể dây. Nếu không phải thấy cô là một cô gái, cô đã sớm bị ăn đòn rồi. Nếu thức thời, thái độ thành khẩn, chủ động chịu nhận lỗi, lại tỏ vẻ tử tế một chút. Có thể sẽ giảm được vài ngày giam đó. Cô gái không thèm để ý tới đám cảnh sát, vừa lúc di động đổ chuông. Cô bấm nghe điện thoại, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói sốt sắng. Xin hỏi cô là tiểu thư Liên phải không ạ? Tôi là Thẩm Phục Minh ở thành phố Trương Trình. Cô ở huyện Bá không bị gì ấm ức chứ? Ở phòng công an huyện à? Vâng, để Vương Quan Thanh nghe điện thoại đi ạ. Cô gái liếc cảnh sát một cái, hỏi. Vương Quan Thanh là ai? Bảo tới nghe điện thoại. Cảnh sát xì một tiếng vui vẻ. Cô không sao chứ, ai mà vênh váo như vậy? Sao dám bảo trưởng phòng công an Vương của chúng tôi nghe điện thoại chứ? Thẩm Phục Minh. Ai là Thẩm Phục Minh? Đơn vị nào? Viên cảnh sát khó hiểu hỏi. Cũng khó trách, trong mắt họ, đội trưởng là to, trưởng phòng công an huyện đương nhiên là to hơn, bí thư huyện ủy lại càng là một tồn tại to lớn xa không thể với tới. Cho dù họ biết đại danh của bí thư thành ủy Thẩm Phục Minh thành phố Chương Trình nhưng cũng không thể vừa nghe đã nhớ tới bí thư Thẩm là đại nhân vật nào.
Cảnh sát tiếp tục cười hì hì nói. Cô nói cho Thẩm Phục Minh, bảo hắn ta trực tiếp gọi điện thoại tới phòng làm việc của trưởng phòng. Nếu muốn báo cảnh sát thì bấm 911, nếu muốn làm hộ khẩu thì tìm phòng hộ tịch. Chương 114, mời trưởng phòng Vương nhảy vào hố. Thẩm Phục Minh ở bên kia điện thoại nghe thấy rõ ràng. Y đang ở trong phòng làm việc, một tay cầm điện thoại, một tay cầm một cốc nước, mấy lần muốn ném cốc nước xuống đất nhưng lại sợ âm thanh quá lớn bị Liên Nhược Hãm nghe được. Bởi vì nắm cái cốc quá chặt mà gân xanh nổi lên trên tay, trong lòng thầm mắng viên cảnh sát ở đầu bên kia điện thoại không còn lời nào để nói nữa. Đây là tố chất của cảnh sát nhân dân sao? Đừng nói Liên Nhược Hãm để ý hay không, ngay cả y nghe thấy cũng phải xấu hổ. Viên cảnh sát bên kia không ngờ còn dám nói chuyện với giọng điệu trêu chọc. Không biết Thẩm Phục Minh này là ai thì thôi, nhưng cũng không thể có bộ dạng lưu manh như vậy, ăn nói lung tung vớ vẩn như vậy được. Làm cái quái gì không biết. Để cho hỏi Vương Quan Thanh một chút, xem viên cảnh sát kia rốt cục là ai. Nhất định phải đá loại con sâu làm dầu nồi canh này ra khỏi đội ngũ cảnh sát nhân dân. Lúc này Vương Quan Thanh đang ở phòng làm việc, bộ dạng tức giận không thể khống chế nổi, đập bàn nói lớn. Thư ký Hạ, nói chuyện phải nói bằng lương tâm, cậu và cô gái kia không thân cũng chẳng quen, vì sao phải nói giúp cho cô ta? Vừa rồi Hạ tưởng nói là mấy người Vương Minh ra tay trước, hơn nữa còn suýt nữa lấy mạng người ta. Theo cách nói của Hạ tưởng, cô gái lái Land Rover mới đầu là không đúng nhưng đám người Vương Minh cũng vô cùng ngang ngược, lại cầm dao cầm gậy lao vào. Nếu không phải cô gái võ công cao cường, chỉ sợ hiện tại đã nằm trong vũng máu. Vương Quan Thanh biết bình thường Vương Minh rất kiêu ngạo, hoành hành ngang ngược ở huyện, thường xuyên làm một số chuyện bắt nạt nam nữ. Tuy nhiên Vương Minh là con trai duy nhất của em trai y lại chỉ có một đứa con gái, cho nên cha mẹ của Vương Quan Thanh đặc biệt yêu thương đứa cháu đích tôn Vương Minh này. Từ nhỏ gã đã được cả nhà nuông chiều, không bao giờ phạt, không bao giờ mắng. Kết quả là sau khi lớn lên, bởi vì không ở cạnh cha mẹ mà buôn bán ở thành phố Chương Trình, gã càng ngày càng không ra gì. Vương Quan Thanh ngại mặt mũi không tiện quản giáo, hơn nữa y vừa nhắc tới Vương Minh thì cha mẹ y đã mắng y té tát khiến không biết nói gì. Sau này y cũng lười chẳng thèm nói tới Vương Minh nữa. Hạ tưởng không đến mức lừa dối người khác, Vương Quan Thanh cũng biết chỉ với đầu óc và tính cách của Vương Minh, rất có khả năng sẽ làm ra chuyện bất kể hậu quả. Nhưng lúc này Vương Minh lại bị đánh phải nằm viện mà cô gái kia thì không hề hấn gì, sự việc lại xảy ra ở huyện Bá, trong lòng y không kìm nổi cơn giận. Tuy rằng không biết Hạ tưởng chủ động tới phòng công an làm chứng, hơn nữa còn rõ ràng thiên vị cho cô gái kia là vì mục đích gì, nhưng trong lòng y vẫn không tiêu được lửa giận, khi nói chuyện không tránh khỏi vài phần bực tức. Vương Quan Thanh là bộ đội xuất ngũ, y là người của huyện Lân ở phía Bắc, làm từ cơ sở lên tới trưởng phòng. Trên thực tế, y luôn loanh quanh ở các huyện phía Bắc và huyện Bá, xa nhất chỉ đi tới thành phố Chương Trình, tầm mắt không cao, phong cách làm việc rất có đặc sắc của địa phương. Thấy Vương Quan Thanh hơi vội vàng sao động mà Hạ tưởng thì bộ dạng thản nhiên như thể đã có định liệu trước, trong lòng Trịnh Khiêm cũng không biết Hạ tưởng trộn lẫn vào đây là có ý đồ gì. Nếu là một người bình thường nói ra mấy người Vương Minh ra tay trước, cơ quan công an hoàn toàn có thể không ghi nhận lời này nhưng thân phận của Hạ tưởng lại đặc biệt. Hắn là thư ký của Lý Đinh Sơn. Mặc dù hắn luôn nhấn mạnh chỉ lấy thân phận một công dân bình thường để hỗ trợ điều tra, nói là như vậy nhưng sau lưng hắn là bí thư huyện ủy đang đứng, ai biết hắn có mai phục gì hay không? Có phải cố ý tìm chuyện hay không? Sau khi suy xét kỹ vấn đề, Trịnh Khiêm không tránh khỏi e ngại vài phần. Hơn nữa còn y cũng bình yên vô sự, trong lòng y vẫn nghi ngờ thân phận của cô gái kia, biết rằng khẳng định là cô ta có lai lịch, không nên tự rước họa vào thân. Tuy nhiên y lại không tiện biểu lộ ra là phải tha cho cô ta, như vậy sẽ khiến Vương Quan Thanh coi thường. Cân nhắc hồi lâu, Trịnh Khiêm nói. Thư ký Hạ đứng cách khá xa, khả năng không thấy rõ tình hình lúc đó. Vấn đề ai ra tay trước không cần kết luận gấp gáp. Có thể gọi thêm mấy người chứng kiến có được không? Hiện tại vấn đề là, Vương Minh đang nằm viện, cô gái kia cần phải có câu trả lời, đúng không nào? Mấy người nói chuyện tới nửa ngày mới ý thức được rằng vẫn không biết cô gái lái Land Rover tên là gì. Đều là vì Hạ tưởng gây chuyện, tự tới làm nhân chứng mới để sự việc nát bét thế này. Hiện tại Vương Quan Thanh hiểu được Hạ tưởng căn bản không phải muốn tới giúp y mà là cố ý tới quấy rối. Y vô cùng tức giận, nghĩ thầm rằng chỉ là một thằng trẻ danh đít xanh mà cũng dám chơi trò tính toán đầu óc với ông mày sao.
Nếu Lý Đình Sơn thì còn nể một chút, mày chẳng qua chỉ là một thư ký nho nhỏ, tài gì tuổi gì mà đã ra vẻ tính toán này nọ. Thật sự là ăn no rừng mỡ. Vương Quan Thanh sợ Lưu Thế Hiên, sợ Lý Đình Sơn, nhưng y không sợ Hạ Tường. Hơn nữa cháu y bị đánh, phòng công an lại là nơi mà y gần như nói một là một, hai là hai. Bởi vậy y không hề khách khí, nói. Thư ký Hạ, tôi mặc kệ cậu có quan hệ gì với cô gái kia, việc cô ta đánh người đã rõ như ban ngày, đừng có nghĩ thay đổi được vấn đề. Chỉ dựa vào việc cô ta đánh người, tôi đã có thể giam cô ta lại vài ngày. Hạ Tường lắc đầu như thể không có việc gì. Trưởng phòng Vương nghĩ quá xa rồi. Tôi và cô ta không quen biết, nhiều lắm chỉ xem như gặp mặt một lần, hơn nữa còn có xung đột không lớn không nhỏ. Nói thật, tôi cũng không thích vẻ kiêu ngạo của cô ta, tuy nhiên tôi thích luận sự. Đầu tiên là cô ta kiêu ngạo trước, Vương Minh có ý đồ hành hung gây thương tích cho người khác là sau. Nếu muốn nói trách nhiệm thì mỗi bên một nửa, không thể đổ toàn bộ lên người cô ta. Đây là cái nhìn của cá nhân tôi, chỉ để trưởng phòng Vương tham khảo, không đại biểu cho tổ chức hay cá nhân nào khác. Tuy nói như vậy nhưng Vương Quan Thanh và Trịnh Khiêm đều có tâm tư khác nhau. Vương Quan Thanh ỷ vào chỗ dựa là Lưu Thế Hiên ở sau lưng. Y biết sau lưng Lưu Thế Hiên chính là bí thư thành ủy Thẩm Phục Minh, y không sợ Lý Đinh Sơn có thể làm gì mình. Lý Đinh Sơn tới huyện Bá là thông qua Hồ Tăng Chu. Toàn bộ huyện Bá đều biết Hồ Tăng Chu bị Thẩm Phục Minh chèn ép gắt gao, cho nên Lý Đinh Sơn tới huyện Bá chỉ là một bí thư huyện ủy yếu thế trong mắt mọi người. Hôm nay mặc kệ là Hạ Tưởng tới với mục đích gì, là do Lý Đinh Sơn bay mưu đặt kế hay là do hắn vô tình nhìn thấy cũng vậy, hắn đã nói thay cho cô gái lái Land Rover, vậy tức là đối nghịch với mình. Y có thể dễ dàng tha thứ sự chỉ trích của Lý Đinh Sơn nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho việc Hạ Tưởng công nhiên trợ giúp người khác. Muốn sự kiện đánh người không có vấn đề gì à? Không có cửa đâu, y giơ cốc trà lên uống một ngụm, sau đó đặt cạch một cái xuống bàn, nói. Nếu là quan điểm cá nhân, vậy tôi sẽ thực hiện theo trình tự bình thường. Thư ký Hạ, còn có việc gì khác nữa không? Trịnh Khiêm sửng sốt, Vương Quan Thanh rất không có tâm tư gì cả, sao lại trực tiếp đuổi người đi như thế? Tốt xấu gì Hạ Tưởng cũng là thư ký của bí thư huyện ủy, hắn nói chỉ đại biểu cho cá nhân nhưng có thật sự là cá nhân không? Y đang nghĩ Hạ Tưởng nhất định sẽ tức giận, đang chuẩn bị đứng lên giảng hòa cho hai bên, đừng náo loạn, vì dù sao trong chuyện này cũng có chút dính líu đến con của Y, không ngờ Hạ Tưởng nghe xong chỉ cười tủm tỉm đứng dậy. Hạ Tưởng định đi, lại thấy cốc nước trên bàn làm việc liền cầm lên uống một ngụm, sau đó cười nói. Tốt xấu gì cũng uống một ngụm nước của trưởng phòng Vương. Vậy cũng thiện ý nhắc nhở một câu. Cô gái kia lai lịch không nhỏ đâu, tôi cũng tin trưởng phòng Vương nhất định sẽ chấp pháp văn minh. Cần tắc vô áy náy. Trịnh Khiêm cũng không nói gì, thoáng liếc Vương Quan Thanh một cái. Vương Quan Thanh hơi giật mình, tiếp đó vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Pháp luật là bình đẳng đối với mỗi người. Tôi là công an kỳ cựu, mấy vấn đề này không cần thư ký Hạ nhắc nhở. Hạ Tưởng không hề xấu hổ chỉ cười ha hả, quay người định đi. Vừa ra tới cửa đã thấy một viên cảnh sát thở hồng hộc chạy vào, không kịp gõ cửa đã lao thẳng vào phòng. Trưởng phòng Vương, điện thoại tìm ngài. Vương Quan Thanh trừng mắt nhìn viên cảnh sát. Điện thoại cái gì, điện thoại tìm tôi sao không gọi tới phòng làm việc, còn cậu nữa, Triệu Quốc Đống. Hoang mang, rối loạn ngay trước mặt phó bí thư Trịnh, còn thể thống gì nữa. Triệu Quốc Đống kích động, vội vàng thi lễ với Trịnh Khiêm, sau đó nói tiếp với vẻ khẩn trương. Là Liên Nhược Hạm, không phải. Là Thẩm Phục Minh, không đúng, là Thẩm Phục Minh điện thoại tới di động của Liên Nhược Hạm, muốn tìm ngài. Cái quái gì lung tung lộn xộn vậy, ăn nói không rõ ràng gì cả. Vương Quan Thanh hung hăng trừng mắt nhìn gã. Ai là Liên Nhược Hạm? Người nào Thẩm Phục Minh? Liên Nhược Hạm chính là cô gái đánh người kia. Thẩm Phục Minh là... Triệu Quốc Đống dù sao cũng làm cảnh sát đã 7, 8 năm, trong lòng thầm kêu oan uổng. Lúc ấy gã không phản ứng kịp Thẩm Phục Minh là ai, không ngờ trưởng phòng Vương cũng không biết Thẩm Phục Minh là vị đại quan nào à. Xem ra bình thường cần phải giác ngộ chính trị cao hơn mới được, phải xem TV nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn về hướng đi của các lãnh đạo thành ủy mới được. Thẩm Phục Minh hẳn là bí thư thành ủy Thẩm, bởi vì ông ta tự xưng là thành ủy Thẩm Phục Minh. Chương 115, mai phục một quả bom hẹn giờ. Vừa rồi Trịnh Khiêm vốn thấy Hạ Tưởng sắp đi liền giả vờ khách khí đứng lên, vừa thấy Hạ Tưởng đi ra tới cửa lập tức quay trở về ngồi xuống ghế,
đột nhiên vừa nghe nói bí thư Thẩm gọi điện thoại, lập tức đứng lên hỏi. Cậu không nghe sai chứ? Thật sự là bí thư Thẩm? Vương Quan Thanh cũng biến sắc mặt. Thật hay giả, có phải cô ả kia lừa cậu không? Trong cơn khẩn trương, ý nghĩ của y nhất thời hỗn loạn, ngay cả lời nói ngây thơ như vậy cũng nói ra. Triệu Quốc Đống vẻ mặt cầu xin. Tôi không biết bí thư Thẩm, sao có thể nghe được có đúng là ông ấy hay không? Dù sao thái độ của ông ấy cũng rất tốt, nói ông ấy là thành ủy Thẩm Phục Minh, bảo ngài lập tức tới nghe điện thoại. Vương Quan Thanh và Trịnh Khiêm nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia sợ hãi trong mắt đối phương. Hạ Tưởng đứng ở cửa đột nhiên nói một câu. Đừng thất thần nữa trưởng phòng Vương, bí thư thành ủy gọi điện thoại, không thể chậm trễ. Vương Quan Thanh tỉnh táo lại, nhớ tới vừa rồi Hạ Tưởng cố ý nhắc nhở, trong lòng y rùng mình. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết cô gái tên là Liên Nhược Hạm kia có hậu trường lợi hại như vậy? Hắn cố ý nhắc nhở mình rốt cục là có tâm ý gì? Thấy Hạ Tưởng bộ dạng không thèm để ý, trong lòng y càng mơ hồ, chẳng lẽ mình nghĩ sai, Hạ Tưởng quả thật muốn giúp mình sao? Tuy rằng Hạ Tưởng đoán được cô gái lái Land Rover tên là Liên Nhược Hạm có hậu trường nhưng cũng không ngờ động tác của cô ta rất nhanh và người ra mặt cho cô ta lại là Thẩm Phục Minh. Người có thể chỉ huy được Thẩm Phục Minh, khẳng định là quan to trên tỉnh. Bởi vậy càng thấy rõ cô ta có lai lịch không tầm thường. Đương nhiên ý tưởng ban đầu của Hạ Tưởng không phải là giúp Liên Nhược Hạm. Hắn tự biết mình, nếu Liên Nhược Hạm cần một thư ký nho nhỏ của bí thư huyện ủy ra mặt trợ giúp, khẳng định là cô đã không vênh vang như vậy. Hạ Tưởng coi như đã gặp vô số người, sự cao ngạo từ trong cốt tủy và vẻ lạnh lùng bề ngoài của cô không phải giả vờ. Đó là một cảm giác cao cao tại thượng và ưu việt so với chúng sinh. Muốn dưỡng thành khí chất như vậy, không phải loại nhà giàu mới nổi, phất lên sau một đêm hoặc một bước lên trời, mà có được. Kẻ giàu sổi và kẻ đầu cơ có lẽ không thiếu tiền và quyền nhưng thiếu khí chất và nội tình. Tức là khí chất và nội tình hoàn toàn không thể dùng tiền tài và quyền lực để đổi lấy mà cần phải có thời gian dài mưa dầm thấm đất, cần chính là một văn hóa gia tộc hun đúc và dưỡng thành. Hạ Tưởng theo sát hai người tới phòng thẩm vấn, Liên Nhược Hạm vẫn không hề động đậy ngồi nguyên tại chỗ, thấy mấy người Hạ Tưởng tới cũng không thèm liếc mắt một cái. Trên bàn đặt một chiếc di động tinh xảo, vẫn để ở trạng thái đang gọi điện. Trịnh Khiêm vừa thấy liền hối hận không kịp, sao mình lại nhiều chuyện như vậy? Tới phòng công an làm quái gì? Đã tới phòng công an lại ma dẫn lối quỷ đưa giường đi theo Vương Quan Thanh tới phòng thẩm vấn làm gì chứ? Di động vẫn duy trì ở trạng thái đang gọi điện mà không tắt, bí thư Thẩm có thể kiên nhẫn chờ một cuộc điện thoại như vậy, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy chứ? Mặc kệ là ai, dù sao cũng là người mà Trịnh Khiêm này không thể trêu vào. Y liếc Hạ Tưởng một cái, nhớ tới việc Hạ Tưởng cố ý dặn mình cho Trịnh Đào về nhà, lại khuyên nhủ việc lớn hóa việc nhỏ. Trong lòng y nổi lên cơn chua xót. Sớm nghe lời hắn có phải tốt bao nhiêu không? Hiện tại thì hay rồi, bí thư Thẩm gọi điện thoại tới. Nếu chẳng may Vương Quan Thanh muốn tìm người chia một phần trách nhiệm, kéo mình ra, khiến bí thư Thẩm giận cá chém thớt lên người mình, vậy chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Ba người đứng cách Liên Nhược Hạm mấy thước, khoảng cách như vậy khi nói chuyện sẽ không truyền vào trong điện thoại. Hạ Tưởng đột nhiên nói nhỏ với Vương Quan Thanh. Đúng rồi trưởng phòng Vương. Phó bí thư Trịnh tới hiện trường sau, lúc đó phát sinh cái gì ông ấy cũng không rõ lắm, cho nên cái gì thì phải xem năng lực lĩnh ngộ của Vương Quan Thanh. Vương Quan Thanh không chút suy nghĩ liền gật gật đầu, thần sắc khẩn trương nhìn Liên Nhược Hạm, muốn cười nhưng lại không cười nổi, liền cầm lấy điện thoại nghe. Chào bí thư Thẩm, tôi là Vương Quan Thanh. Suýt nữa thì Trịnh Khiêm nắm lấy tay Hạ Tưởng để tỏ vẻ cảm tạ từ đáy lòng. Cái gì gọi là tinh mắt? Cái gì gọi là thư ký đắc lực? Hạ Tưởng chính là người như vậy. Một ánh mắt, một hành động, đã có thể đoán được suy nghĩ trong lòng lãnh đạo, thay lãnh đạo làm chu toàn mọi việc. Nhân tài như vậy, lãnh đạo nào mà không thích chứ? Hạ Tưởng vừa kính cẩn vừa không mất phong độ đứng ở một bên, trên mặt luôn nở nụ cười như có như không. Hắn liếc Liên Nhược Hạm, thấy cô vẫn bộ dạng không có chuyện gì liên quan tới mình. Nghĩ thầm rằng một người nếu thật sự muốn bất động như núi chính là vì bản thân có đủ chỗ dựa, hậu trường phải đủ cứng rắn, sức lực đủ mạnh mẽ, thứ nhất là quyền, thứ hai là tiền, thứ ba là mạng lưới quan hệ khổng lồ. Khi tiếp điện thoại, bộ dạng cúi đầu, khom lưng của Vương Quan Thanh khiến Hạ Tưởng cảm khái. Hào quang của quyền lực quá chói mắt, Thẩm Phục Minh ở thành phố Trương Trình cách xa hàng trăm cây số, căn bản không hề nhìn thấy bộ dạng Vương Quan Thanh,
nhưng Vương Quan Thanh vẫn giữ tư thế như thể đang nghe lãnh đạo đứng trước mặt chỉ bảo vậy, khuôn mặt tươi cười nịnh nọt. Cũng khó trách, cán bộ cấp huyện so sánh với bí thư thành ủy, khoảng cách quá lớn. Có thể nhận được bí thư thành ủy tự mình gọi điện thoại tới chính là một sự vinh hạnh. Đáng tiếc chính là, lần đầu tiên trong đời nhận được điện thoại của bí thư thành ủy nhưng lúc này Vương Quan Thanh lại mồ hôi đầm đìa, khúm núm như thể một học sinh đã làm sai việc gì. Tuy rằng Hạ Tưởng đứng cách xa không nghe rõ nói chuyện, nhưng nghe cách trả lời răng và vào nhau lập cập của Vương Quan Thanh là biết khẳng định không có lời gì hay. Trò chuyện được vài phút, cuối cùng Vương Quan Thanh bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nói. Vâng, bí thư Thẩm, xin ngài cứ yên tâm, tôi lấy tính đảng ra đảm bảo. Hơn nữa phó bí thư Trịnh cũng biết rõ ràng sự việc. Hiện tại ông ấy cũng ở bên cạnh, sao tôi dám nói láo trước mặt lãnh đạo chứ? Vâng, 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 viên cảnh sát kia tên là Triệu Quốc Đống. Biết cách ăn nói à, có tài năng à, bí thư Thẩm quá khen, bình thường cậu ta chỉ chịu khó một chút thôi, cũng không biết ăn nói. Hạ Tưởng ở bên cạnh muốn phì cười, Vương Quan Thanh bị khẩn trương quá, ngay cả Thẩm Phục Minh nói mát cũng không hiểu. Rõ ràng là châm chọc Triệu Quốc Đống vậy mà y nghe thành khích lệ, khen ngợi gã. Hạ Tưởng nghĩ thầm, vừa lúc cứ để trưởng phòng Vương hiểu lầm ý tứ của bí thư Thẩm đi, có khi còn đề bạt Triệu Quốc Đống một chút. Về sau khi nào Thẩm Phục Minh nhớ tới Triệu Quốc Đống, biết được người mà mình bất mãn lại được Vương Quan Thanh đề bạt, không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ. Hạ Tưởng sẽ không hảo tâm đi nhắc nhở Vương Quan Thanh. Cứ để Triệu Quốc Đống làm một quả bom hẹn giờ chẳng phải tốt hơn sao? Sắc mặt Trịnh Khiêm biến đổi liên tục, vừa rồi Hạ Tưởng đã ám chỉ rõ ràng, rằng Vương Quan Thanh đừng có lôi y ra, đừng để bí thư Thẩm có ẩn tượng không tốt. Vậy mà Vương Quan Thanh làm ngược lại, cố ý nói ra y, không phải cố ý làm khó dễ y sao? Vương Quan Thanh ngắt điện thoại, cố tình không để ý tới Trịnh Khiêm, vội vàng tươi cười xin lỗi Liên Nhược Hạm. Rất xin lỗi tiểu thư Liên, hiểu lầm, mời ngài tới đây chỉ là muốn thuyết minh lại một chút sự việc thực tế. Hiện tại sự tình đã điều tra rõ, ngài có thể rời đi. Hạ Tưởng đoán có lẽ Liên Nhược Hạm còn ít tuổi hơn mình, Vương Quan Thanh lớn hơn cô cả mấy chục tuổi, còn xưng, ngài, khiến hắn đứng bên cạnh nghe thấy suýt nữa không chịu nổi. Liên Nhược Hạm coi như cho Vương Quan Thanh mặt mũi, khẽ gật đầu nói. Xe bị đụng hỏng tôi sẽ bồi thường, tiền thuốc men của người bị đánh thì tôi không chi, xem như cho họ một bài học. Cô đứng dậy bước đi. Khi ngang qua Hạ Tưởng đột nhiên ngừng lại, đánh giá hắn một chút. Con nít danh giả vờ làm người lớn. Hạ Tưởng cười cười. Hình như cô còn nhỏ hơn tôi thì phải. Liên Nhược Hạm không nói gì nữa, quay người đi ra. Vương Quan Thanh vội vàng chạy theo. Tiểu thư Liên, không cần bồi thường xe. Là bọn họ dừng xe không đúng chỗ, không phải lỗi của ngài. Bồi thường thì bồi thường, tôi đâm xe, tôi bồi thường. Bọn họ muốn tổn thương tôi. Vậy để cho bọn họ bị thương. Rất công bằng. Thấy Vương Quan Thanh còn muốn nói gì nữa, mặt cô lạnh xuống, nói. Không cần nói thêm nữa, nếu không tôi sẽ tức giận. Liên Nhược Hạm đi được hồi lâu rồi, Vương Quan Thanh vẫn chưa tỉnh táo lại được. Không hiểu vì sao một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy lại khiến bí thư Thẩm khẩn trương muốn chết, thậm chí yêu cầu hắn cam đoan đảm bảo an toàn cho cô trở thành nhiệm vụ chính trị hạng nhất. Bình thường lãnh đạo nhấn mạnh tới nhiệm vụ chính trị là ám chỉ tiền đồ. Trừ phi Vương Quan Thanh không muốn làm trưởng phòng công an huyện nữa, chỉ cần y tham luyến quyền thế, nhất định phải là Thẩm Phục Minh nói gì nghe nấy. Về phần Liên Nhược Hạm nói sẽ bồi thường xe, y chỉ cho là người ta tỏ vẻ một chút mà thôi. Cháu mình bị đánh còn đang nằm viện, cơn giận này còn chưa tan đi, tính gì một chiếc xe buôn lậu chứ. Tiêu trừ được rủi ro đã là tốt rồi, người có thể điều động được bí thư thành ủy. Tiền của cô ta không phải là tiền mà là bom mìn. Vương Quan Thanh ngây người nửa ngày, đột nhiên nhớ ra Phó Bí Thư Trịnh vẫn còn ở đây liền vội vàng quay lại xem. Phó Bí Thư Trịnh và Hạ Tưởng đã rời đi không từ giã. Vương Quan Thanh hơi buồn bực, Hạ Tưởng đi thì đi, ai thèm để ý tới hắn, nhưng sao Phó Bí Thư Trịnh đi lại không nói câu gì? Có phải mình làm gì không đúng khiến ông ta tức giận hay không? Suy đi tính lại một hồi. Y liền gọi điện thoại cho Lưu Thế Hiên, kể lại tỉ mỉ sự việc từ đầu tới cuối một lần. Lưu Thế Hiên cũng không đoán được Trịnh Khiêm là có ý gì liền cẩn thận hỏi nội dung cuộc điện thoại của bí thư Thẩm. Vương Quan Thanh cũng không giấu giếm, nói rằng bí thư Thẩm lặp đi lặp lại rằng nhất định phải đảm bảo an toàn bản thân cho Liên Nhược Hạm, không thể để cô chịu nửa điểm ấm ức, cũng không được khiến cô tức giận.
Tóm lại, hết thảy cứ thuận theo ý cô ta. Cuối cùng Bí thư Thẩm còn nói gì không? Lưu Thế Hiên hỏi nốt. Từ sau khi nhận được điện thoại của Thẩm Phục Minh, Vương Quan Thanh vẫn còn đầu óc mơ hồ như ở trạng thái thiếu oxy, phản ứng chậm chạp. Suy nghĩ một lát, y mới nhớ ra rằng cuối cùng Thẩm Phục Minh bảo y viết báo cáo tỉ mỉ lại toàn bộ quá trình, tốt nhất là có nhân chứng rõ ràng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra sau này. Về phần rốt cục có ích lợi gì hay không thì Bí thư Thẩm không nói. Y vội vàng nói xin Bí thư Thẩm yên tâm, cuối cùng còn đưa cả Phó Bí thư Trịnh Khiêm ra làm bằng chứng. Phó Bí thư Trịnh coi như một nhân chứng có trọng lượng, hẳn là có thể khiến Bí thư Thẩm yên tâm. Lưu Thế Hiên hồi lâu không nói gì, cuối cùng thở dài một hơi, nói. Lão Vương, ông đắc tội Phó Bí thư Trịnh rồi. Phó Bí thư Trịnh hẳn là muốn ông đừng kéo ông ta vào, không muốn để lại ấn tượng gì không tốt cho Bí thư Thẩm. Không ngờ ông lại kéo ông ta vào, ông ta không giận ông mới là lạ. Y ngừng lại, hỏi tiếp. Hạ Tưởng và Phó Bí thư Trịnh đi cùng nhau à? Có đúng là hắn nói Phó Bí thư Trịnh là đến hiện trường vào lúc sau không? Vương Quan Thanh vẫn chưa hiểu, hỏi. Vâng, làm sao thế? Làm sao à? Giọng Lưu Thế Hiên tràn đầy tức giận. Cục diện tốt bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão Vương, ông bị Hạ Tưởng chơi rồi. Vương Quan Thanh không phải một người giỏi xã giao. Y từ một cảnh sát nhân dân bình thường lên làm tới trưởng phòng công an huyện, tất cả đều là nhờ có Lưu Thế Hiên mạnh mẽ đỡ lên, cho nên y vẫn nhận định chỉ bám thật chặt lấy Lưu Thế Hiên là có thể ổn định được ngai vàng. Y không tính toán lòng vòng được nhiều. Lúc ấy Hạ Tưởng thuận miệng nói một câu, trong lòng y lại đang cân nhắc trả lời điện thoại của Bí thư Thẩm như thế nào, trong lòng bất ổn, làm sao còn để lời của Hạ Tưởng vào trong đầu chứ. Không ngờ y lại không hề có đầu óc, nói chuyện lại còn lôi cả Trịnh Khiêm ra, tương đương là lật lọng ngay trước mặt Phó Bí thư Trịnh. Trịnh Khiêm không tức giận mới là có vấn đề. Nghe Lưu Thế Hiên phân tích xong, Vương Quan Thanh uể oải nói. Đều là do tôi lúc đó hồ đồ, không nghĩ nhiều. Đã bao giờ gặp phải chuyện lớn như vậy đâu, cháu bị đánh còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không ngờ lại chọc vào nhân vật không thể trêu vào. Bí thư Thẩm chủ động gọi điện thoại tới, tôi có thể không vạn phần cẩn thận sao? Hiện tại ngẫm lại, Hạ Tưởng rất xấu xa, cố ý âm thầm làm khó dễ. Hiện tại tôi đi tìm Phó Bí thư Trịnh, giải thích rõ ràng với ông ấy. Lưu Thế Hiên suy nghĩ một chút, cũng không bảo Vương Quan Thanh không cần tìm Trịnh Khiêm. Để tôi gọi điện thoại cho Phó Bí thư Trịnh một chút. Còn nữa, khi ông viết báo cáo thì cố sức né Phó Bí thư Trịnh ra. Ông ta không muốn để lại ấn tượng không tốt cho Bí thư Thẩm, ông phải theo ý ông ta. Nếu không, ấn tượng về ông trong mắt ông ta sẽ rơi xuống rất thấp. Về sau nếu gặp sự việc có Hạ Tưởng ở đó thì tránh thân cận quá mức với hắn ta. Việc này cũng không thể trách ông toàn bộ được, chỉ có thể nói là do Hạ Tưởng quá tinh quái. Vương Quan Thanh vội vàng làm các mặt sự tình, vừa phải bố trí cho Vương Minh được trị liệu tốt nhất, vừa phải viết lại báo cáo chi tiết, lại còn lo lắng Liên Nhược Hạm có thể tới tìm gây sự hay không. Bận tới tối mày tối mặt, tuy nhiên cho dù y bề bộn nhiều việc vẫn không quên gọi Triệu Quốc Đống tới, khen ngợi một chút, còn ám chỉ bước tiếp theo chuẩn bị đề bạt gã làm đội trưởng. Triệu Quốc Đống mừng rỡ cười như hoa nở, vâng dạ liên tục. Ngược lại, Thẩm Phục Minh tuyệt đối không hề bận rộn nhưng vẫn sốt ruột tới mức đi qua đi lại trong phòng, đứng ngồi không yên, chỉ chờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Chỉ có điều điện thoại vẫn im lặng như trước, không hề có chút âm thanh nào. Khi nhận được điện thoại của Vũ Phái Dũng, thư ký của Cao Thành Tùng, Thẩm Phục Minh đang họp. Vốn y đang thảo luận một đề tài, thái độ của Hồ Tăng Chu không đủ tích cực, rất có thể còn đề xuất ý kiến phản đối, cho nên trong lòng y còn có chút không thoải mái. Liền giao di động cho thư ký nghe. Thẩm Phục Minh cũng biết rõ đây là số di động tư nhân của mình, không có nhiều người biết cho lắm. Bình thường y đều tự nghe nhưng hôm nay là muốn đối phó với Hồ Tăng Chu, không thể phân tâm, không suy nghĩ nhiều liền giao cho thư ký nghe. Thư ký Trương Kiện của Thẩm Phục Minh năm nay hơn 30 tuổi, mặt tròn, mày rậm, hơi béo, dáng đi thong thả có lực, làm người ta có cảm giác vô cùng điềm đạm, chắc chắn. Mọi người ở thành ủy và ủy ban đều biết. Thư ký Trương Kiện này cực kỳ được Thẩm Phục Minh tín nhiệm. Gã đã được sớm đề bạt lên làm phó phòng, vốn cũng tính phóng ra ngoài làm phó bí thư hoặc phó chủ tịch huyện, nhưng bởi vì tạm thời Thẩm Phục Minh không tìm được thư ký thích hợp, bởi vậy gã mới được tạm thời giữ lại. Như vậy có thể thấy được, Thẩm Phục Minh rất coi trọng Trương Kiện và gã cũng rất trung thành với Thẩm Phục Minh. Trương Kiện cầm lấy điện thoại,
nhìn thoáng qua dãy số hiện lên, không nghe máy mà trực tiếp trả lại cho Thẩm Phục Minh. Thẩm Phục Minh không thèm xem đã cầm máy nghe, có thể thấy Thẩm Phục Minh và thư ký của y ăn ý tới mức nào. Bí thư Thẩm, tôi là Vũ Phái Dũng. Là thư ký của Cao Thành Tùng, Vũ Phái Dũng là nhân vật mà rất nhiều bí thư thành ủy đều phải nịnh bợ, cho nên vừa nối máy, Vũ Phái Dũng cũng không khách khí, càng không hỏi xem Thẩm Phục Minh có tiện nói chuyện hay không mà nói thẳng luôn. Liên Nhược Hạm xung đột với mấy tên lưu manh ở huyện Bá, bị công an huyện bắt. Ông lập tức gọi điện thoại tới huyện Bá, đừng tìm bí thư và chủ tịch huyện, trực tiếp gọi cho trưởng phòng công an, để hắn ta phải cam đoan an toàn cho bản thân Liên Nhược Hạm. Nếu Liên Nhược Hạm có gì sơ suất, trưởng phòng miễn chức ngay tại chỗ, chủ tịch huyện xử phạt nặng, bí thư cảnh cáo đảng, những nhân viên khác liên quan đều phải xử lý. Còn nữa, bí thư Thẩm, lúc đó ông cũng chuẩn bị tới hội nghị hiệp thương chính trị tĩnh dưỡng đi thôi. Vũ Phái Dũng nói chuyện cực nhanh, căn bản không cho Thẩm Phục Minh cơ hội nói chuyện. Cuối cùng y lại nói một câu. Đừng hỏi Liên Nhược Hạm là ai, tôi cũng không biết. Ông cũng không cần phải nghĩ nhiều. Nếu xử lý không ổn, chờ bí thư Cao tự mình gọi điện thoại cho ông thì sự việc nghiêm trọng rồi đó. Ngắt điện thoại, Thẩm Phục Minh mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Vừa sờ lên mặt, cũng thấy ướt một mảng, trên di động bám đầy mồ hôi. Y sợ ngây người, phất tay nói. Tan họp, cũng không hề để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của các thường vụ thành ủy, y bước nhanh ra khỏi phòng họp. Thẩm Phục Minh đột nhiên rời đi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhất định là chuyện lớn. Nếu không, con người luôn khiến người ta có cảm giác trầm ổn như núi là bí thư Thẩm đã không thất thố như vậy. Hồ Tăng Chu chậm rãi uống một ngụm nước, cười nói. Tan họp, lớp trưởng đi rồi, mọi học sinh có thể tự do hoạt động. Tất cả mọi người mỉm cười. Tiếng cười rơi vào tai Thẩm Phục Minh. Nếu là bình thường, nhất định y sẽ cho rằng Hồ Tăng Chu nói gì sau lưng mình. Nhưng hôm nay thì y không hề có chút cảm giác nào. Trong đầu y lúc này chỉ có duy nhất giọng nói không chút tình cảm của Vũ Phái Dũng. Mọi người đã tiếp xúc với Vũ Phái Dũng đều biết, là thư ký mà Cao Thành Tùng tín nhiệm nhất, trong mắt gã, trừ Cao Thành Tùng, tất cả mọi người còn lại đều không đáng để trong mắt. Vũ Phái Dũng đối nhân xử thế phi thường kiêu căng, cả vú lấp miệng em. Cũng khó trách, Vũ Phái Dũng tốt nghiệp đại học xong thì được phân công tới tỉnh ủy công tác, cũng có vẻ rất bình thường. Nhưng không hiểu may mắn thế nào mà quen biết với thư ký đầu tiên của Cao Thành Tùng là Lô Thư Hoài. Lúc ấy Vũ Phái Dũng chỉ là một thư ký bình thường trong tỉnh ủy. Sau khi quen biết Lô Thư Hoài, biết được Lô Thư Hoài có ý muốn nhảy sang làm kinh doanh, lập tức mạnh mẽ khuyên bảo Lô Thư Hoài bỏ chính trị đi theo mảng kinh doanh, còn nói gã làm chính trị, Lô Thư Hoài làm kinh doanh, hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lô Thư Hoài nghe theo Vũ Phái Dũng khuyên bảo, từ chức để kinh doanh. Còn đề cử Vũ Phái Dũng với Cao Thành Tùng để tiếp nhận vị trí của y. Cuối cùng Vũ Phái Dũng thỏa mãn lên làm thư ký của Cao Thành Tùng, đồng thời cũng rất nhanh lấy được tín nhiệm của Cao Thành Tùng. Dựa vào thủ đoạn và sự khôn khéo hơn người của gã, chỉ trong thời gian ngắn, gã đã trở thành một nhân vật quyền quý chạm vào nóng bỏng tay ở tỉnh Yên. Chương 116, mỗi người đều có nhược điểm. Sau khi trở thành thư ký của Cao Thành Tùng, Vũ Phái Dũng càng ngày càng mắt cao hơn trán. Đừng nói là bí thư thành ủy và thị trưởng, cho dù là phó chủ tịch tỉnh bình thường cũng không được y để vào mắt. Từng có một lần, khi Tống Chiêu Độ còn là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Vũ Phái Dũng ngồi ở trong phòng gọi điện thoại, bảo Tống Chiêu Độ lên lầu tìm y. Tống Chiêu Độ tưởng là Cao Thành Tùng tìm mình có việc, kết quả là khi lên lầu, thấy là Vũ Phái Dũng có việc muốn nhờ mình hỗ trợ. Đường đường thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy không ngờ bị một thư ký sai bảo. Tống Chiêu Độ tức giận trong lòng liền không đáp ứng yêu cầu của Vũ Phái Dũng. Sau này có phải Vũ Phái Dũng đâm bị nói xấu Tống Chiêu Độ trước mặt Cao Thành Tùng, cuối cùng dẫn tới Tống Chiêu Độ thất thế hay không thì không ai biết. Nhưng sự kiêu ngạo và cuồng vọng của Vũ Phái Dũng thì ai cũng có thể thấy được. Tuy rằng Thẩm Phục Minh cảm thấy lời đồn hơi khuếch đại quá một chút nhưng y thà tin là có còn hơn không tin. Trong quan trường, thà rằng đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân. Y đã từng vài lần tiếp xúc với Vũ Phái Dũng, cảm giác quả thật gã đúng là tuổi trẻ khí thịnh, năm nay mới chừng 3-40 tuổi, lại ở trong môi trường trí thức như vậy, muốn làm bừa bãi cũng phải có vốn mới làm được. Nhớ tới trước kia, khi Vũ Phái Dũng nói chuyện, giọng điệu có vẻ cực kỳ hoành tráng, từ trước tới giờ đều có vẻ tự tin là trời sập cũng không tới đầu mình.
không ngờ hôm nay lại nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Hơn nữa y còn có thể nghe ra, trong giọng Vũ Phái Dũng còn có một tia khẩn trương. Người có thể khiến Vũ Phái Dũng cảm thấy khẩn trương, ở tỉnh Yến chỉ có một mình Cao Thành Tùng. Mà người khiến Cao Thành Tùng lúc nào cũng phải chú ý, chẳng lẽ là người trên cao tầng. Thẩm Phục Minh đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh toát. Nếu thật sự người như vậy xảy ra chuyện ở huyện Bá, chỉ sợ hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả Vũ Phái Dũng nói. Thằng khốn Lưu Thế Hiên làm cái quái gì không biết, không phải vẫn nói toàn bộ huyện Bá đều nằm trong lòng bàn tay mày hay sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà mày không hề có chút tin tức nào, còn muốn làm hoàng đế một vùng nữa hay không? Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Phục Minh vừa thầm mắng chửi Lưu Thế Hiên vừa cầm lấy điện thoại gọi cho Liên Nhược Hạm. Vũ Phái Dũng cho y số điện thoại của Liên Nhược Hạm, nói rằng tốt nhất là gọi điện thoại trực tiếp cho cô ta. Chỉ cần cô ta vui lòng, hết thảy mọi việc đều ổn. Nếu cô ta không hài lòng, sự tình không dễ xử lý. Sự việc được Vũ Phái Dũng tự mình giải thích như vậy, Thẩm Phục Minh không dám chậm trễ. Vốn có thể bảo thư ký gọi cuộc điện thoại này nhưng y vẫn tự mình gọi tới. Thái độ của Liên Nhược Hạm tốt hơn rất nhiều so với y tưởng tượng. Sau khi gọi điện thoại xong, Thẩm Phục Minh hơi thả lỏng một chút, chờ Vương Quan Thanh báo cáo. Nửa giờ sau, Vương Quan Thanh gọi điện thoại tới báo cáo kết quả xử lý sự việc, đương nhiên là do thư ký Trương Kiện nhận điện thoại. Rất nhanh, Trương Kiện lại nhận được điện thoại của Lưu Thế Hiên. Thẩm Phục Minh đang tâm phiền ý loạn, không có tâm tư nào nói chuyện với Lưu Thế Hiên, bảo thư ký từ chối máy. Tiếp đó Thẩm Phục Minh vội vàng gọi điện thoại cho Vũ Phái Dũng báo cáo rằng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa. Vũ Phái Dũng không nói gì chỉ hừ một tiếng, nói. Chờ điện thoại của tôi. Thẩm Phục Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà lo lắng chờ đợi điện thoại. Thời gian chờ lần này mất một buổi chiều. Có mấy lần y nóng ruột muốn chửi bới lên nhưng lại cố nén xuống, liên tục uống mấy cốc trà, đi ra đi vào nhà vệ sinh mấy lần, suýt nữa sốt ruột tới mức bốc lửa, định không chờ Vũ Phái Dũng gọi tới mà tự chủ động gọi. Tuy nhiên ngẫm lại, bởi vì vừa nghĩ tới lời đồn Vũ Phái Dũng một lời không hợp liền biến đổi sắc mặt, Thẩm Phục Minh vẫn cố nhịn, thu hồi ý định chủ động gọi đi. Đã khiến bí thư Cao không hài lòng, lại thêm khiến Vũ Phái Dũng mất hứng, Thẩm Phục Minh lo lắng không biết có giữ nổi vị trí bí thư thành ủy này hay không. Rốt cục Liên Nhược Hạm kia là ai? Sao lại có năng lực lớn tới mức khiến bí thư Cao phải ra mặt giải vây cho cô ta chứ? Không phải Thẩm Phục Minh không muốn biết vấn đề này. Tuy nhiên vừa nghĩ tới lời ám chỉ của Vũ Phái Dũng, ý tứ là nói y không có tư cách biết cô ta là ai, y lập tức tắt tâm tư này ngay. Không biết còn tốt hơn, nếu chẳng may biết được thật sự có một vị tai to mặt lớn nào đang ở địa phận thành phố Chương Trình, vậy mình sẽ ra mặt hay không đây? Cứ để cho huyện Bá đau đầu đi, đó không phải là đất của Lý Đinh Sơn sao? Không phải mọi người vẫn nói Lý Đinh Sơn thần thông quảng đại sao? Vậy cứ để xem hắn sẽ có thái độ gì, ứng đối thế nào. Nghĩ tới Lý Đinh Sơn, Thẩm Phục Minh hơi tức giận. Vì Lý Đinh Sơn hàng không tới huyện Bá làm bí thư huyện ủy, không ít lần Hồ Tăng Chu chống đối với y, tuy rằng cuối cùng mỗi bên đều tự lùi một bước nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Lý Đinh Sơn làm bí thư huyện ủy, y cũng bố trí người của mình vào một ban ngành quan trọng, nhưng thái độ mạnh mẽ, cứng rắn của Hồ Tăng Chu thật sự làm y bất mãn. Kỳ thật y cũng không muốn so đo nhiều lắm với Hồ Tăng Chu trong chuyện Lý Đinh Sơn. Huyện Bá là một huyện nghèo nhất thành phố Chương Trình, mà tính trong toàn tỉnh cũng là nghèo nhất, căn bản không làm ra được chiến tích gì. Đi tới làm bí thư huyện ủy huyện Bá trên cơ bản tương đương xung quân. Chủ yếu là thái độ của Hồ Tăng Chu khiến y bất mãn. Y là bí thư thành ủy, là lãnh đạo số một của thành phố, quyền quyết sách về vấn đề nhân sự không thể để người khác nhúng tay vào. Trước đó vài ngày y cũng được ám chỉ, chuẩn bị điều lên tỉnh làm thường vụ, trưởng ban thư ký. Kết quả là đột nhiên từ thủ đô hàng không tới một trưởng ban thư ký khiến mộng đẹp của y tan biến. Vừa uể oải vừa thất vọng, khiến y mất mát một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này y vừa mới khôi phục lại tinh thần, chuẩn bị nắm lại thế cục thành phố Chương Trình, không thể để Hồ Tăng Chu nắm giữ quyền chủ động, không ngờ lại xảy ra sự kiện Liên Nhược Hạm. Điều này khiến Thẩm Phục Minh vừa sợ vừa thầm kêu xui xẻo. Sao năm nay lại bất lợi thế chứ? Chẳng có chuyện gì tốt cả. Đợi chờ cho tới tận khi hết giờ làm việc, điện thoại mới đổ chuông một cách chói tai. Thẩm Phục Minh không hề ra vẻ chờ đợi đổ vài hồi chuông mới nghe máy như thường lệ mà lập tức cầm máy. Tôi là Thẩm Phục Minh. Bí thư Thẩm, tôi đã báo cáo lại tình huống với bí thư Cao.
Bí thư Cao chỉ nói một câu, tạm thời cứ như vậy, về sau nói sau. Trong điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng của Vũ Phái Dũng, xung quanh đầy tiếng người ồn ào, mơ hồ còn truyền tới tiếng ca hát. Thẩm Phục Minh hiểu rằng khẳng định Vũ Phái Dũng đang ở nơi giải trí. Quản nhiên lại nghe Vũ Phái Dũng nói. Vừa lúc có người bạn tới đây, cứ muốn mời tôi ăn cơm. Anh ta nhiệt tình quá, tôi nhất thời cao hứng nên quên mất gọi điện thoại cho ông. Không đợi sốt ruột chứ. Không chỉ sốt ruột mà còn gần như nổi trận lôi đình. Thẩm Phục Minh gượng cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Thư ký Vũ cứ làm việc đi, thay tôi hỏi thăm lão lãnh đạo. Treo điện thoại, Thẩm Phục Minh thầm mắng một câu, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Một thằng thư ký vớ vẩn mà cũng ra vẻ này nọ, cứ tưởng mình chính là lãnh đạo à. Dám, tuy nhiên nghĩ đến việc Vũ Phái Dũng đang ở chỗ giải trí lại gọi điện thoại cho mình, trong lòng y cũng hiểu ra điều gì đó. Có lẽ đến Tết tặng lễ vật cho thư ký Vũ nhiều một chút. Mắng thì mắng vậy nhưng vẫn phải quan hệ tốt mới được. Dù sao Vũ Phái Dũng cũng là người tâm phúc nhất của bí thư Cao. So với sự bừa bãi của Vũ Phái Dũng, Trương Kiện đúng là làm việc ổn thỏa, đáng giá tin cậy hơn. Nhớ tới Trương Kiện, Thẩm Phục Minh bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng trong đầu. Mặc dù huyện bá có Lưu Thế Hiên là người của y nhưng Lưu Thế Hiên này lòng dạ thâm sâu, ngay cả y cũng không nhìn thấu được là gã có bao nhiêu phần thật tình. Hơn nữa Lưu Thế Hiên đã thâm căn cố đế ở huyện bá, rất nhiều chuyện muốn giấu y thật sự quá dễ. Không bằng thả Trương Kiện tới huyện bá làm phó bí thư. Một phó bí thư, một phó chủ tịch huyện, cũng đủ giữ cân bằng với Lý Đinh Sơn. Thẩm Phục Minh tự nhiên rõ ràng Lý Đinh Sơn tới huyện bá là thủ đoạn của Tống Chiêu Độ. Trước khi thất thế, dựa vào quan hệ của mình, Tống Chiêu Độ hoàn toàn có thể an bài cho Lý Đinh Sơn tới một huyện giàu, vì sao cố tình lựa chọn vùng khỉ ho cỏ gáy là huyện bá? Chẳng lẽ trong đó còn có mưu mẹo gì sao? Càng nghĩ, y càng cảm thấy có lẽ ở huyện bá ẩn chứa một bí mật nào đó mà người khác không biết. Sở dĩ Lý Đinh Sơn tới huyện bá chính là muốn mò lấy chiến tích lớn. Một khi đã như vậy, sao không cho Trương Kiện xuống chia một chén canh? Nếu quan hệ thỏa đáng, được lợi lớn cũng không phải là không có khả năng. Nếu chẳng may huyện bá không thể phát triển, cũng coi như để Trương Kiện tới hoàn cảnh gian khổ rèn luyện vài năm. Trương Kiện, Thẩm Phục Minh quyết định chủ ý, chuẩn bị khai thông tư tưởng với Trương Kiện. Hạ Tưởng và Trịnh Khiêm cùng nhau rời khỏi phòng công an. Dọc theo đường đi Trịnh Khiêm không nói lời nào, sắc mặt âm trầm đầy tâm sự. Hạ Tưởng cũng không quấy rầy y, trong lòng hắn đang suy nghĩ lai lịch của Liên Nhược Hạm, cũng rất kinh hãi vì năng lực của cô. Một cô gái có lai lịch không bình thường như vậy, lại một thân một mình tới huyện bá, chẳng lẽ chỉ là vì du ngoạn. Hạ Tưởng ngồi xe Trịnh Khiêm trở về. Khi xe về tới tòa nhà huyện ủy, Hạ Tưởng thấy Trịnh Khiêm rầu rĩ không vui liền cười nói. Phó Bí Thư Trịnh không cần lo lắng. Lúc ấy phát sinh sự kiện đánh nhau, tôi có chứng cớ cho thấy Trịnh Đào không hề ra tay. Nếu chẳng may Liên Nhược Hạ muốn tính sổ thì chỉ có thể tính trách nhiệm cho mấy người Vương Minh. Tôi có thể ra mặt làm chứng. Hạ Tưởng đoán, với tính cách của Liên Nhược Hạ, căn bản sẽ mặc kệ mấy người Vương Minh. Khẳng định là cô sẽ không thèm tính sổ với chúng làm gì. Cô không thuộc cùng một tầng lớp với họ, nếu so đo với họ chẳng phải là tự hạ thấp bản thân sao. Nhưng Trịnh Khiêm quan tâm quá thì bị loạn, lại lo lắng vì chuyện này sẽ khiến Bí Thư Thẩm có ấn tượng không tốt đối với mình, cho nên lo được lo mất, càng căm giận Vương Quan Thanh. Nghe Hạ Tưởng nói, hai mắt Trịnh Khiêm lập tức sáng lên. Chứng cớ gì, thư ký Hạ, cậu cũng không nên lừa tôi, đừng nói lung tung. Vẻ sốt sắng của Trịnh Khiêm rơi vào trong mắt Hạ Tưởng. Hắn khẽ mỉm cười, trong lòng càng thêm chắc chắn một câu, mỗi người đều có nhược điểm. Mỗi người đều có khả năng hợp tác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình phải nắm được nhược điểm của đối phương trong tay. Chương 117, một tay sáng, một tay ngầm. Tôi cũng không dám lừa Phó Bí Thư Trịnh. Hạ Tưởng nói với vẻ nghiêm túc, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc kinh cẩn, hơi khom người một chút. Phó Bí Thư Trịnh yên tâm, nếu chẳng may có chuyện gì phát sinh, tôi sẽ kiên định đứng về phía Phó Bí Thư Trịnh. Dù sao sự thật đúng là Trịnh Đào không tham gia sự kiện đánh người. Mọi người ở đây đều chính mắt trông thấy, cậu ấy hoàn toàn là một trong những người đứng xem. Tôi cũng có chứng cứ hiện trường, tuy nhiên hiện tại không ở trong tay tôi, qua vài ngày sẽ có được. Từng chi tiết nhỏ lọt vào trong mắt Trịnh Khiêm khiến y hơi cảm khái. Hạ Tưởng nói chuyện và làm việc rất có chừng có mực,
rất chuẩn tắc. Trong việc của Trịnh Đào, hắn chẳng những luôn bảo vệ mình, còn không lúc nào quên tỏ vẻ tôn trọng mình. Trịnh Khiêm nghĩ thầm, nếu Hạ Tưởng làm thư ký của mình có phải tốt bao nhiêu không? Hạ Tưởng nhẹ nhàng sờ biên lai chuyển phát nhanh trong túi, thầm nhủ, xe chuyển phát nhanh phải buổi tối mới có thể ra khỏi huyện Bá, ngày mai có thể tới thành phố Chương Trình, ngày kia mới có thể tới thành phố Yến. Hiện tại cũng không thể lộ ra quân bài bí mật quá sớm. Nếu không thì dù là Trịnh Khiêm hay Vương Quan Thanh, chắc chắn sẽ vận dụng quyền lực dừng xe chuyển phát nhanh lại. Đối với họ thì đó chỉ là chuyện quá đơn giản. Khi rời đi, Trịnh Khiêm vẫn có thái độ nửa tin nửa ngờ, Hạ Tưởng cũng mặc kệ. Trong sự kiện đánh nhau này, giữa Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh đã sinh ra khe hở, muốn tu sửa lại hoàn toàn cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa Trịnh Khiêm biết trong tay mình có căn cứ chính xác chứng minh Trịnh Đào trong sạch, vậy khẳng định sẽ phải e dè nếu muốn có động tác nhằm vào Lý Đinh Sơn. Về phần khi nào cho Trịnh Khiêm nhìn thấy chứng cứ hiện trường là ảnh chụp, Hạ Tưởng đã có tính toán riêng. Gặp Lý Đinh Sơn, Hạ Tưởng mau chóng kể lại sự việc đã phát sinh, tiếp đó giao biên lai chuyển phát nhanh cho Lý Đinh Sơn. Bí thư Lý, tìm một người tin cậy ở báo Triều tỉnh Yến, cho người ta nhận lấy cuộn phim, tráng rửa ảnh và bảo quản cẩn thận. Sau này có lẽ sẽ có tác dụng quan trọng. Hiển nhiên Lý Đinh Sơn vẫn còn chưa tiêu hóa hết niềm vui bất ngờ mà Hạ Tưởng mang tới. Ông ta cầm biên lai trong tay, vô ý thức nhìn vài lần, hỏi. Liên Nhược Hạm là ai? Có thể khiến Thẩm Phục Minh gọi điện thoại tới, mặt mũi không hề nhỏ. Người có lai lịch, có thân phận như vậy, sao lại một mình tự lái một chiếc xe xịn đi loạn ở huyện Bá chứ? Lý Đinh Sơn lại gõ trán, đứng dậy mở cửa sổ, hứng không khí mát mẻ bên ngoài. Trong cao tầng ở Bắc Kinh, không nhớ rõ có gia tộc nào họ Liên. Họ này không hay gặp lắm, nếu gặp khẳng định là có thể nhớ rõ. Trước kia Lý Đinh Sơn công tác ở tòa soạn báo cấp quốc gia, có thể tiếp xúc với rất nhiều bí mật mà người bình thường không biết. Một ít gia tộc cách mạng ẩn nấp rất sâu, ông ta cũng ít nhiều biết một chút. Cho nên vừa nghe Hạ Tưởng phỏng đoán Liên Nhược Hạm đến từ Bắc Kinh, có lẽ là con nhà danh tiếng, ông ta không khỏi động cân não suy tính. Suy nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm, Lý Đinh Sơn mới chuyển ý nghĩ trở về kế sách mà Hạ Tưởng vừa đưa ra, vui vẻ mỉm cười nói. Tôi phát hiện nếu ai đắc tội cậu, khẳng định về sau sẽ không được vui vẻ dễ chịu gì. Một việc đơn giản như vậy cũng có thể bị cậu lợi dụng, từ giữa ly gián quan hệ của Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh. Tôi phải thật sự bội phục cậu. Hạ Tưởng vội vàng duy trì tác phong khiêm tốn, cẩn thận. Bí thư Lý đừng giễu cợt tôi. Tôi đi theo bên cạnh ngài thời gian còn chưa dài, mới học được ít bản lĩnh thôi. Ngài nói như vậy là muốn giấu riêng, không dạy tôi đạo lý đối nhân xử thế chứ gì. Lý Đinh Sơn cười ha hả. Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không cần giở thủ đoạn với tôi. Tôi không phải người suy đoán lung tung. Đúng rồi, chuyện nhận thầu Cổn Long Câu, tôi có một ý tưởng. Nếu để một mình công ty của Phùng Húc Quang đến cạnh tranh với thương mại Bối Hà, có vẻ thế lực hơi mỏng. Tôi vừa mới gọi điện thoại tới một người bạn ở thành phố Yến, anh ta đã đáp ứng có thể tới cùng tham gia cạnh tranh. Hạ Tưởng liền khen Lý Đinh Sơn suy tính chu toàn, tiếp theo hắn ra vẻ chợt nghĩ ra điều gì, liền nói. Đúng rồi, bí thư Lý, công ty của Phùng Húc Quang là ở thành phố Yến. Nếu ngài nói tìm một công ty ở thành phố Chương Trình cũng tham gia cạnh tranh có phải càng tốt hay không? Thương mại Bối Hà là cấp huyện, thành phố Chương Trình là cấp thành phố, tổng giám đốc Phùng đại biểu chính là cấp tỉnh. Có đủ ba loại công ty như vậy càng có vẻ trang trọng. Tìm một công ty ở thành phố Chương Trình tham gia cạnh tranh. Hay thì hay thật, nhưng tôi không biết công ty nào ở thành phố Chương Trình. Lý Đinh Sơn cũng đồng ý với quan điểm của Hạ Tưởng, nhưng không thể chỉ vì việc nhỏ là tìm một công ty mà phải mở miệng nhờ Hồ Tăng Chu hỗ trợ. Tôi nghe Thù Lê nói, Mễ Huyên có một công ty ở thành phố Chương Trình. Để tôi xem có thể thuyết phục được cô ấy tới tham gia cạnh tranh hay không. Nếu cô ấy có thể đến, chẳng những có thể rất tốt trong việc chèn ép thương mại Bối Hà, hơn nữa nếu Mễ Huyên đứng ra, người biết thân phận của cô ấy khẳng định sẽ có ý tưởng khác. Hạ Tưởng không nói ra là hắn đã tính toán từ trước chính là vì không muốn Lý Đinh Sơn cảm thấy mình việc gì cũng đều bố trí ổn thỏa hết từ trước. Một thư ký có năng lực xuất chúng cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù Lý Đinh Sơn không có tâm lý nghi ngờ vô căn cứ nhưng dù sao vẫn nên biểu hiện phù hợp với bổn phận thì hơn. Chiêu thức ấy cao minh. Lý Đinh Sơn cầm bao thuốc trong tay, đưa cho Hạ Tưởng một điếu.
Nếu công ty của Mễ Huyên giúp công ty của Phùng Húc Quang tham gia cạnh tranh, sẽ làm cho người ta nghĩ rằng Vương Toàn Hữu đã lựa chọn đứng thành hàng. Hạ Tường vội bật lửa châm thuốc cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn hút một hơi, cười nói. Kỳ thật Vương Toàn Hữu đã có lựa chọn. Dương Phàm có quan hệ cá nhân không tồi với Vương Toàn Hữu. Ông ta đồng ý nói chuyện đỡ cho tôi, hiển nhiên là do Vương Toàn Hữu nhờ. Hạ Tường hơi giật mình, không biết Lý Đinh Sơn là tự đoán ra hay là biết được từ con đường khác. Tuy rằng hắn cũng đoán được có thể Dương Phàm bán mặt mũi cho Lý Đinh Sơn là vì quan hệ với Vương Toàn Hữu. Mễ Huyên cũng đã tự mở miệng chứng thực việc này, nhưng Lý Đinh Sơn hiểu biết quan hệ cá nhân giữa Dương Phàm và Vương Toàn Hữu là từ đâu. Hạ Tường không đoán ra, cũng không tiện hỏi thẳng Lý Đinh Sơn, đành phải giả vờ ngầm hiểu rằng có ai đó đã tỏ vẻ nghiêng về Lý Đinh Sơn nên mới âm thầm thông báo cho ông ta biết ai quan hệ với ai thế nào. Nếu Lý Đinh Sơn không nói, tự nhiên là có đạo lý của ông ta. Nói gì thì nói, ông ta vẫn là lãnh đạo, không thể chuyện gì cũng nói cho mình được. Như vậy thật sự là không có đạo lý. Buổi chiều, Hạ Tường không ra ngoài tìm Tào Thù Lê mà ngồi ở phòng ngoài thực hiện trách nhiệm của thư ký. Trong thời gian đó, Phó trưởng ban tổ chức cán bộ An Đào tới báo cáo công tác, nói chuyện với Lý Đinh Sơn trong khoảng thời gian không ngắn, cuối cùng tươi cười ra đi. Trước khi đi, ông ta còn bắt tay với Hạ Tường, nói phải rút thời gian ra cùng nhau ăn một bữa cơm. An Đào 33 tuổi, người thành phố Chương Trình, xếp hạng gần cuối trong mấy phó trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy. Có thể là vì bị Hoàng Bằng Phi xa lánh nên từ sau khi Lý Đinh Sơn tới nhậm chức tới nay, y tới báo cáo công tác vô cùng nhiệt tình, biểu hiện đầy đủ thành ý mong muốn tiến bộ. Hạ Tường và Lý Đinh Sơn cũng đã thảo luận, cảm thấy An Đào coi như không tồi, tố chất tổng hợp khá cao, cũng tốt nghiệp đại học, chỉ có điều đối nhân xử thế hơi phiến diện, suy xét sự việc không được toàn diện, nhưng may mắn là thái độ khá tốt, có khả năng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác, đặc biệt là rất nghe lời Lý Đinh Sơn. Hạ Tường biết rõ, kỳ thật Lý Đinh Sơn vẫn luôn hoạt động. Tại huyện Bá, cũng có không ít cán bộ trẻ mong muốn được tiến bộ. Đối với một số người, sau khi thấy lãnh đạo trực tiếp của mình không quá hòa hợp với bí thư huyện ủy, họ đều có ý tưởng riêng. Hạ Tường cũng đang không ngừng giao lưu với những người như vậy. Hắn và Lý Đinh Sơn, một tay sáng một tay ngầm, đang từng bước cắn nuốt phạm vi thế lực của Lưu Thế Hiên. Hạ Tường nghĩ An Đào chỉ thuận miệng nói chơi, không ngờ buổi chiều khi hết giờ, y lại chủ động tới mời. An Đào cực kỳ nhiệt tình, Hạ Tường cũng không tiện từ chối, liền gọi điện thoại cho Tào Thù Lê, bảo các cô tự đi ăn. Tào Thù Lê không nói gì nhưng Mễ Huyên thì cướp lấy điện thoại hỏi Hạ Tường làm chuyện xấu thế nào rồi. Hạ Tường biết cô muốn hỏi chuyện cuộn phim, chỉ cười xòa không nói gì. An Đào từ nhỏ lớn lên ở thành phố Chương Trình, vẫn chưa từng sinh hoạt tại thị trấn, cho nên từ sau khi tới huyện Bá làm phó ban tổ chức cán bộ tới nay, vẫn không quá quen phương thức làm việc của dân bản xứ. Tuy đều là cán bộ đảng và chính quyền nhưng dân ở đây thường có tính cách vội vàng, sốt sắng, nói gì thì tuyệt đối không hàm xúc, thậm chí còn có chút thô lỗ, khiến y cảm thấy vừa khổ sở vừa khó có thể triển khai công tác. Hạ Tường hiểu An Đào không thích ứng được tác phong làm việc kiểu đó là vì các cán bộ cơ sở đã nhiều năm công tác ở cơ sở, thường xuyên giao tiếp với nông dân, không hề có tác phong ăn nói lòng vòng, giao trước đón sau như các cán bộ chuyên ngồi văn phòng, mà nghĩ gì nói đó. Gần như không bao giờ vòng vo. Cho nên người lớn lên ở thành phố lớn khi gặp phải cán bộ địa phương có đặc điểm như vậy, luôn cảm thấy rất khó hòa hợp và khó làm việc. Chương 118, cô nhóc thích chọc người. Hạ Tưởng an ủi An Đào một chút, nói là kỳ thật cán bộ làm từ cơ sở lên cũng rất dễ ở chung, khi nên hàm xúc thì hàm xúc, khi cần trực tiếp thì trực tiếp. Đừng làm cho bọn họ cảm thấy mình quá lắt léo. Hạ Tưởng nói chính là kinh nghiệm bản thân. Trước kia hắn lớn lên ở nông thôn, khi 15 tuổi mới theo gia đình lên thành phố, sau đó học lên đại học rồi ở lại thành phố Yến công tác. Có thể nói hắn có hiểu biết sâu sắc về thói quen và phương thức làm việc của cả dân quê và dân thành thị. Mượn men rượu, Hạ Tường và An Đào nói chuyện cực kỳ hòa hợp. Cuối cùng hai người chén chú chén anh, quan hệ tiến thêm sâu sắc một bước. An Đào thấy Hạ Tường tuổi còn trẻ nhưng rất nhiều vấn đề có cái nhìn cực kỳ sâu sắc liền khen không dứt miệng. Lại thêm Lý Đinh Sơn vô cùng tín nhiệm Hạ Tường, toàn bộ huyện ủy đều biết rất rõ, y là một người muốn tiến bộ, trong lòng càng nung nấu quyết tâm làm thân với Hạ Tường. Ngày hôm sau Hạ Tường tìm Mễ Huyên và Tào Thù Lê. Hắn nói Mễ Huyên mau chóng cho công ty của cô bắt tay vào chuẩn bị,
ít nhất cũng phải làm ra công văn xin nhận thầu núi hoang trước. Mễ Huyên không cho là đúng nói. Huyện bá chỉ cách thành phố chương trình có hơn 2 giờ đi, chờ Tổng Giám Đốc Phùng đến đây, anh ta khẳng định sẽ có kế hoạch tỉ mỉ, tôi chỉ cần trích ra một phần, chỉnh sửa một chút là được. Đến lúc đó gọi điện thoại bảo công ty cho một, hai người đến làm chút thủ tục là xong, vội cái gì? Tổng Giám Đốc Phùng sao còn không có động tĩnh? Nếu bình thường, hôm nay Phùng Húc Quang không tới thì ngày mai hẳn là sẽ tới. Tuy nhiên sau khi Hạ Tưởng gọi điện thoại, nói cho biết tính nghiêm trọng của sự việc, y quyết định tự mình tới huyện bá một chuyến, tự tay làm việc mới có cảm giác thành tựu. Hạ Tưởng thấy Mễ Huyên giục mình, lại cầm điện thoại gọi cho Phùng Húc Quang, nhận được câu trả lời thuyết phục là, ngày mai nhất định đến. Mễ Huyên cao hứng nói, Tổng Giám Đốc Phùng trong truyền thuyết, người sáng lập siêu thị Giai Gia, có phải là một người cao lớn, cường tráng, đầy uy vũ không? Tào Thù Lê cũng không biết tức giận gì ai, từ sau khi Hạ Tưởng vào vẫn không thèm liếc hắn chút nào, giờ lại lườm Mễ Huyên một cái. Sắc lang, nữ sắc lang, háo sắc, nữ háo sắc. Hạ Tưởng không kìm nổi cười. Sao vậy cô bé Lê, tức giận à? Không giận. Tào Thù Lê như thể chẳng thèm để ý tới thứ gì, chỉ lườm hắn một cái sau đó quay mặt đi. Vì sao em phải giận chứ? Em rất ổn, còn rất cao hứng nữa. Hạ Tưởng biết cô giận mình liền cố ý nói hùa theo. Đúng vậy, cô bé Lê đoan trang hào phóng, khoan dung rộng lượng, sao có thể tức giận chứ? Cô là một cô bé vĩnh viễn không bao giờ tức giận. Hạ Tưởng, em hận anh, em ghét anh, em không thèm để ý tới anh nữa. Tào Thù Lê đột nhiên hô lên, vơ lấy cái gối ở đầu giường, ném vào mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng gỡ cái gối xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Dường như anh không hề gây ra tội lỗi gì với em thì phải. Anh nói này cô nhóc Lê, trên thế giới không có ai vô duyên vô cớ yêu và hận. Là người bị hại, anh mãnh liệt yêu cầu em nói ra sự thật, không thể vu oan cho người tốt. Nói xong, hắn lại liếc Mễ Huyên một cái. Cô ấy làm sao vậy? Chưa ăn sáng à? Mễ Huyên cố nhịn cười, vẻ mặt vô tội nói. Phải thanh minh trước, việc này không hề quan hệ tới tôi, thật sự không hề có chút quan hệ nào. Chẳng qua là cô bé đã gặp một người. Không cho nói. Tào Thù Lê ngắt lời Mễ Huyên, giơ tay chỉ vào Hạ Tưởng. Để anh ta thành thật giải thích, chủ động thừa nhận sai lầm. Nếu không, hừ hừ. Hạ Tưởng gãi đầu. Anh thật sự rất vô tội. Thật là buồn bực, anh đây thứ nhất không ăn trộm, thứ hai không cướp giật, thứ ba không đùa bỡn con gái. Còn không đùa giỡn con gái, chính mình tự để lộ. Tào Thù Lê trào nước mắt, ấm ức nói. Anh vừa tới huyện bá vài ngày đã bị người ta gọi là tiểu lưu manh. Tức anh chết, em, anh làm mất hết mặt mũi nhân dân thành phố Yến. Việc này đả kích hơi quá, hắn không thể đại biểu cho nhân dân thành phố Yến được. Tào Thù Lê thật là đề cao hắn quá, không ngờ biến biệt danh tiểu lưu manh lên tầm cao của nhân dân toàn thể thành phố Yến. Hạ Tưởng giật mình, cuối cùng hiểu ra, gật đầu nói. Anh hiểu rồi, mấy người đã tình cờ gặp đệ nhất mỹ nữ của huyện bá đúng không? Cái gì mà đệ nhất mỹ nữ huyện bá? Nhiều nhất chỉ là có chút nhan sắc tầm trung thôi, so với cô bé Lê nhà cậu, còn kém xa lắm. Mễ Huyên ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa từ nãy tới giờ, bỗng nhiên nhớ tới vẫn có việc phải cầu Hạ Tưởng, không thể khoanh tay đứng nhìn, cô liền đứng ra hòa giải. Cũng là khi chúng tôi ăn cơm ở bên ngoài, vừa lúc ngồi cùng bàn với hai người đẹp. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, không biết thế nào tình cờ lại nói đến cậu. Hạ Tưởng nghĩ thầm, sao Trương Tín Dĩnh lại như âm hồn không tan thế chứ? Ai tới huyện bá cũng đều có thể gặp cô, thật đúng là gặp quỷ. Kỳ thật chuyện này cũng bình thường, thị trấn của huyện bá nhỏ bé, làm gì có mấy nhà hàng, khách sạn. Khi ăn cơm tình cờ gặp nhau cũng là chuyện tất nhiên. Sự việc trải qua cũng không hề phức tạp. Trong hai mỹ nữ, có một người nói rằng tiểu sắc lang thích nheo mắt nhìn mình, nói rằng hắn bề ngoài coi như cũng đẹp trai nhưng bên trong ẩn chứa một trái tim tối tăm, khốn khiếp. Nói cũng không tính là quá khoa trương, phù hợp với tính cách của cô ta. Hạ Tưởng cười tủm tỉm, không hề có vẻ lúng túng như Mễ Huyên tưởng tượng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tào Thù Lê đang ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nhịn nổi cười. Cô bé Lê, mỹ nữ mặt tròn còn nói bậy gì về anh không? Không thèm để ý tới anh. Tào Thù Lê rất nhanh quay đầu lại liếc Hạ Tưởng một cái.
Vốn cô chỉ định liếc hắn một cái rồi quay đi nhưng thấy hắn trấn tĩnh tự nhiên, không hề có vẻ kích động vì bị vạch trần chuyện xấu, liền quên mất việc quay người đi mà ngạc nhiên hỏi. Sao anh không hoảng sợ chút nào mà còn có vẻ thoải mái vậy? Da mặt cũng dày nhỉ, hay là đã chuẩn bị kỹ lời nói dối rồi? Mễ Huyên ở bên cạnh hốt hoảng la lên. Ai chà, hai người này đừng có náo loạn, có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói chứ. Đều lớn cả rồi mà không hề làm người ta bớt lo chút nào cả. Tôi nói thay lời cô bé Lê nhé. Mỹ nữ mặt tròn dường như cũng quen cậu. Cô ta nói chuyện dịu dàng, giọng rất nhỏ, chúng tôi nghe không rõ lắm. Dường như cậu kỳ thật là một người tốt, tâm tính không xấu. Hạ Tưởng thầm thở dài một tiếng từ đáy lòng. Hắn tính không sai, người đi ăn cơm với Trương Tín Dĩnh quả nhiên là dương bối. Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, kể lại chuyện thị phi giữa hắn và Trương Tín Dĩnh cho hai cô nghe. Mễ Huyên trêu ghẹo Tào Thù Lê. Cậu ta nói dối hay nói thật vậy? Tào Thù Lê đẩy Mễ Huyên một cái. Đi, cứ ở bên cạnh khích bác, không phải chuyện của chị. Sau đó cô đứng dậy, đi một vòng quanh phòng, tự nói. Mặc kệ anh ta nói dối hay nói thật, liên quan gì tới mình chứ? Nên đi đâu chơi bây giờ nhỉ? Một vấn đề khó đây. Cô bé Lê nhà cậu thật sự là rất nghịch ngợm. Mễ Huyên cảm khái nói. Hai người các cô các cậu vừa náo loạn, kết quả là không ai thèm trả lời tôi về vấn đề Tổng Giám Đốc Phùng. Cái gì mà cô bé nhà cậu? Mễ Huyên, em chính thức cảnh cáo chị, không được nói hưu nói vượn nữa. Tào Thù Lê có vẻ vẫn chưa hết giận, hùng hổ nổi xung lên với Mễ Huyên. Khi cô giả vờ tức giận chẳng những không hề khiến người ta sợ chút nào mà còn vô cùng đáng yêu. Người ta chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể thấy được cô đang giả vờ. Hạ Tưởng liền cười. Tổng Giám Đốc Phùng cao lớn uy vũ, rất có khí phách đàn ông, tuy nhiên nghe nói hơi sợ vợ. Mễ Huyên vừa nghe nói lập tức xịt xuống. Đàn ông sợ vợ sao có thể gọi là có khí phách đàn ông? Quên đi, không nghĩ nữa. Dù sao đàn ông tốt trong thiên hạ đã sớm bị cướp sạch rồi. Đến ngay cả người bộ dạng đen thui như cậu cũng có người muốn. Thật sự là ông trời không có mắt. Hạ Tưởng không đen, đó gọi là da bánh mật, khỏe mạnh. Hiểu không? Tào Thù Lê kéo tay Hạ Tưởng, quay người bước đi. Đi, không để ý tới chị ấy. Thật không chịu nổi chị ấy cứ cả ngày ăn nói lung tung, thích nói bậy sau lưng người khác. Kỳ thật khi gặp Trương Tín Dĩnh kia ở khách sạn, cô ta nói anh là tiểu lưu manh, đùa giỡn cô ta, em căn bản là không tin. Nhưng mà chị Đồng chứ nói phải thử nghiệm anh, nói rằng nếu anh chần chừ, khẳng định là có ý đồ với cô ta. Nhưng cô ta bộ dạng tầm thường như vậy, sao anh có thể coi trọng cô ta chứ? Đúng không Hạ Tưởng? Hiểu anh chính là cô bé Lê. Hạ Tưởng vội vàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không ngờ câu tiếp theo của Tào Thù Lê suýt nữa khiến hắn nhảy dựng lên. Em cảm thấy với cái nhìn của anh, thà rằng đùa giỡn mỹ nữ mặt tròn bên cạnh chứ không thèm đùa giỡn Trương Tín Dĩnh, đúng không nào? Trực giác của phụ nữ có khi chính xác dạo người, Hạ Tưởng bị nói đúng tâm sự, suýt nữa tim nhảy ra khỏi ngực, mặt đỏ lên, tuy nhiên hắn vẫn cố gắng trấn tĩnh. Đùa cái gì thế? Anh là người tùy tiện đùa giỡn người khác sao? Nói thật, sau khi đến huyện bá, ngược lại chính anh mới bị Trương Tín Dĩnh đùa giỡn. Thật sự là mất mặt. Tuy nhiên em luôn cảm thấy mỹ nữ mặt tròn nói chuyện giọng điệu có gì đó không ổn, hình như cô ta biết anh thì phải. Có phải anh cũng biết cô ta không? Cô ta tên là gì? Đi xuống dưới lầu, Tào Thù Lê vẫn nắm chặt tay Hạ Tưởng không rời, như thể sợ hắn chạy trốn mất vậy. Hạ Tưởng bị bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của Tào Thù Lê nắm lấy, muốn né tránh cũng không được. Bèn dùng tay kia gãi đầu, nói. Thích nói thật hay nói dối? Anh tự xem mà trả lời. Tào Thù Lê cũng rất dứt khoát, ngửa khuôn mặt nhỏ xinh, nhìn Hạ Tưởng chằm chằm không chớp mắt. Đôi mắt cô trong veo, không hề pha trộn một tia tạp chất, như một dòng suối nước trong tận đáy, làm cho người ta không đành lòng lừa dối cô chút nào. Hôm nay Tào Thù Lê mặc một chiếc áo trắng, cổ đeo một sợi dây màu tím, trên dây là một chiếc chìa khó bạc rất tinh xảo. Trông cực kỳ dễ thương. Bên dưới, cô mặc một chiếc váy bò màu lam, vừa tới đầu gối, lộ ra bắp chân phấn hồng, nhìn cô là thấy tràn ngập hơi thở thanh xuân. Ánh mắt Hạ Tưởng nhìn chiếc chìa khóa bạc trên cổ cô, nghĩ thầm rằng với thân phận thiên kim tiểu thư nhà giám đốc sở, châu báu trang sắc khẳng định không hề thiếu, vì sao lại cố tình thích đeo một chiếc chìa khóa bạc. Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên hắn cảm thấy chân đau tê dần, hóa ra là bị Tào Thù Lê cho một đá không nặng không nhẹ.
Mặt Tào Thù Lê ửng hồng, cô buông tay Hạ Tưởng ra, che ngực. Mắt nhìn cái gì thế? Thật là mất mặt, bộ dạng vừa rồi của anh thật xấu xa. Hạ Tưởng cười ha hả. Anh đang xem chiếc chìa khóa bạc của em chứ không phải cái gì khác. Em đừng có hiểu sai. Anh mới hiểu sai, nhìn thì nhìn lại còn không dám nhận. Thật không thể tha thứ. Tào Thù Lê không phục. Đừng có đánh trống lảng, còn chưa nói rốt cục anh có biết mỹ nữ mặt tròn hay không. Còn chuyện về chiếc chìa khóa bạc, để xem biểu hiện của anh, em sẽ quyết định có nói cho anh biết hay không. Mễ Huyên cũng đi xuống lầu, bất mãn nói. Cô nhóc Lê, khẳng định là em đang nói bậy gì đó sau lưng chị. Có phải đúng như chị nói, mỗi lần Hạ Tưởng giúp em đều bán đứng chị không? Sao em lại hướng ngoại thế chứ? Hạ Tưởng người ta còn chưa hứa hẹn gì, em đã chủ động nhận thua nhanh như vậy. Em khiến chị rất thất vọng đó. Em không cần chị giúp được cái gì chứ? Hoàn toàn là không có việc gì tự tìm chuyện, sinh sự từ việc không đâu. Tào Thù Lê không để ý tới sự châm chọc, khiêu khích của Mễ Huyên. Chủ yếu là em không cho phép chị nói bậy về Hạ Tưởng. Nếu muốn nói bậy về anh ấy cũng phải để em nói. Mễ Huyên bị nói nghẹn không nên lời. Cô há hốc miệng thở dốc, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Về sau nếu chị sinh con, nhất định phải sinh con trai, nếu không chắc là tức chết mất. Cô lại lắc đầu. Chị quyết định rồi, về sau chị sẽ không nói thêm một câu về chuyện của hai người nữa. Nếu tôi còn xen vào việc của hai người nữa, tôi chính là một con cún. Tào Thù Lê bật cười vui vẻ, lại ôm cánh tay Hạ Tưởng. Nghe thấy chưa, người luôn gây thị phi rốt cục bị đánh bại. Như vậy tốt rồi, về sau sẽ không còn ai cứ líu díu nói bậy về anh bên tai em nữa. Mễ Huyên bị Tào Thù Lê vạch trần không chút lưu tình nhưng mặt vẫn không đỏ, tim vẫn không loạn, như thể là mình làm chuyện rất nên làm vậy, chỉ đứng đó nhìn phản ứng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng biết Mễ Huyên là muốn tốt cho Tào Thù Lê, cũng sợ là cô quá ngây thơ, bị người khác lừa. Xét theo góc độ một người chị, những gì Mễ Huyên đã làm không thể bắt bẻ được. Tuy rằng cô hơi có tâm lý thích đùa dai, có khi còn thêm mắm thêm muối mới khiến Tào Thù Lê tức giận hắn như vậy, nhưng bởi thế cô cũng bất mãn Mễ Huyên luôn. Hạ Tưởng không phải là một thằng trẻ danh dễ kích động, sẽ không bị thái độ của Mễ Huyên làm cho tức giận. Hắn mỉm cười chân thành. Chị Đồng cũng là vì muốn tốt cho em cũng nên thông cảm cho chị ấy một chút, được không cô bé Lê? Mặc dù có khi không loại trừ là chị ấy cũng hơi ghen tị với em. Chị ấy đúng là ghen tị với em. Tào Thù Lê liếc Mễ Huyên một cái như thể khiêu khích, lại quay sang nhìn Hạ Tưởng, dịu dàng như nước. Em thích nghe lời nói như vậy. Anh đúng là thông minh, chỉ một chút đã nhìn thấu nội tâm không tử tế của chị Huyên. Mễ Huyên chịu không nổi, chạy trối chết. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Phu sướng phụ tùy chồng hát vợ khen hay. Mễ Huyên vừa đi, Tào Thù Lê lại thả tay Hạ Tưởng ra. Cúi đầu đá mấy lá cỏ nhỏ dưới chân như thể cỏ làm cô tức giận vậy. Mỹ nữ mặt tròn có phải mối tình đầu của anh không? Tào Thù Lê thật sự là một cô gái thông minh sắc sảo. Cô rõ ràng đoán ra được điều gì đó nhưng lại cố tình không nói, còn giả vờ đứng về phía Hạ Tưởng, cố ý chọc giận cho Mễ Huyên chạy đi, kỳ thật chính là không muốn cho Mễ Huyên biết nhiều sự tình, sợ cô nhiều chuyện. Tuy rằng trong lòng Tào Thù Lê không thoải mái nhưng áp dụng chiêu thức vừa trêu vừa đùa của trẻ con, ai có thể làm khó trẻ con chứ? Cho nên cách thức vừa nũng nịu vừa tức giận trẻ con của cô cao minh hơn xa so với chất vấn và cố tình gây sự. Hạ Tưởng cũng bị bộ dạng ấm ức của cô làm cho cảm động. Hắn tiến tới cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác cô hơi giãy ra một chút nhưng rất nhanh không động tĩnh gì nữa. Trong lòng hắn mềm nhũn ra. Anh không có ý giấu giếm em. Chỉ có điều việc đã trôi qua, không muốn nhắc lại nữa. Không ngờ em và Dương Bối lại hữu duyên, đi ăn cơm cũng có thể gặp mặt. Tào Thù Lê cúi đầu, khẽ ừ một tiếng. Không muốn nói thì đừng nói. Em cũng không hỏi quá khứ của anh thế nào, chỉ tò mò cô ấy rốt cuộc là cô gái thế nào thôi. Em cảm thấy quả thật cô ấy xinh đẹp hơn, cũng dịu dàng động lòng người hơn Trương Tín Dĩnh. Chỉ có điều không biết vì sao nhìn thấy cô ấy, em liền có cảm giác không nói nên lời. Là tốt mà lại như không tốt. Cô khẽ đẩy Hạ Tưởng. Anh nói đi, em không nói nữa. Hạ Tưởng gật đầu, kể lại đơn giản chuyện xưa giữa hắn và Dương Bối. Hắn cũng hàm xúc nói ra việc sau khi trở lại huyện bá, Dương Bối liền lựa chọn Lưu Hà. Hắn cũng không có ý tứ chỉ trích Dương Bối mà chỉ kể lại một sự thật,
coi như là một lời giải thích cho Tào Thù Lê. Tào Thù Lê mở to mắt, không biết là tò mò hay là tọc mạch, nhìn kỹ mặt Hạ Tưởng không ngừng, đột nhiên cười nói. Em biết cảm giác của mình với cô ấy là gì rồi. Chính là nghe giọng cô ấy mềm quá, nhẹ quá, làm cho người ta nghe cảm thấy rất buồn ngủ. Có phải bình thường cô ấy nói chuyện rất chậm rãi, tính cách cũng rất mềm mỏng hay không? Hạ Tưởng bị bộ dạng của cô làm cho bật cười, liền giơ tay lên khẽ véo tai cô. Được rồi, đừng có thích nghe ngóng chuyện quá khứ nữa. Nói xem hôm nay em muốn đi đâu. Trước hết anh phải thanh minh, anh chỉ có thể đi cùng em nửa ngày, buổi chiều còn phải đi họp. Tào Thù Lê bĩu môi. Em chỉ không rõ vì sao thôi. Chỉ cần hai người ở cùng một chỗ vô cùng vui vẻ, thoải mái, có gì không tốt chứ? Chỉ cần vui vẻ, chịu khổ chút, mệt chút có là gì? Hơn nữa ở lại thành phố Yến tốt hơn nhiều so với việc ở trong một thị trấn nho nhỏ. Thật là không có tầm mắt. Hạ Tưởng cười cười không nói gì. Tào Thù Lê nói thật không sai, nhưng xuất thân của mỗi người khác nhau sẽ quyết định tầm mắt khác nhau. Cô là thiên kim tiểu thư nhà giám đốc Sở, từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, không biết trong cuộc sống có rất nhiều điểm không như ý muốn. Trên thế gian này, có rất nhiều phụ nữ yêu thích hư vinh. Chân chính thực hiện lời hứa sống với nhau đến đầu bạc răng long có lẽ chỉ là trong truyền thuyết. Phụ nữ và đàn ông, ngoại trừ sinh lý khác nhau thì theo đuổi về vật chất và hưởng thụ là như nhau, chẳng qua có người biểu hiện rõ ràng, có người không biểu hiện quá rõ ràng mà thôi. Cuộc đời có rất nhiều điều không được như ý. Đương nhiên, so với rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà cán bộ cao cấp vốn luôn cao ngạo như mây trên trời, Tào Thù Lê là một cô giá rất đáng yêu, rất dễ thương, rất không tồi. Tào Thù Lê đột nhiên nhớ tới cái gì, lại cười hì hì ôm cánh tay Hạ Tưởng. Lần trước ở siêu thị Giai Gia, không phải em đã giả vờ làm bạn gái anh sao? Dường như không làm anh mất mặt nhỉ, nếu không hôm nay em lại giả vờ một lần, để cho Dương Bối thấy lựa chọn của cô ấy là sai lầm thế nào. Cho cô ấy hối hận chết luôn. Hạ Tưởng bị vẻ mặt kiên quyết, tức giận và bất bình của Tào Thù Lê làm cho bật cười. Nếu chẳng may cô ấy vừa thấy em liền hối hận, cứ muốn quay trở lại tìm anh, nối lại tình yêu với anh, thì làm sao bây giờ? Ngốc thế! Tào Thù Lê giơ tay lên cốc đầu Hạ Tưởng. Ngựa tốt không ăn cỏ đã cũ, cô ấy đã không phải ngựa tốt, chẳng lẽ anh cũng không phải? Ý ngầm là có cỏ mới để chọn, vậy mà còn quay lại ăn cỏ cũ, đó khẳng định là đồ ngốc. Hạ Tưởng bị Tào Thù Lê mắng là ngốc, cũng không tức giận mà chỉ cười ngây ngô gãi đầu, lại bị cô tóm lấy tay kéo xuống. Đừng có gãi đầu, vừa nhìn thấy anh gãi đầu, em lại nghĩ ngay là anh đang có ý tưởng hư hỏng gì đó. Như vậy mà cũng có thể nhìn ra, Hạ Tưởng không còn gì để nói, đành phải nhận thua. Hắn chuẩn bị mang Tào Thù Lê đi tìm Mễ Huyên thì điện thoại đổ chuông, không ngờ là Trịnh Khiêm gọi tới. Giọng Trịnh Khiêm có vẻ khá lo lắng. Thư ký Hạ, cậu ở đâu? Tôi có việc tìm cậu. Xảy ra chuyện gì à? Hạ Tưởng cũng sửng sốt. Trong ấn tượng của hắn, Trịnh Khiêm vẫn luôn có vẻ không bao giờ hoang mang, đây là lần đầu tiên nghe giọng của y hơi kinh hoàng, thất thố. Hắn trả lời. Tôi đang ở nhà khách huyện ủy, có việc gì xin ngài cứ nói, Phó Bí Thư Trịnh. Chương 119, ý đồ của Liên Nhược Hạm và sự thông minh của Tào Thù Lê. Qua lời kể của Trịnh Khiêm, Hạ Tưởng biết được chuyện gì xảy ra. Thì ra là Liên Nhược Hạm tới phòng công an huyện, đề xuất bồi thường chiếc xe bị cô đâm hỏng theo giá cả thị trường. Vương Quan Thanh đương nhiên không dám lấy, cũng không có cách nào nhận. Xe Vương Minh lái là xe buôn lậu, không có giấy tờ thủ tục đầy đủ. Y là trưởng phòng công an, nếu thật sự truy cứu ra còn phải xét tới trách nhiệm bao che của Y. Đừng nói đòi tiền, Y còn đang hận không thể sớm tiêu hủy xe đi càng nhanh càng tốt. Nhưng tính các Liên Nhược Hạm quật cường, nhất định đòi bồi thường. Vương Quan Thanh gặp phải đại gia cứng đầu như vậy không chống đỡ được, đành phải ra mặt nhận cô đưa 100.000 tệ. Kỳ thật chiếc Nissan Bluebird này là buôn lậu, chỉ mua mất 50.000 tệ, Liên Nhược Hạm cho 100.000. Coi như buôn bán lời 50.000 tệ. Vương Quan Thanh lại không dám, cảm thấy dường như đối phương đang muốn hãm hại mình. Sau khi đưa tiền, Liên Nhược Hạm cũng không đi ngay mà đề xuất muốn gặp người thứ tư có mặt ở hiện trường lúc đó. Lời của cô cũng rất rõ ràng, lúc ấy đám người Vương Minh tổng cộng có 4 người, 3 người bị cô đánh ngã, người kia không hề ra tay chỉ luôn đứng tại chỗ bảng quan, cho nên cô muốn gặp mặt y một lần. Về phần cô có mục đích gì thì cô đã không nói. Không ai dám hỏi.
Người thứ tư chính là Trịnh Đào, Vương Quan Thanh biết rất rõ liền vội vàng nói cho Trịnh Khiêm. Trịnh Khiêm vừa nghe thấy lập tức nóng nảy. Đây là người ta muốn tính sổ nốt, ba người đều nằm trong bệnh viện, chỉ còn lại một đứa cũng không thể buông tha. Không cho vào nằm viện thì ít nhất cũng phải đánh cho nằm bò ra đất. Trong lúc tuyệt vọng không nghĩ ra thứ gì để nắm, y nhớ tới Hạ Tưởng nói có chứng cứ có thể chứng minh cho sự trong sạch của Trịnh Đào, liền vội vàng tìm Hạ Tưởng nhờ giúp đỡ. Trịnh Khiêm gặp khó, Hạ Tưởng không thể ngồi yên được. Có cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? Hắn lập tức đáp ứng. Treo điện thoại, hắn nói với Tào Thù Lê. Cô bé Lê, anh có việc phải tới phòng công an một chuyến. Em có muốn đi cùng không? Tào Thù Lê không muốn. Em nghe hết rồi đấy. Anh muốn đi gặp chị xinh đẹp lái ô tô phải không? Em cũng muốn đi, em cũng muốn trông thấy chị ấy. Chị lái ô tô, cô ta tên là Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng cười cười, cảm thấy Tào Thù Lê đi cũng không có gì xấu. Nếu chẳng may Liên Nhược Hạm khó đối phó, có thể để cô ra mặt. Mỹ nữ gặp mỹ nữ, có lẽ sẽ có nhiều điểm chung. Đừng gọi cô ta là chị, cô ta chưa chắc đã lớn hơn em, chỉ là ra vẻ hoành tráng thôi. Liên Nhược Hạm ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc của Vương Quan Thanh. Vẻ mặt cô thản nhiên, vừa không ngạo mạn cao cao tại thượng, lại vừa không có sự lạnh lùng từ chối người từ ngoài ngàn dặm, mà chính là khiến người ta có cảm giác vô cùng thản nhiên, cảm thấy không thể cân nhắc được cô, đồng thời khó có thể tiếp cận. Vương Quan Thanh ngồi không ổn, đứng cũng không xong, tự mình mang nước tới cho cô lại không tìm được lời nào để nói, bị cô hỏi một câu. Người tôi chờ khi nào thì tới? Vương Quan Thanh thầm mắng Trịnh Khiêm đớn hèn, khi gặp việc thì toàn lùi lại phía sau. Mình gọi điện thoại đã nửa giờ mà còn chưa thấy người đâu cả. Đường đường phó bí thư huyện ủy mà như vậy, quả thật là mất mặt. Không biết tại sao, trong lòng y bỗng nhiên nảy lên một ý niệm, nếu Lý Đình Sơn gặp phải việc này, khẳng định sẽ không lùi về phía sau mà sẽ chủ động đứng ra nhận trách nhiệm. Vương Quan Thanh hoảng sợ, y cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên nghĩ như vậy. Đúng lúc y còn đang kinh hoàng vì ý niệm trong đầu mình thì chợt có tiếng gõ cửa. Y vội vàng ra mở cửa, thấy Hạ Tưởng đang mỉm cười thản nhiên đứng ở cửa. Vương Quan Thanh sửng sốt, trong đầu lại đột nhiên nảy ra một ý niệm, sao nụ cười trên mặt Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm lại giống nhau như vậy, quả thật như từ cùng một khuôn đúc ra. Sự thản nhiên đó như thể hết thảy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lạ thật, thật sự là quá lạ, Hạ Tưởng còn nói không biết Liên Nhược Hạm. Có khi việc này là do hắn và cô ta âm thầm làm ra. Trong lòng nghĩ vậy, Vương Quan Thanh vừa hận vừa sợ Hạ Tưởng, vội vàng đón hắn vào phòng. Tào Thù Lê đi theo phía sau Hạ Tưởng, không đợi Vương Quan Thanh nói chuyện, cô đã tự nhiên thoải mái gật đầu với y, cười nói. Chào trưởng phòng Vương, tôi là bạn của Hạ Tưởng. Vương Quan Thanh cũng mỉm cười gật đầu, xem như tiếp đón, nhưng trong lòng thầm mắng, Hạ Tưởng tìm được bạn gái đẹp như vậy ở đâu thế? Huyện Bá là một nơi nghèo khổ, bình thường rất ít khi thấy mỹ nữ, hôm nay làm sao vậy, mỹ nữ thành đàn. Hạ Tưởng vừa vào cửa, Trịnh Khiêm cũng xuất hiện phía sau. Tuy nhiên y không mang Trịnh Đào cùng vào mà bảo Trịnh Đào chờ ở phòng bên cạnh, chờ xem có thể không cần gặp hay không, xem tình hình cụ thể rồi nói sau. Trịnh Khiêm vừa vào cửa đã thấy Hạ Tưởng đang ở đó, trong lòng cũng bình tĩnh lại rất nhiều, liền chủ động chào hỏi Hạ Tưởng. Thư ký Hạ đến rồi à, vất vả. Vương Quan Thanh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Trịnh Khiêm chủ động chào hỏi Hạ Tưởng, còn cười tươi ra mặt, chẳng lẽ là Trịnh Khiêm và Lý Đình Sơn kết thành đồng minh? Không thể nào, không phải là y vừa mới thảo luận điều kiện xong với Lưu Thế Hiên sao? Như thế nào vừa đảo mắt đã thay đổi? Làm người không thể thay đổi thất thường như vậy được chứ? Trịnh Khiêm cũng không để ý tới Vương Quan Thanh mà chỉ tùy ý nhìn y một cái, sau đó có vẻ hơi kính cẩn đi tới trước mặt Liên Nhược Hạm, cười nói. Tiểu thư Liên, trong sự kiện đánh nhau lần trước, có một người luôn đứng ở bên cạnh nhìn xem. Hắn sợ hãi không nhẹ, hơn nữa hắn cũng không ra tay, cô xem, có thể không truy cứu trách nhiệm của hắn hay không. Tuy rằng không biết lai lịch của Liên Nhược Hạm thế nào, nhưng có thể khiến Thẩm Phục Minh hấp tấp gọi điện thoại tới, vậy thì một phó bí thư huyện ủy nho nhỏ như mình tuyệt đối không thể trêu vào người như vậy. Bởi thế y phải ăn nói khép nép cầu xin. Hôm nay Liên Nhược Hạm không ăn mặc bộ bò nóng bỏng hôm trước mà đổi một bộ quần áo thoải mái, tóc không buộc đuôi ngựa mà tùy ý thả phía sau lưng, ngược lại khiến cô tăng thêm không ít hương vị thục nữ. Hơn nữa vẻ mặt cô thản nhiên, ánh mắt tịch mịch, tựa như một bông lan trong thung lũng không người.
Từ cách ăn mặc và vẻ mặt của cô, trong lòng Hạ Tưởng thầm kết luận hôm nay không phải cô cố ý tới đây tìm người, có lẽ có tính toán khác. Liên Nhược Hạm ngẩng đầu nhìn Trịnh Khiêm một chút. Phó Bí Thư Trịnh, nếu đã mang Trịnh Đào tới đây rồi thì để tôi và hắn ta gặp mặt một lần. Cũng không có vấn đề gì chứ. Trịnh Khiêm suýt nữa toát mồ hôi đầm đìa. Người ta chẳng những biết rõ ràng mình là ai, ngay cả việc mình mang theo Trịnh Đào tới cũng đoán được, quả nhiên là lợi hại. Việc đã tới nước này, y cũng không thể nói gì hơn, đành phải xấu hổ gật đầu, đang muốn quay người đi ra đưa Trịnh Đào vào thì Hạ Tưởng đoạt trước một bước. Để tôi đưa Trịnh Đào vào. Phó Bí Thư Trịnh cứ nói chuyện với Tiểu Liên. Tiểu Liên, Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh ngơ ngác nhìn nhau. Hạ Tưởng là có ý tứ gì? Sao lại nói chuyện với Liên Nhược Hạm tùy ý như vậy? Là hắn không biết lai lịch của cô không hề đơn giản, hay là hắn có quan hệ quen thuộc với cô? Hạ Tưởng vừa đi, Trịnh Khiêm mới chú ý thấy Tào Thù Lê, đoán rằng cô có thể là bạn gái của Hạ Tưởng, liền nhiệt tình nói mấy câu. Tào Thù Lê đối đáp rất tự nhiên. Cô đã gặp rất nhiều quan chức cấp phó tỉnh, một phó bí thư huyện ủy chẳng phải gì to tát trong mắt cô. Nói với Trịnh Khiêm mấy câu, cô liền mượn cơ hội đi tới trước mặt Liên Nhược Hạm, tự ngồi xuống trước mặt Liên Nhược Hạm, hai tay chống má, như thể một cô bé tò mò, nhìn Liên Nhược Hạm chằm chằm không chớp mắt. Liên Nhược Hạm có thể khinh thường những kẻ tham luyến sắc đẹp của mình, có thể không thèm để ý tới ánh mắt người khác hâm mộ mình, nhưng lại không thể thờ ơ ánh mắt ngây thơ trong trẻo của Tào Thù Lê. Sau một lát, cô tức giận nói. Nhìn cái gì vậy, đã nửa ngày, còn chưa nhìn đủ à? Chị xinh đẹp như vậy, sao em có thể nhìn đủ chứ? Tào Thù Lê như thể không thấy Liên Nhược Hạm đang trợn mắt, vẫn cười rất hồn nhiên. Trước kia luôn có người nói em rất xinh đẹp, hiện tại mới biết được, so sánh với chị, em luôn cảm thấy mình kém một cái gì đó. Chị nói xem, vì sao em luôn cảm thấy trong sự xinh đẹp của chị có một thứ gì đó không nói nên lời khiến người ta trầm mê. Nếu một người đàn ông khen cô ngay trước mặt, Liên Nhược Hạm chẳng những sẽ không để ý tới hắn mà còn có thể cho rằng hắn có ý đồ khác, có khi còn đánh hắn một trận. Nhưng hiện tại lại là một thiếu nữ xinh đẹp, thanh lịch động lòng người, rồi lại khờ dại vô hại, không hề che giấu vẻ hâm mộ trong mắt, dùng giọng điệu rất bình thường để nói ra khí chất và sự xinh đẹp của cô, cho dù Liên Nhược Hạm có kiêu ngạo, từ chối người từ ngoài ngàn dặm cũng không tránh khỏi tâm thần rung động. Cô nhoẻn miệng cười với Tào Thù Lê. Cô em, kỳ thật em cũng cực kỳ xinh đẹp. Thật đấy, sự xinh đẹp của em giống như pha lê, thuần khiết mà trong trẻo, lại giống như một bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thuần khiết như tiên nữ. Liên Nhược Hạm cười như một bông lan cô độc đón gió, lại như mặt trời mới lên tỏa hào quang bốn phía. Chẳng những Tào Thù Lê nhất thời kinh ngạc đến ngây người mà ngay cả Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh ở bên cạnh cũng không tự chủ nín thở. Hai người đều nghĩ, chẳng trách cô vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng không cười, hóa ra khi cô cười lên như vậy trông thật dễ thương. Nếu lúc nào cũng cười, vậy làm sao còn vẻ cao ngạo nữa? Tào Thù Lê bịt mắt lại, lắc đầu nói. Không nhìn, không dám nhìn, nhìn nữa em sẽ phải hâm mộ tới chết. Chị Liên, da chị đẹp như vậy là dùng đồ trang điểm gì? Còn nữa, chị có biết rằng gió thảo nguyên rất cứng, rất dễ làm thương tổn làn da không? Chị cũng nên cẩn thận. Liên Nhược Hạm kinh ngạc kêu lên một tiếng, sờ mặt theo bản năng. Khó trách mấy hôm nay chị luôn cảm thấy mặt hơi ngứa, hóa ra là bị gió thổi. Em gái, nếu không có em nhắc nhở, còn không biết chị sẽ bị gió thổi thành bộ dạng gì nữa. Đúng rồi, em tên là gì? Có biện pháp gì để bảo vệ làn da hay không? Giữa phụ nữ vĩnh viễn không thiếu những câu chuyện về đề tài thẩm mỹ. Liên Nhược Hạm vốn có bề ngoài lạnh lùng làm người ta khó tiếp cận. Nhưng khi trò chuyện với Tào Thù Lê về vấn đề thẩm mỹ thì cũng giống như những mỹ nữ bình thường khác, hỏi đông hỏi tây, cực kỳ chú ý, khiến Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh ở bên cạnh đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đành phải giữ vẻ mặt tươi cười, cẩn thận đứng ở một bên. Trịnh Khiêm còn tốt một chút, bởi vì có chuyện nhờ và Hạ Tưởng nên không có ý tưởng gì đối với Tào Thù Lê. Vương Quan Thanh thì không như vậy, Liên Nhược Hạm là người có hậu trường, nhưng Tào Thù Lê là ai, y không biết. Cho rằng cô chỉ là con gái nhà bình thường, vậy mà dám ngồi ở phòng làm việc của trưởng công an huyện, không coi ai ra gì bàn tán mấy đề tài của đàn bà con gái. Trong lòng y rất không tự nhiên, muốn tìm một cơ hội gõ Tào Thù Lê vài câu. Vốn Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm vẫn nói chuyện không ngừng, y không hề có cơ hội xen mồm vào. Chủ yếu là y không dám ngắt cuộc đối thoại của hai người, sợ khiến Liên Nhược Hạm mất hứng.
Vừa lúc di động của Tào Thù Lê đổ chuông, cô đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại, chỉ lát sau trở lại phòng thì bị Vương Quan Thanh chặn cửa. Cô là bạn gái của thư ký hạ. Vương Quan Thanh nhìn như vô tình đứng ở cửa nhưng kỳ thật chặn cửa lại kín mít, hiển nhiên là không muốn cho Tào Thù Lê đi vào. Tào Thù Lê hơi gật đầu, quét mắt vào trong phòng, thấy Liên Nhược Hạm lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, liền nói. Trưởng phòng Vương là cán bộ làm từ cơ sở lên, trình độ chính trị khá cao, không hề kém mấy so với Cục trưởng Cục Công an thành phố Yến. Sau khi trở về, tôi phải nói với Tôn Thúc, để chú ấy bớt tác phong quan liêu đi, giữ tác phong chân thật một chút. Tôi ghét nhất là bộ dạng ông ấy dở giọng, hầm hầm hừ hừ như thể ăn bị nghẹn vậy. Chỉ một câu đã ép cho câu nói tiếp theo của Vương Quan Thanh nghẹn trở về. Y lùi lại phía sau một bước theo bản năng, để lộ lối ra, tim đập loạn xạ không ngừng. Không hiểu cô bé này có lai lịch gì, nói chuyện khá có trình độ, còn ám chỉ cô và Cục trưởng Cục Công an thành phố Yến có quan hệ không bình thường. Cục trưởng Cục Công an thành phố Yến là cấp bậc gì, là cấp bậc phó giám đốc sở. Mình còn kém người ta nhiều lắm, nghe giọng điệu tùy ý của cô, còn nói phải góp ý thẳng trước mặt với Cục trưởng Cục Công an thành phố Yến, Vương Quan Thanh có ngốc cũng hiểu được, Tào Thù Lê đang ám chỉ với y rằng, cô cũng là người có thân phận. Trong lòng Vương Quan Thanh vô cùng ảo não, vốn tưởng rằng Tào Thù Lê nhìn rất ngây thơ, dễ bắt nạt, không ngờ mình còn chưa nói lời nào ra khỏi mồm đã bị người ta đá trở về một cú lợi hại. So sánh với Liên Nhược Hạm cao cao tại thượng không thể với tới. Tào Thù Lê cũng là một người kiêu ngạo, tuy nhiên tính cách cô hiền hòa, chỉ cần không chọc cô là được. Một khi chọc cô cũng sẽ cực kỳ thông minh cho kẻ đó ngậm quả bồ hòn làm ngọt. Vương Quan Thanh phẫn nộ trở lại phòng, thấy Tào Thù Lê lát ngồi đối diện với Liên Nhược Hạm. Y và Trịnh Khiêm liếc nhau một cái, nghĩ thầm rằng một phó bí thư huyện ủy, một trưởng phòng công an huyện, lại phải ngồi tiếp hai cô bé 20 tuổi, nói ra có phải cực kỳ mất mặt hay không. Tào Thù Lê thả di động vào trong túi, nhún vai bất đắc dĩ nói. Ba em luôn lo lắng cho em, gần như ngày nào cũng gọi điện thoại khiến em cũng hoảng. Mình đâu phải bé con 10 tuổi chứ, đâu cần phải quan tâm tới mức đó. Chị Liên, ba chỉ có như vậy không? Trên mặt Liên Nhược Hạm hiện lên một tia mất mát. Ba chị thì ngược lại, ông ấy chưa bao giờ quản chị, cả năm cả tháng chị không được gặp ông ấy lần nào. Không nói tới ông ấy nữa. Ông ấy không quản càng tốt, chị một mình tiêu dao tự tại chẳng phải càng tốt sao? Chị rất hâm mộ em có một ông bố quan tâm tới con gái như vậy. Cô hạ thấp giọng, rốt cục cũng lộ ra một mặt mềm yếu. Tào Thù Lê không nghĩ ra được dùng lời nào để an ủi cô, đành phải chuyển đề tài. Sao hạ tưởng còn không trở lại nhỉ? Lúc này Liên Nhược Hạ mới nhớ tới mục đích mình tới đây, sắc mặt liền lạnh xuống, quay đầu nói với Vương Quan Thanh. Trưởng phòng Vương, có phải định kéo dài tới tận tối hay không? Vương Quan Thanh thầm mắng Trịnh Khiêm, không dựa vào ai lại dựa vào Hạ Tưởng, tìm người mà sao lại lâu thế chứ? Đồng thời, y cũng thầm kinh ngạc vì Liên Nhược Hạm biến đổi sắc mặt cực nhanh, sự tương phản to lớn đó khiến người ta giật mình. Vừa mới trò chuyện vui vẻ với Tào Thù Lê, hiện tại lại như thay đổi thành người khác, lạnh lẽo như băng xương, hơn nữa còn có một khí thế bức bách người ta, khiến y thậm chí còn không dám thở mạnh. Cho dù đối mặt bí thư huyện ủy và bí thư thành ủy, y cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Trịnh Khiêm cũng buồn bực, sao Hạ Tưởng còn chưa trở lại. Y đang định đi xem thì Hạ Tưởng và Trịnh Đào một trước một sau đẩy cửa tiến vào. Vừa vào cửa, Hạ Tưởng trước hết gật đầu với Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh, sau đó dẫn Trịnh Đào tới trước mặt Liên Nhược Hạm, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi khuyên bảo cậu ta nửa ngày. Cậu ta mới dám gặp cô. Thứ nhất là cậu ta chưa bao giờ gặp mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thứ hai là cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện chấn động như vậy. Cô tha thứ cho cậu ta một chút. Nếu là lúc trước, Liên Nhược Hạm khẳng định sẽ không thèm quan tâm tới lý lẽ của Hạ Tưởng, tuy nhiên hiện tại nể mặt mũi Tào Thù Lê, cô khẽ hừ một tiếng xem như đáp lại, sau đó nhìn Trịnh Đào một chút, hỏi. Cậu có học trung học không? Nhìn dáng vẻ cậu hào hoa phong nhã. Sao có thể lăn lộn cùng một chỗ với mấy người xấu như vậy? Trịnh Đào có vẻ khẩn trương quay đầu liếc Hạ Tưởng một cái, thấy Hạ Tưởng gật đầu với mình, trong lòng cũng bình tĩnh lại rất nhiều, cố gắng mỉm cười nói. Chị Liên, không phải em cố ý, em cũng không phải là chủ tâm mà chính là bị Vương Minh kéo đi chơi. Bình thường em cũng không lui tới gì với hắn ta, hôm đó hắn ta muốn rủ em đi ăn cơm cùng,
không ngờ lại va chạm với chị. Chị là người lớn xin rộng lượng, không chấp nhặt với em có được không? Chị thấy em nhát gan như vậy, chị mà tức giận, em sẽ sợ tới mức chết khiếp. Nếu không chị đừng nóng giận, cứ mắng em hai câu, nếu vẫn chưa hết giận cứ đá em một phát. Tuy nhiên đừng đá quá mạnh, em sợ đau. Phì! Liên Nhược Hạm vẫn mặt mũi lạnh lùng cũng phải bật cười thành tiếng. Cô phất tay nói. Đừng khẩn trương, tôi chưa nói là sẽ phạt cậu. Chính là tôi thấy bộ dạng gầy gò của cậu khá giống với em trai tôi nên muốn giáo dục cậu vài câu. Đừng có ngày nào cũng lăn lộn cùng chỗ với đám lưu manh không học vấn, không nghề nghiệp, không có ích lợi gì đâu, cuối cùng còn có thể tự làm hại chính mình. Cậu nhát gan cũng là chuyện tốt, còn hơn đám người không biết trời cao đất rộng coi trời bằng vung. Được rồi, đừng run nữa, muốn đi thì đi đi. Trịnh Đào như thể được đại xá, cúi đầu nói. Cảm ơn chị. Không ngờ quay người quá vội, đầu đụng phải bàn, bật lên một tiếng như gõ trống. Y ôm đầu, vẫn gượng cười ngượng ngùng. Liên Nhược Hạm cũng bị bộ dạng buồn cười của y làm cho buồn cười, liền che miệng cười. Trong lúc nhất thời, không khí dịu đi rất nhiều. Trịnh Khiêm biết con mình không thể nào nói ra được những lời như vậy, hiện tại mới hiểu được tại sao Hạ Tưởng lại đi lâu như thế, thì ra là dạy Trịnh Đào cách giải vây như thế nào. Trong lòng y không kìm nổi nảy sinh cảm kích. Thoáng quay sang gật đầu với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng khiêm tốn cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, không muốn kể công. Thái độ cẩn thận đoan chính của hắn càng khiến Trịnh Khiêm có thiện cảm. Nhìn sang Vương Quan Thanh vẻ mặt xấu hổ đứng ở bên cạnh, nhớ tới lời Liên Nhược Hạm chỉ chó mắng mèo vừa rồi, lại liên tưởng tới giáp tâm hiểm ác của Vương Quan Thanh muốn kéo mình vào, y càng cảm thấy bộ mặt của Vương Quan Thanh càng đáng ghét. Không ai ngờ Liên Nhược Hạm muốn gặp mặt Trịnh Đào chỉ là vì một lý do đơn giản như vậy. Vương Quan Thanh và Trịnh Khiêm đều nghĩ cô muốn tìm Trịnh Đào là để tính toán sổ sách, nhưng không ngờ lại chỉ cảnh cáo Trịnh Đào một câu. Điều này khiến hai người không hiểu chút nào, chỉ có Hạ Tưởng không giật mình mấy. Tuy rằng hắn không quá hiểu biết về Liên Nhược Hạm nhưng cũng biết rằng với thân phận của Liên Nhược Hạm, cô không đáng để tâm tới chuyện nhỏ như vậy. Cô tới tìm Trịnh Đào khẳng định là có ý tưởng khác. Với tính cách và thân phận của cô, làm những sự việc trái với lẽ thường cũng là rất bình thường. Hạ Tưởng cũng không hề ngạc nhiên mấy. Liên Nhược Hạm đứng dậy cáo từ. Cô không để ý tới Hạ Tưởng, chỉ khẽ gật đầu với Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh, lại mỉm cười với Tào Thù Lê. Nhớ gọi điện thoại cho chị, chúng ta còn rất nhiều lời muốn nói. Tào Thù Lê kéo tay Liên Nhược Hạm, mắt nhìn Hạ Tưởng. Khi em tìm chị nói chuyện, có thể mang anh ấy đi cùng hay không? Chương 120, nên xuống tay thì tuyệt đối không nương tay. Liên Nhược Hạm liếc Hạ Tưởng một cái, không trả lời câu hỏi của Tào Thù Lê. Cũng may là mấy người đang ở bên ngoài nói chuyện, không để Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh nghe được. Cho dù như vậy, Hạ Tưởng vẫn cảm thấy hơi bị mất mặt. Tào Thù Lê không hề có ý giễu cợt hắn mà an ủi nói. Chị Liên chính là mặt lạnh tâm nóng, muốn chị ấy tiếp nhận anh, cần phải có một quá trình. Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh mỗi người một tâm tư, tự mình đưa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê xuống lầu. Vương Quan Thanh đưa tiễn hoàn toàn là nể mặt Trịnh Khiêm, bởi vì Phó Bí Thư Trịnh đã mở miệng thì y không có tư cách từ chối. Trịnh Khiêm thì đang cảm kích vì Hạ Tưởng giải vây cho mình, mặt khác cũng đang âm thầm đoán quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm. Cho dù Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm không quá thân quen nhưng bạn gái của hắn và Liên Nhược Hạm dường như rất có khả năng sẽ kết thành bạn tốt. Đây là một cơ hội tốt không thể bỏ qua, chỉ cần quan hệ tốt với Hạ Tưởng, bởi vì có Tào Thù Lê. Không cần phải lo lắng một ngày nào đó Liên Nhược Hạm lại tìm tới cửa. Trịnh Khiêm rất đau đầu vì phong cách làm việc quái đản của Liên Nhược Hạm, không biết rốt cục cô có chân chính tha thứ cho Trịnh Đào hay không. Đồng thời khiến hắn không yên lòng chính là, không phải Hạ Tưởng vẫn nói có chứng cứ hiện trường chứng minh Trịnh Đào trong sạch hay sao? Phải chuẩn bị tốt cả hai tay, làm tốt quan hệ với Hạ Tưởng, gián tiếp tạo ấn tượng tốt với Liên Nhược Hạm, không để cô tìm Trịnh Đào gây phiền toái. Về phương diện khác chính là, nếu chẳng may Liên Nhược Hạm trở mặt, có chứng cớ trong tay Hạ Tưởng, ít nhất cũng có thể đối mặt với lửa giận của Bí Thư Thẩm, cũng tiện có lý do thoái thác, đổ tội lên đầu Vương Minh. Nghĩ đến Vương Minh, Trịnh Khiêm quay đầu lại liếc Vương Quan Thanh một cái, thấy y sắc mặt âm trầm, vẻ mặt không vui, liền nghĩ, nếu không phải ông dung túng cho thằng cháu không nên thân kia làm bậy thì làm gì có sự việc ngày hôm nay. Vương Minh là gieo gió gặt bão, Trịnh Đào chỉ là bị liên lụy.
Tuy rằng Vương Quan Thanh không thể hoàn toàn đoán được tâm tư của Trịnh Khiêm nhưng ít nhiều cũng hiểu được một chút, chính là Trịnh Khiêm rất có ý kiến đối với mình. Nhưng vì đã đắc tội Liên Nhược Hạm, vì khiến bí thư Thẩm an tâm, bắt buộc phải đưa Trịnh Khiêm ra. Dù sao một phó bí thư càng có sức thuyết phục hơn là một trưởng phòng công an huyện như mình. Y cũng biết rõ sự tình Trịnh Đào vừa rồi khẳng định là chủ ý của Hạ Tưởng. Điều này càng làm y cân nhắc không ra, Trịnh Khiêm và Hạ Tưởng đi lại gần gũi với nhau như vậy từ khi nào. Như vậy chẳng phải là thuyết minh Trịnh Khiêm đã quyết tâm đứng vào cùng một chiến tuyến với Lý Đinh Sơn sao? Càng làm cho hắn lo lắng chính là, cô bạn gái xinh đẹp của Hạ Tưởng nhìn qua thì tưởng như một cô sinh viên ngây thơ, đơn giản nhưng chỉ nói vài câu đã kéo gần quan hệ với Liên Nhược Hạm. Y không biết Liên Nhược Hạm là ai, y cũng không quan tâm tới bối cảnh của Tào Thù Lê, y chỉ biết một điều, chỉ cần Liên Nhược Hạm tức giận, bí thư Thẩm sẽ nổi giận. Bí thư Thẩm mà nổi giận, y sẽ gặp tai ương. Phó bí thư Trịnh cố ý đưa Hạ Tưởng xuống dưới lầu, Vương Quan Thanh cũng đành phải đi theo, trong lòng thầm oán giận Trịnh Khiêm tự hạ thân phận mình. Phó bí thư huyện ủy phải tiễn thư ký của bí thư huyện ủy, truyền ra ngoài quả thật là mất mặt. Xuống dưới lầu. Trịnh Khiêm còn muốn đưa thêm vài bước nữa thì bị Hạ Tưởng hơi cung kính ngăn lại. Hạ Tưởng biết Trịnh Khiêm không yên lòng về chuyện chứng cớ trong tay mình, liền rút biên lai trong túi ra, nói. Phó bí thư Trịnh, lúc ấy ở hiện trường đánh nhau, vừa lúc tôi có một chiếc máy ảnh, đã chụp lại toàn bộ quá trình. Bởi vì tôi sợ kỹ thuật rửa ảnh ở huyện Bá không tốt lắm liền gửi về một người bạn ở báo Triều tỉnh Yến, nhờ anh ta rửa ảnh giúp tôi. Cuộn phim đã gửi ngày hôm qua. Chiều nay hẳn là nhận được rồi. Để tối tôi liên lạc với anh ta một chút, bảo anh ta rửa ảnh ra và gửi lại cho tôi. Trịnh Khiêm biến đổi sắc mặt mấy lần, từ đỏ sang xanh, trong lòng đủ loại cảm giác, không biết tả là gì, hoảng sợ, lo lắng hay là khiếp sợ. Ánh mắt y dừng lại mấy giây trên nụ cười rất chân thành của Hạ Tưởng, lại nhanh chóng rời ánh mắt đi, trong lòng hiện rõ một cảm giác mất mát. Hạ Tưởng rõ ràng là muốn nắm thì cố tình thả ra. Phim ảnh đã gửi về thành phố Yến trước, rốt cục trong đó có những gì thì chỉ có một mình hắn biết. Sau khi hắn rửa ảnh xong, cho dù có đưa cho mình xem trước thì cũng chỉ là những bức ảnh đã qua lựa chọn cố ý của hắn. Ai mà biết được hắn còn giấu tấm nào sau lưng hay không? Hơn nữa còn cố ý gửi tới báo Triều tỉnh Yến, đây là uy hiếp hay là? So sánh với cảm giác lạnh toát của Trịnh Khiêm, Vương Quan Thanh nghe thấy lời Hạ Tưởng chỉ cảm giác như một quả bom đột ngột nổ tung. Đứng sững sờ tại chỗ như hóa thạch, mắt trợn tròn, mồm há hốc. Sự tự tin tích lũy mười mấy năm sụp đổ trong nháy mắt. Bỗng nhiên y cảm thấy mình vô cùng khổ sở, bất lực. Dù là Lưu Thế Hiên hay Thẩm Phục Minh đều thế, cho dù bọn họ có quyền lực lớn đến đâu, cho dù có thể lấy thúng úp voi ở huyện Bá và thành phố Chương Trình, nhưng cũng không thể quản được thành phố Yến, càng không thể quản được báo Triều tỉnh Yến. Hạ Tưởng quá thông minh, cũng quá ác hiểm. Hắn đã bày đặt kế hoạch rất tốt. Vậy mà lại giấu giếm không nói, hiện tại mới lấy biên lai ra, nói hắn có chụp ảnh hiện trường, hơn nữa còn gửi tới thành phố Yến. Trong nháy mắt, dường như Vương Quan Thanh đi từ giữa mùa hè nóng bỏng vào giữa mùa đông giá rét, suýt nữa lạnh phát run. Y sao có thể không rõ ý tứ của Hạ Tưởng chứ? Hôm qua gửi nhưng hôm nay mới nói, chính là muốn cho đủ thời gian bưu phẩm tới nơi, không cho y cơ hội giữ bưu phẩm lại. Vương Quan Thanh nhìn Hạ Tưởng đầy âm độc. Trẻ tuổi có năng lực hơn người, tâm tư sâu sắc, suy nghĩ kín đáo, không hề kém chút nào so với một công an kỳ cựu như y. Hắn chỉ ung dung thản nhiên đã khiến y ngã một cú đau. Ai chà! Tào Thù Lê chợt nói một câu, không biết là nhắc nhở Hạ Tưởng hay muốn lửa cháy đổ thêm dầu với Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh. Hạ Tưởng, anh nên gọi điện thoại trước cho bạn của anh, bảo anh ấy ngàn vạn lần đừng mang ảnh anh chụp đi đăng báo, sẽ bôi đen hình tượng huyện Bá. Hiện tại báo Triều tỉnh Yến đang muốn xây dựng thương hiệu, chuyên môn đăng các bài viết vạch trần các điểm xấu của mọi nơi. Vì tăng số lượng bản phát hành của mình, lá gan bọn họ cũng lớn thật, không hề nể mặt bất cứ ai. Ba em tốt xấu gì cũng là cấp giám đốc sở, lần trước ở sở có chút chuyện, ba em gọi điện thoại tới cũng vẫn không được, vẫn phát hành tin ra, khiến ba em tức giận mất mấy ngày. Trịnh Khiêm lùi lại phía sau một bước. Vừa lúc tựa vào một gốc cây to trước tòa nhà mới có thể đứng vững được thân mình. Vương Quan Thanh thì thân mình lảo đảo, hai mắt tối sầm. Nếu Trịnh Khiêm không giơ tay kéo y lại, có lẽ y đã ngã lăn ra đất. Hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ chua xót và bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Cộng tuổi của cả Hạ Tưởng và Tào Thù Lê lại, có lẽ còn không tới 40 tuổi,
vậy mà mỗi người đều thông minh một vẻ. Tào Thù Lê thoạt nhìn chỉ là một cô sinh viên ngây thơ, vừa rồi nói tưởng như là suy nghĩ thay cho Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh nhưng kỳ thật là ám chỉ cho hai người biết, ngày nào mà cuộn phim còn ở báo Triều Tỉnh Yến, sự kiện đánh nhau sẽ có thể đăng lên báo bất cứ lúc nào. Ngụ ý rất rõ ràng, tốt nhất nên phối hợp với công tác của Hạ Tưởng ở huyện bá nhiều hơn. Một tầng hàm nghĩa khác là, cô cũng không phải người dễ chọc. Ba của cô là cán bộ của tỉnh, ít nhất cũng là cấp giám đốc sở, cũng đủ để cho hai người biết mức độ. Hạ Tưởng gãi đầu, bộ dạng thật thà chất phác mà chân thành, cười nói. May quá có cô bé Lê nhắc nhở anh, suýt nữa thì anh quên mất việc này. Lát nữa anh gặp bí thư Lý sẽ báo cáo ngay với ông ấy. Tổng biên tập của báo Triều Tỉnh Yến và ông ấy có quan hệ cực kỳ tốt. Vì hình tượng của huyện bá, chắc chắn ông ấy sẽ nói phải áp chế những thứ gì đó. Bôi đen huyện bá cũng tương đương bôi đen lên mặt bí thư Lý sẽ rất mất hứng. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đi nửa ngày rồi mà Trịnh Khiêm và Vương Quan Thanh vẫn còn đứng tại chỗ bất động. Một trận gió thổi qua, lá cây ào ào rung động, lúc này Trịnh Khiêm mới như giật mình tỉnh lại, nói với Vương Quan Thanh. Nói cho Phó Chủ tịch huyện Lưu, tôi còn muốn suy xét kỹ yêu cầu của ông ta. Sau đó cũng không hề để ý tới Vương Quan Thanh, y tự mình đi luôn. Vương Quan Thanh hồn bay phách lạc trở lại phòng làm việc. Y rõ ràng điều Trịnh Khiêm nói chính là việc thương mại Bối Hà nhận thầu núi hoang. Vốn là Trịnh Khiêm đã đáp ứng Lưu Thế Hiên sẽ mạnh mẽ ủng hộ thương mại Bối Hà trên hội nghị thường vụ, hiện tại lại nói muốn suy xét kỹ, kỳ thật chính là tỏ ý từ chối. Tuy nhiên hiện tại y cũng không thèm để ý tới sự tình của Lưu Thế Hiên. Y vuốt mồ hôi lạnh trên đầu, từ Vương Minh nghĩ tới Liên Nhược Hạm, lại từ Liên Nhược Hạm nghĩ tới Tào Thù Lê, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận một việc, mấu chốt của toàn bộ vấn đề đều nằm ở Hạ Tưởng. Hắn chính là một chiếc chìa khóa quan trọng có thể mở ra hết thảy, có thể giúp y nhưng cũng có thể hủy y. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là xem y sẽ đứng ở bên nào. Sống tới từng này tuổi nhưng chưa bao giờ Vương Quan Thanh cảm thấy khó khăn như hôm nay. Trong lòng y tính toán đi tính toán lại, so sánh giữa Lý Đình Sơn và Lưu Thế Hiên không biết bao nhiêu lần, rốt cục hạ quyết tâm. Khi trở lại tòa nhà huyện ủy thì đã gần giữa trưa. Hạ Tưởng bị ánh nắng mặt trời chiếu tới hơi nheo nheo mắt, âm thầm nhìn Tào Thù Lê mấy lần, trong lòng thầm ngạc nhiên, cô quả thật là một cô gái vừa thông minh vừa hiểu kỹ xảo nói chuyện, lại rất đúng mực. Biểu hiện vừa rồi của cô gần như khiến hắn chấn động. Cô gái xinh đẹp thì không ít, nhưng vừa xinh đẹp lại vừa thông minh thì không có nhiều. Trong số những người vừa xinh đẹp vừa thông minh mà lại biết chừng mực, không kiêu ngạo không nóng nảy, ăn nói khéo léo, không làm cho người ta cảm giác cuồng vọng, lại có năng lực biểu đạt ý tứ hàm xúc, gặp được cô gái như vậy có thể nói chính là may mắn bằng trời. Hạ Tưởng giơ tay lên sờ đầu Tào Thù Lê, cười nói. Cô bé Lê thật thông minh. Đúng là bất ngờ.